Nếu một người không có nhân tính, đó còn có thể gọi là người, không? Túc Bảo chỉ mới có 3 tuổi, thế mà lại bị chính người mình xem là ba, ghẻ lạnh, đánh đập không thương tiếc. Cô bé đáng thương mất mẹ, cha lại không ngó ngàng, còn có gì ghẻ hai mặt luôn hãm hại cô bé. Cô bé còn nhỏ, lại không biết nên giải thích thế nào. Nhưng mà không sao, ông trời có mắt, ông đã đem một gia đình của Túc Bảo đến cho bé, nơi có những người yêu thương bé vô vàn, không để bé bị người khác ức hiếp, bắt nạt nữa. Độc sủng công chúa nhỏ của 8 người cậu. Tập 1. Thành phố Lâm An, khu biệt thự số 1 Chiến Thanh, nhà họ Lâm. Hôm nay là lễ hội đèn lồng, đèn và dây hoa ở khắp mọi nơi, làm tăng thêm không khí nhộn nhịp cho Lâm gia. Đột nhiên, một tiếng hét xuyên tới. A! À, cùng với đó là tiếng bang 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 vang lên, một phụ nữ mang thai lăn xuống cầu thang. Mọi người kêu lên, vội vã vây quanh cô ta. Tổng giám đốc Lâm gia Lâm Phong sốt ruột hỏi, Thấm Tâm, em thế nào? Giữa hai chân của người phụ nữ chảy ra một dòng máu tươi, sắc mặt tái nhợt, kinh hãi nói, Lâm Phong, em đau quá. Con của chúng ta, mau cứu con của chúng ta. Lâm gia lão phu nhân hoảng hốt không thôi, luôn miệng hỏi, chuyện gì xảy ra? Mục Thấm Tâm nước mắt lưng tròng nhìn về phía cầu thang. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một cô bé chừng 3 tuổi rưỡi đang đứng ở bậc thang trên cùng. Nhìn thấy ánh mắt của mọi người, bé con sợ hãi ôm con thỏ nhỏ vào trong lòng. Lâm lão gia giận dữ, có phải mày đẩy Thấm Tâm hay không? Cô gái nhỏ mím môi, không phải con không có. Mục Thấm Tâm vừa khóc lóc vừa ra sức giải thích, không phải. Ba đừng trách Túc Bảo, con bé tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, không phải cố ý. Câu nói này trực tiếp khẳng định tội của Túc Bảo. Ánh mắt Lâm Phong lạnh lùng, không hỏi đầu đuôi câu chuyện trực tiếp nói, người đâu? Đem nó nhốt vào căn phòng nhỏ trên lầu, đợi tôi trở về xử lý sau. Mọi người cuống quýt đưa Mục Thấm Tâm đi bệnh viện. Tiểu Túc Bảo bị kéo lên lầu, một chiếc giày bị kéo rơi ở phía sau, nhưng khuôn mặt nhỏ bé của bé tràn đầy bướng bỉnh, không cầu xin sự thương xót cũng không khóc không nháo. Căn gác nhỏ không có ánh sáng cũng không có hệ thống sưởi ấm, tối tăm lạnh lẽo, cửa sổ đóng sầm lại, như thể con quái vật có thể sẽ nhảy ra bất cứ lúc nào. Túc Bảo ôm con thỏ nhỏ vào lòng, cuộn tròn lại trong một góc. Lạnh quá. Nhưng bé thật sự không đẩy ai, tại sao không ai tin bé? Đều nói không có cái rét nào bằng cái S tháng 3, bên ngoài gió tuyết thổi xuyên qua khe hở cửa sổ chui vào rơi từng lớp trên người Tiểu Túc Bảo. Rất nhanh một ngày một đêm trôi qua. Một ngày một đêm này cũng không có ai để ý đến Tiểu Túc Bảo, cũng không ai biết rằng bé đã bị Mục Thấm Tâm trừng phạt trước đó không lâu, bé không được ăn một miếng thức ăn nào. Cuối cùng suýt chút nữa không chịu nổi mà rơi vào mê mang. Lâm lão gia tuyên bố, nếu bé không thừa nhận sai lầm của mình thì bé sẽ không được phép ra ngoài. Đôi môi của Tiểu Túc Bảo tím tái vì lạnh, bé không tự chủ được run rẩy chỉ có thể nhắm mắt lại lẩm bẩm, mẹ. Túc Bảo không sai, Túc Bảo không hề đẩy gì. Bé biết, cách đây một năm mẹ bé đã mất vì bạo bệnh. Sau khi mẹ mất, ba đi tìm một người gì khác, chẳng bao lâu trong bụng gì cũng có một đứa con. Người gì này thật hai mặt, khi có người khác thì đối xử rất tốt với bé, nhưng khi không có ai thì lại hung ác như một con quỷ. Mẹ, Tiểu Túc Bảo nghĩ thầm, nắm chặt lấy tai thỏ con rồi ngất đi. Chẳng biết qua bao lâu, cánh cửa được mở ra rồi lại đóng sầm lại. Lâm Phong vẻ mặt tức giận, túm lấy Tiểu Túc Bảo đang bất tỉnh kéo xuống cầu thang, ném vào nền tuyết bên ngoài. Tiểu Túc Bảo rùng mình vì lạnh, khó khăn mở mắt ra. Ba, con đói. Bé nói theo bản năng. Lâm Phong cười lạnh nói, mày giết chết em trai trong bụng của Thấm Tâm, còn có mặt mũi nói đói. Toàn thân Túc Bảo đã cứng đờ, khuôn mặt không toát ra biểu cảm gì, nói không nên lời. Lâm Phong càng thấy bé như vậy thì càng tức giận, làm sai nhưng lại ngoan cố như vậy là đang diễn cho ai xem. Còn nhỏ như vậy mà đã có tâm địa độc ác. Mày bây giờ có thể giết em trai của mày, lớn lên còn thành ra cái dạng gì? Hôm nay không dạy cho mày một bài học, tao không phải ba mày. Sau đó, ông ta nhanh chóng nhìn xung quanh, chộp lấy một cây chổi trong góc, bước lên, bẻ gãy đầu chổi, cầm lấy cán chổi dài. Cây gậy dày bằng hai ngón tay cái người lớn đập vào người Tiểu Túc Bảo, cô bé hét lên trong đau đớn. Mày đã biết sai chưa? Lâm Phong con mắt trợn trừng lên. Không phải con, thật sự không phải con. Tiểu Túc Bảo cắn cắn môi, trên mặt tràn đầy ngoan cố. Lâm Phong nghe vậy càng đem tức giận,
không phải là mày, chẳng lẽ là gì của mày tự mình ngã sao? Cô ấy đã mang thai 6 tháng, tự mình làm ngã thì có ích lợi gì? Anh ta không khỏi nhớ tới hình ảnh Mục Thấm Tâm chảy máu đầm đìa nằm trong bệnh viện, bác sĩ đã giúp cô ta vượt qua cơn nguy kịch, nhưng khi ấy cô ta vẫn nói với anh ta đừng trách Túc Bảo, nói Túc Bảo còn nhỏ không có mẹ rất đáng thương, sợ sau khi em trai sinh ra sẽ không còn được yêu thương cho nên mới không cố ý đẩy cô ta xuống. Lâm Phong càng nghĩ càng tức giận, anh ta vừa đánh vừa mắng, còn nguy biệt. Còn ngụy biệt. Một lời nói ra là một lần cây gậy rơi trên người Túc Bảo. Anh ta đánh mạnh đến mức ngay cả điện thoại của mình rơi ra từ lúc nào cũng không biết, anh ta đánh cho đến khi Túc Bảo nằm im trong tuyết không còn cử động được mới dừng tay. Mày cứ quỳ ở đây đi, khi nào Thấm Tâm xuất viện, thì mày mới được đứng lên. Lâm Phong kéo cà vạt, buông gậy rời đi. Gần đây anh ta đã đủ phiền rồi, công ty gặp vấn đề lớn, anh ta đã cầu xin người ta giúp đỡ nửa tháng rồi cũng không thấy bóng dáng ai. Hôm nay, Thấm Tâm lại ngã cầu thang. Đứa con trai 6 tháng tuổi của cô bị sảy thai chết hiểu, hạt giống duy nhất mà nhà họ Lâm hy vọng đã không còn nữa. Liên tiếp hai chuyện xảy ra khiến anh ta sứt đầu mẻ trán, anh ta sao có thể không bực cho được. Tất cả những gì anh ta có thể làm là trút tất cả lên người của Tiểu Túc Bảo. Con thỏ của Tiểu Túc Bảo đã bị đập nát từ lâu, bé vùng vẫy để đứng dậy, nhưng lại ngã phịch xuống tuyết. Bé cảm thấy, bé sắp chết rồi. Chết rồi có được gặp mẹ không? Lúc này, một thanh âm mơ hồ vang lên bên tai Tiểu Túc Bảo. Tiểu Túc Bảo, mau gọi cho cậu út. Cậu út của bạn tên là Tô Ý Thâm, số điện thoại của cậu ấy là 159XXXXX. Đang gọi, Tiểu Túc Bảo mở mắt ra và nhìn thấy một chiếc điện thoại di động màu đen trong tuyết, bản năng sinh tồn khiến bé liều mạng bò đến gần nó. 159. Tiểu Túc Bảo run rẩy, ngón tay cứng ngắc không ngừng cử động, hồi lâu mới bấm được điện thoại. Cùng lúc đó, trong tòa tứ hợp viên cũ ở Kinh Đô, Tô Lão Gia Tử đang hỏi. Một năm lại trôi qua, Tô Ý Thâm, cậu nói năm nay cậu thi đậu lên chủ nhiệm phải không? Tám anh em nhà họ Tô mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, Tô Ý Thâm sờ sờ mũi. Đột nhiên, ông lão chuyển đề tài, đột ngột hỏi, còn nữa, tìm 4 năm rồi, vẫn chưa tìm được em gái của các cậu sao? Sắc mặt của tám anh em nhà họ Tô đều biến sắc. Mím môi im lặng, mấy anh em vừa rồi còn trong trạng thái vào tai trái đi ra tai phải, bây giờ lại hiện lên nét buồn bã trên khuôn mặt. Em gái của họ, Tô Cẩm Ngọc, được chẩn đoán mắc bệnh bạch từ khi còn nhỏ, cô ấy đã được truyền máu, chống nhiễm trùng và thay thế tủy xương. Nhà họ Tô đã chăm sóc cô ấy cẩn thận trong 20 năm. Từng ngày nhìn thấy tình trạng của cô ấy ngày càng trở nên tồi tệ hơn, nó thậm chí còn ảnh hưởng đến não và trí nhớ của cô. 4 năm trước, cô ấy đột nhiên biến mất. Tô Ý Thâm là bác sĩ điều trị chính của bệnh viện Ung Bướu tỉnh, toàn bộ quá trình điều trị của Tô Cẩm Ngọc anh đều phụ trách. Ngày đó anh phải cấp cứu một người mắc bệnh nặng, chỉ một lần đó. Tô Cẩm Ngọc đã đi lạc. Trong 4 năm qua, anh luôn dằn vặt trong sự tự trách và hối hận, một người có thiên phú y học không ai sánh bằng, trong 4 năm nay vẫn không có thêm một bước tiến nào mới. Tô gia có 8 người con trai, chỉ có mình Tô Cẩm Ngọc là con gái duy nhất. Sau khi con gái mất tích, Tô lão phu nhân liền ngã bệnh, tính tình của Tô lão gia cũng ngày càng trở nên cổ quái. Trong lòng mỗi người Tô gia đều đè nén một tảng đá lớn, đè ép bọn họ không thở nổi. Trưởng tử Tô gia Tô Nhất Trần, người cầm quyền của đế quốc thương nghiệp Tô gia liều mạng tăng ca, ngày đêm không nghỉ, thân thể càng ngày càng kém, mỗi ngày đều cần uống thuốc. Con trai thứ hai của Tô gia là Tô Việt Phi, cơ trưởng xuất sắc nhất của hãng hàng không S, bởi vì lúc khảo sát tâm lý không đạt tiêu chuẩn. Hiện giờ đã nghỉ ngơi ở nhà điều chỉnh 4 năm. Con trai thứ ba của Tô gia. Trong thư phòng rơi vào yên lặng. Lúc này, di động của Tô Ý Thâm bỗng nhiên vang lên. Tô lão gia có quy định là không được bật điện thoại trong cuộc họp buổi sáng. Tô Ý Thâm vội vàng cầm lấy điện thoại định cúp máy ngay lập tức. Tô lão gia lạnh lùng mắng, nghe máy. Tô Ý Thâm ho khan một tiếng, ba, là số lạ, con. Tô lão gia đặt chén trà qua một bên. Lạnh lùng nói, nghe máy, mở loa ngoài cho tôi. Chú ba nhìn Tô Ý Thâm đầy đồng cảm. Tô Ý Thâm không còn cách nào khác ngoài việc trả lời điện thoại và bật loa ngoài. Một giọng nói nhỏ bất ngờ lọt vào tai họ như thế này. Xin chào, đó có phải là cậu út không? Con là Túc Bảo, mẹ con là Tô Cẩm Ngọc, người có phải là cậu út Tô Ý Thâm của con không? Thanh âm của cô gái nhỏ yếu ớt và tê liệt đến khó tả,
giống như một người máy nhỏ, không thể nghe thấy cảm xúc trong giọng nói của cô bé. Biểu cảm của mọi người trong nhà họ Tô đột nhiên thay đổi. Bang! Nắp bút trong tay Tô lão gia rơi xuống. Cổ họng mọi người giống như bị bóp chặt, nhất thời không phát ra được thanh âm gì. Bên kia điện thoại, giọng nói trẻ con tiếp tục. Cậu út, Túc Bảo vừa lạnh vừa đói. Túc Bảo không có đẩy gì, nhưng bọn họ không tin. Ba kêu Túc Bảo quỳ ở cửa, nhưng Túc Bảo lạnh quá. Cậu út, cậu tới đón con được không? Cuối cùng, giọng nói của cô bé càng lúc càng yếu ớt. Vẫn có thể nghe thấy tiếng gió rít và tuyết rơi qua điện thoại, nhưng giọng nói non nớt đột ngột dừng lại. Tô Ý Thâm cuối cùng cũng tỉnh táo lại, cầm lấy điện thoại, gần như mất kiểm soát hét lên. Này, Túc Bảo, con ở đâu? Nói cho cậu út biết con đang ở đâu. Không có bất cứ phản hồi nào. Tô lão gia hoảng hốt đứng lên, bộ dáng nghiêm túc vừa rồi lập tức biến mất, giống như thoáng cái đã già đi 10 tuổi. Mau, nhanh, tra cho tôi, tra dãy số này, kiểm tra vị trí. Tiểu Túc Bảo trước khi kết thúc cuộc gọi đã bất tỉnh, điện thoại bị đánh rơi trên trong lớp tuyết dày đặc. Không biết qua bao lâu, Lâm Phong đi ra tìm điện thoại di động, thấy Túc Bảo không nhúc nhích, anh ta nhấc chân đá vào người bé. Chết cũng được, anh ta tức giận nói. 4 năm trước, anh ta nhặt được một người phụ nữ quần áo tả tơi, anh ta ân cần đưa cô về nhà. Sau khi tắm rửa sạch sẽ cho người phụ nữ, anh ta ngỡ ngàng cảm thấy rằng cô ấy thật xinh đẹp. Một bộ dáng ngây ngốc không nhớ được gì của cô làm anh ta mê mẩn, còn thấy cô dễ thương nên dỗ dành cô rất lâu. Giống như một kẻ ngốc có bộ não si tình, nuông chiều cô, không ép buộc cô, quan tâm cô đến từng chi tiết. Lâm Phong bây giờ nghĩ lại đều cảm thấy buồn nôn. Một phụ nữ ăn xin lang thang, có khi còn bị ai đó chơi qua. Bằng không tại sao Túc Bảo lại không có điểm nào giống anh ta. Mặc dù hoài nghi, nhưng Lâm Phong chưa bao giờ nghĩ đến việc kiểm tra quan hệ ba con. Bởi vì một khi phát hiện anh ta không phải ba của cô bé, vậy anh ta sẽ trở thành trò cười của Nam Thành. Lâm Phong nhặt điện thoại lên và rời đi ngay lập tức, anh ta liên tục gọi điện thoại trong căn phòng làm việc ấm áp. Xin chào Tiêu tiên sinh, tôi là Lão Lâm đây. Tôi muốn hỏi anh có biết ai trong nhà họ Tô ở Kinh Thành không? Xin chào, ông Ngô, năm mới vui vẻ. Ông có biết nhà họ Tô ở Kinh Thành không? Công ty đang gặp chút rắc rối. Bên ngoài thư phòng gió tuyết rất lớn, Túc Bảo nằm ở trên tuyết, thời gian từng chút một trôi qua, trời lại sắp tối. Trong đầu bé vẫn còn có chút ý thức, nhưng dùng nhiều sức đến đâu cũng không thể mở mắt nổi. Sau khi mẹ mất, bé không khóc, cho dù bị ba đánh bé cũng không khóc. Nhưng bây giờ bé cảm thấy có chút muốn khóc. Sau khi bé gọi cậu út của mình, không có âm thanh đáp lại nào cả, có phải họ không muốn nhận bé không? Trên thế giới này, không ai thích bé cả. Còn mẹ thì sao? Sau khi bé chết, nếu mẹ nhìn thấy bé như vậy, thì có thích bé không? Đôi môi tím tái của Túc Bảo mím lại, trong lòng không ngừng lặp lại, mẹ. Túc Bảo không khóc, Túc Bảo rất ngoan. Đúng lúc này, bên tai truyền đến thanh âm ầm ầm. 7-8 chiếc xe màu đen từ bên ngoài biệt thự của nhà họ Lâm lao tới, một người đàn ông mặc áo khoác ngoài màu đen bước xuống từ chiếc xe đầu tiên, đá tung cửa lớn nhà họ Lâm. Gió tuyết rất lớn, đem thân ảnh nho nhỏ của Túc Bảo đều bao phủ. Tô Ý Thâm lo lắng nhìn xung quanh, trên điện thoại, Túc Bảo nói rằng bé đang quỳ ở cửa. Đột nhiên, vẻ mặt của anh biến sắc, anh nhìn thấy một đống tuyết nhỏ ở cửa. Tô Ý Thâm chạy vội tới, dùng hai bàn tay lạnh cóng hốt hoảng bới đống tuyết lên. Cuối cùng nhìn thấy một bóng người nhỏ bé dưới đống tuyết. Túc Bảo. Tô Ý Thâm vội vàng bế bé lên, khoảnh khắc nhìn rõ khuôn mặt nhỏ nanh ta của Túc Bảo anh đã khẳng định đây chính là Túc Bảo nhà bọn họ. Bởi vì khuôn mặt của bé giống như đúc với khuôn mặt của Tô Cẩm Ngọc khi còn bé. Đứa con của người em gái yêu quý và đáng yêu nhất của họ Túc Bảo. Túc Bảo chỉ cảm thấy mình rơi vào một vòng tay ấm áp, người đó còn cởi áo ra, quấn lấy bé. Bởi vì đóng băng quá lâu. Túc Bảo cả người tê dại, sau một hồi ấm áp vẫn là lạnh thấu xương khiến bé không tự chủ được dùng mình một cái. Tiểu Túc Bảo cố gắng mở mắt ra, cuối cùng cũng nhìn thấy rõ người đàn ông trước mặt mình, khuôn mặt của anh ta có phần giống mẹ, nhưng lại có chút không giống nhau. Tiểu Túc Bảo mấp máy khóe môi, yếu ớt hỏi, cậu là? Cậu út sao? Cậu út, Túc Bảo không có đẩy gì. Túc Bảo gần như theo bản năng lẩm bẩm, không có bất kỳ ý thức nào. So với sự phấn khích của Tô Ý Thâm, cô bé giống như một người máy nhỏ không có hơi ấm và cảm xúc.
nước mắt của Tô Ý Thâm sắp chảy xuống. Đứa nhỏ trong lòng chỉ mặc một bộ đồ ngủ mỏng manh, loại quần áo mùa thu bằng vải bông mềm, thậm chí còn không có lông cừu. Khuôn mặt nhỏ của cô bé đã tím tái vì lạnh, đôi môi khô nứt nẻ, thâm đen lại. Cơ thể nhỏ bé hoàn toàn không thể di chuyển, giống như một người làm bằng băng, khiến Tô Ý Thâm không khỏi sợ hãi, sợ anh ta vừa chạm vào liền vỡ. Túc Bảo, cậu ở đây, cậu sẽ đưa con về nhà. Tô Ý Thâm nghẹn ngào, anh không dám tưởng tượng Túc Bảo một mình đã phải chịu đựng như thế nào. Lại càng không dám tưởng tượng nếu bọn họ tới chậm một chút, Túc Bảo có phải sẽ chết hay không. Tô Ý Thâm cẩn thận ôm lấy Túc Bảo, bước chân loạng choạng chạy về phía chiếc xe. Túc Bảo, cố một chút, Tô Ý Thâm trầm giọng nói, đừng ngủ. Túc Bảo, con có thể trả lời cậu không? Túc Bảo đã bất tỉnh. Tô lão gia có chút run rẩy tiến lên, nhìn Tô Ý Thâm quần áo phồng lên, lo lắng hỏi, làm sao vậy? Tô Ý Thâm lo lắng hét lên, mau, đi bệnh viện, đi bệnh viện. Tất cả mọi người trong nhà họ Tô đều thót tim, lập tức lên xe đi đến bệnh viện. Lúc này, Lâm Phong sau khi nhận được tin tức liền vội vàng đi xuống lầu, trên mặt vẫn còn đè nén một tia mừng rỡ hưng phấn. Hóa ra vừa rồi lúc Tô Ý Thâm đi vào đã báo tục danh cho bảo vệ canh cổng, cho nên bảo vệ đã đi báo cho Lâm Phong biết. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh đến nỗi nhà họ Lâm không có thời gian để phản ứng. Lâm Phong vội vàng xuống lầu nhưng cũng không kịp nhìn thấy cảnh Tô Ý Thâm bế Túc Bảo đi, anh ta chỉ nhìn thấy Tô Nhất Trần ở cửa chuẩn bị lên xe rời đi, anh ta lập tức chạy tới. Ôi, Tô tiên sinh! Lâm Phong trên mặt nở nụ cười hớn hở, ngọn gió nào đưa ngài tới đây? Ngài đại giá quang lâm thật khiến cho Lâm gia chúng tôi trở lên phồn hoa rực rỡ. Lúc Lâm Phong nói chuyện, Lâm lão gia cùng Lâm lão phu nhân cũng nhận được tin tức, cùng đám người hầu kéo nhau đi ra nghênh đón, trên mặt ai nấy đều lộ ra nụ cười nhiệt tình. Nhìn người đàn ông với vẻ mặt lạnh lùng trước mặt, họ chỉ thiếu nước cong eo 90 độ để chào nữa thôi. Tô Nhất Trần, gia chủ đương nhiệm của nhà họ Tô, chủ tịch mặt lạnh của tập đoàn Tô Thị. Tô gia là một trong 4 gia tộc lớn ở Kinh Đô. Có ai mà không muốn dốc lòng nịnh bợ chứ? Nhưng loại gia đình giàu có thực sự với lai lịch thâm sâu này không dễ gặp, không phải ai muốn gặp cũng được, nhà họ Tô kín tiếng và bí ẩn, người ngoài chỉ biết rằng nhà họ Tô có 8 người con trai, nhưng rất ít người từng nhìn thấy họ. Chỉ có Tô Nhất Trần thỉnh thoảng xuất hiện trên các tiêu đề của tin tức tài chính, vì vậy người họ Lâm mới có thể nhận ra anh ta. Tô Tổng, mời vào trong, bên ngoài lạnh lắm. Nếu không ngại thì mời anh vào trong uống chén trà một lát cho ấm người, Lâm lão gia niềm nở mời. Đúng, đúng, mời ngài vào trong uống chén trà nóng. Lâm Phong cũng cười nói. Đối mặt với những nhân vật trong truyền thuyết chân chính thế này, bọn họ chỉ hận không thể lập tức biến thành cún con ngồi xuống vui vẻ vẫy đuôi. Cuộc khủng hoảng của nhà họ Lâm với họ mà nói như một thảm họa diệt vong. Nhưng chỉ cần Tô Nhất Trần nói một lời, Lâm gia lập tức có thể được hồi sinh. Nói không chừng anh ta còn có thể trở thành một trong 10 người đứng đầu ở Kinh Đô. Tô Nhất Trần mặt mày vô cảm, lạnh lùng nhìn Lâm Phong với ánh mắt sắc bén. Đây là ba của Túc Bảo. Trên mặt anh ta không có bất cứ biểu tình dư thừa nào, lạnh giọng nói, Lâm gia, tốt lắm. Sau cùng, anh không thèm nói thêm lời nào, lên xe rời đi. Người nhà họ Lâm ngơ ngác đứng đó, trong lòng vừa bất an vừa sợ hãi. Lâm phu nhân nói. Tô Tổng nói Lâm gia chúng ta rất tốt. Ông ta là đang khen chúng ta sao? Nói như vậy nghĩa là ông ta sẽ giúp chúng ta à? Lâm lão gia cau mày, biểu cảm lúc nãy của Tô Tổng không giống với đang khen chúng ta. Lâm Phong vội gọi người tới hỏi xem vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Khi họ nghe tin tất cả người nhà họ Tô đều đến đây để đón Túc Bảo rời đi. Một người đàn ông mặc đồ đen thậm chí còn cởi áo khoác của mình ra rồi bọc Túc Bảo vào trong lòng. Còn tự xưng là cậu út của Túc Bảo. Lâm Phong như bị sét đánh đứng chôn chân tại chỗ, anh ta dường như nghĩ đến điều gì đó. Nhà họ Tô có 8 người con trai và một con gái, nghe nói người con gái có sức khỏe yếu từ nhỏ, gần như chưa từng xuất hiện trước mặt mọi người. Nếu nói như vậy, người phụ nữ mà anh ta nhặt được 4 năm trước là thiên kim bảo bối duy nhất của nhà họ Tô. Người nhà họ Lâm sau khi phản ứng lại thì đều hối hận muốn thổ huyết. Lâm lão phu nhân khóe miệng run rẩy. Thì ra là hài tử Tô gia. Mau, nhanh lên, chúng ta đi đem Túc Bảo mang về. Nếu bọn họ sớm biết chuyện này, bọn họ nào dám để Túc Bảo quỳ ở trong nền tuyết lạnh lẽo chứ? Bọn họ lại chả coi Túc Bảo như tổ tông mà cung phụng. Lâm Phong cũng rất hối hận, nhớ tới mình đánh Túc Bảo,
anh ta bất giác cảm thấy bất an trong lòng. Anh ta cáu gắt hét lên, đón thế nào được? Lâm lão gia cau chặt mày lại, suy nghĩ hồi lâu rồi nói thế nào đi nữa thì chúng ta cũng được tính là người thân của Túc Bảo, là ông nội, bà nội của nó. Nhà họ Tô dù có tức giận đến đâu cũng không thể phủ nhận sự thật này được. Hơn nữa, việc nó khiến Thấm Tâm sảy thai cũng là sự thật. Bọn họ chỉ là đang giáo dục, dạy bảo nó thôi, tránh cho sau này nó sẽ trở thành một đứa trẻ kiêu ngạo, ngang ngược. Chỉ là Lâm Phong quá tức giận, mới không cẩn thận đánh mạnh một chút. Nhà họ Lâm cho rằng chuyện này có thể nói rõ ràng, chỉ cần giải thích rõ ràng một chút thì không phải sau này Phú Quý sẽ chờ đợi họ sao. Nhà họ Tô sau khi đón được Túc Bảo đã không trở về kinh đô luôn, mà vội vã đến bệnh viện gần nhất ngay lập tức. Trong bệnh viện tốt nhất ở Nam Thành, những nhân vật quan trọng ở phòng VIP của tầng cao nhất ngày thường luôn lạnh lùng, bình tĩnh nay cũng rối cả lên. Không ai dám to tiếng, chỉ có tiếng máy kêu bíp bíp, tiếng bác sĩ, y tá đi lại vội vã khiến không khí căng thẳng tột độ. Tô lão gia liên tục chống nạng đi lại, hỏi, sao còn chưa ra? Tô Nhất Trần nhìn đồng hồ, trầm giọng nói, ba, người ngồi xuống trước đã. Sau khi Túc Bảo được đưa đến bệnh viện, bé được đưa trực tiếp đến phòng cấp Tô Ý Thâm cũng theo vào, đến giờ vẫn chưa ra. Trong phòng cấp cứu, Tô Ý Thâm nhìn Túc Bảo, người đầy vết bầm tím, tay anh run rẩy. Khi cơ thể chịu đựng cái rét người ta sợ nhất là gãy xương, sau khi kiểm tra qua thì phát hiện Túc Bảo đã bị đánh đến tơi tả, cánh tay, bắp chân, thậm chí cả xương sườn đều bị gãy. Khắp cơ thể bé nhỏ tràn đầy những vết thương do bị đông lạnh, có những bộ phận nghiêm trọng thậm chí còn phải bị cắt bỏ. Một đứa trẻ mới 3-4 tuổi đã phải chịu đựng những sự hành hạ như vậy. Đôi mắt của Tô Ý Thâm đỏ hoe, anh cúi sát người xuống trước mặt tiểu Túc Bảo, thì thầm, Túc Bảo, cậu là cậu út của con đây, con có nghe thấy cậu nói gì không? Nếu như con có thể nghe được, thì Túc Bảo nhất định phải cố gắng lên, cố gắng vượt qua. Túc Bảo nhắm chặt hai mắt, cảm giác thân thể trở nên rất nhẹ nhàng ấm áp, đây là lần đầu tiên cô bé cảm thấy ấm áp đến vậy. Xung quanh rất yên tĩnh, chỉ có một giọng nói không ngừng văng vắng bên tai cô. Túc Bảo, tiểu Túc Bảo, con có thấy ta nói gì không không? Có nghe thấy không? Là ai? Túc Bảo cố gắng mở mắt ra nhưng không được. Cô bé lo lắng muốn đáp lại rằng bé có thể nghe thấy, nhưng cuối cùng cũng không thể phát ra âm thanh gì. Sau 3 giờ phẫu thuật, Túc Bảo đã qua cơn nguy kịch, các bác sĩ cảm thấy đó thật là một kỳ tích. Túc Bảo bị đẩy đến phòng bệnh, trên người gắn đầy những chiếc ống. Tô Ý Thâm lạnh lùng đưa báo cáo kết quả cho Tô Nhất Trần, sau khi xem xong, cả nhà họ Tô đều cố gắng kìm nén lửa giận trong lòng. Tô lão gia tức giận nghiến răng nghiến lợi nói, tốt lắm. Một đứa trẻ 3 tuổi rưỡi mà bọn họ cũng xuống tay được. Tô Nhất Trần đã điều tra rõ ràng về nhà họ Lâm, lạnh giọng nói. Sản phẩm của Lâm thị bị điều tra phát hiện có hành vi buôn lậu, Lâm vào cảnh nguy khốn, gần đây họ đang nhờ đủ mọi mối quan hệ để có thể cầu được nhà họ Tô chúng ta giúp đỡ. Tô lão ra cười lạnh, lão tử không dìm chết bọn chúng hẳn là nên chắp tay cảm tạ trời đất đi, còn muốn chúng ta giúp. Lão nhân ra thật sự tức giận. Hận không thể lập tức giày xéo nhà họ Lâm. Tô Nhất Trần nói, yên tâm đi, bọn họ sẽ xong đời sớm thôi. Tô lão ra mím môi, trầm mặc một lát, cuối cùng hỏi, Ngọc Nhi thì sao? Ngọc Nhi làm sao rồi? Tô Nhất Trần trầm mặc không lên tiếng. Kinh Đô và Nam Thành cách nhau gần 2000 km. 4 năm trước, Tô Cẩm Ngọc bệnh chợt trở nặng và mất trí nhớ, không ai biết cô đã đến Nam Thành bằng cách nào, lúc đó cô được Lâm Phong nhặt được và đưa về nhà. Sau khi Tô Cẩm Ngọc sinh con, cô ấy đã rơi vào tình trạng nguy kịch và gần như không qua khỏi. Có lẽ là bởi vì đứa bé, như một kỳ tích mà cô đã cố gắng thêm được 2 năm, sau khi chết vì bệnh thì chỉ còn lại Túc Bảo. Em gái mà bọn họ nâng niu trong lòng bàn tay như bảo bối cứ như vậy bệnh chết ở tha hương, thậm chí không có danh phận, không người biết đến. Tô Nhất Trần không khỏi siết chặt nắm tay, càng phẫn nộ, thần sắc trên mặt càng băng giá. Tô lão gia tử không dám hỏi nữa. Sợ mình chịu không nổi. Tô Ý Thâm hỏi, bọn họ vì sao đánh Túc Bảo? Tô Nhất Trần lạnh giọng nói, vợ của Lâm Phong là Mục Thấm Tâm ngã xuống cầu thang sinh non, Lâm Phong cho rằng Túc Bảo đẩy Mục Thấm Tâm. Mọi người Tô gia không khỏi nhíu mày. Lúc đang nói chuyện, đám người Lâm gia tìm tới. Trợ lý của Tô Nhất Trần vội vàng đi tới, thấp giọng nói, Tô Tổng, người Lâm gia đến rồi, nói muốn gặp cháu gái của mình. Tô Nhất Trần cười lạnh một tiếng. Lạnh lùng nói,
đem hệ thống sưởi ấm của tầng này đóng lại, cửa sổ mở ra, để cho bọn họ ngồi chờ đi. Lâm Phong đã hỏi hết những người xung quanh, nhưng họ đều nói rằng họ không biết. Bọn họ chỉ đành tiếp tục đứng run rẩy trong hành lang lạnh lẽo như thế này, nhà họ Tô không chịu gặp họ, họ cảm thấy như đang bị giày vò. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Lâm lão phu nhân là người đầu tiên đánh bài chuồn, tôi đi xem Thấm Tâm. Mục Thấm Tâm cũng ở bệnh viện này, nhưng nằm ở tòa nhà của khoa phụ sản. Lâm Phong và Lâm lão gia cũng không chịu nổi nữa, nhưng cũng không dám rời đi, chỉ đành cắn răng tiếp tục chịu đựng. Trong lòng thì không ngừng oán trách nhà họ Tô, nhưng họ không biết được rằng đây chỉ là bắt đầu mà thôi. Trong phòng, Túc Bảo chỉ nghe thấy tiếng máy bíp bíp vang lên bên tai, dường như còn nghe thấy cả tiếng người đang nói chuyện, nhưng rất mơ hồ. Nhưng, có một giọng bé nghe được rất rõ ràng. Túc Bảo, tiểu Túc Bảo, này, cặp sách nhỏ. Mau tỉnh dậy đi nào, con còn không mau tỉnh dậy thì ta sẽ. Giọng nói cứ ong ong bên tai. Túc Bảo cảm giác như có đàn ong nhỏ đang ve vẩy bên tai, có chút ồn ào. Rốt cuộc là ai đang nói chuyện? Lông mi Túc Bảo run lên, từ từ mở mắt ra, nhìn thấy đầu tiên chính là bức tường trắng như tuyết. Xung quanh giường còn có một nhóm người đang vây quanh, bé mím môi, cẩn thận nhìn xung quanh. Tô Ý Thâm kích động nhất, là người đầu tiên lên tiếng, Túc Bảo, con tỉnh rồi. Cậu là cậu út của con. Những người còn lại của Tô gia đều không dám thở mạnh. Hồi hộp nhìn Túc Bảo. Đầu óc tiểu Túc Bảo không hiểu ra sao, cậu út. Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của bé không thể hiện ra được bất kỳ biểu cảm nào, trông thật vô hồn, giống như một con búp bê bằng sứ dễ vỡ. Tiếng cậu út phát ra lại càng giống như đang đọc một từ đơn vậy, một chút cảm xúc dư thừa cũng không có. Khóe miệng Tô lão ra mím lại thành một đường thẳng, tiểu Túc Bảo rất gầy, gầy đến nỗi bé nằm trên giường bệnh càng khiến cho chiếc giường rộng rãi hơn. Ai nhìn vào đều cảm thấy đau lòng đến nghẹt thở. Tô Ý Thâm cố gắng thả chậm lại, nhẹ giọng nói, Túc Bảo, cậu là anh trai út của mẹ con, tên là Tô Ý Thâm, trước đây con còn gọi điện thoại cho cậu, con còn nhớ không? Túc Bảo run rẩy, thật lâu sau mới khẽ, một tiếng. Bé nhớ, bé có gọi cho cậu út của mình. Nhưng bọn họ không ai để ý đến bé, không ai trả lời bé. Họ không thích bé sao? Người. Mọi người tới đón con sao? Túc Bảo yếu ớt hỏi. Mấy người đàn ông to lớn trước giường bệnh gật đầu lia lịa. Tô Nhạc Phi nói, Túc Bảo, cậu là cậu ba của con nè, chúng ta đều đến để đón con về nhà. Cổ họng của Tô lão gia như bị chặn lại, ông hít một hơi thật sâu mới nói đúng vậy, đón Túc Bảo về nhà, sau này không ai có thể bắt nạt con được nữa, ai bắt nạt con, ông ngoại sẽ không đội trời chung với người đó. Túc Bảo đảo mắt nhìn xung quanh. Về nhà. Túc Bảo không rõ, sau khi đưa bé về nhà, bọn họ có bỏ rơi bé hay không? Họ sẽ đánh bé, sẽ không cho bé ăn sao? Thấy tiểu Túc Bảo im lặng, đám đàn ông nhà họ Tô lòng nóng như lửa đốt. Không ai trong số họ có một chút kinh nghiệm nào trong việc nuôi dạy trẻ cả, cuối cùng tất cả ánh nhìn đều đổ dồn vào Tô Nhấn Trần và Tô Cẩm Mặc. Lão đại Tô Nhấn Trần, 40 tuổi đã có 2 người con, lão nhị Tô Tử Lâm 38 tuổi cũng đã có 2 người con. Nhưng Tô Nhấn Trần lại không biết dỗ trẻ con, do dự hỏi, Túc Bảo đang lo lắng cái gì? Thanh âm của anh vẫn lạnh như băng, đám anh em vừa nghe thế liền quay đầu trừng mắt nhìn anh ta. Tô Tử Lâm họ khan một tiếng, anh vốn dĩ cũng là người kiệm lời, nửa ngày cũng dặn ra được một câu hoàn chỉnh, sốt ruột đến mức đi lòng vòng. Tô Ý Thâm thấy vậy đành hít thật sâu, anh ghé sát vào giường bệnh, âu yếm xoa đầu Túc Bảo, giọng điệu ấm áp nói, Túc Bảo, nói cho cậu út nghe Túc Bảo tên thật là gì? Ở đây theo mình thì ý muốn hỏi. Là Túc Bảo là con gái Lâm gia thì tên bé nên là Lâm gì gì đó á. Túc Bảo nhìn chằm chằm lên trần nhà, im lặng một hồi lâu mới nói. Túc Bảo không có tên, Túc Bảo là Túc Bảo. Ba từng nói rằng ông lười không muốn đặt tên cho bé, đợi gì sinh em trai ra rồi tính tiếp. Vậy nên, bé không có tên, Túc Bảo là tên mà mẹ đặt cho bé. Trái tim của Tô Dịch Thần nhói lên, một đứa trẻ thậm chí ngay cả tên cũng không có. Rốt cuộc đã phải sống như thế nào ở Lâm gia? Anh ta âm thầm đè nén lửa giận trong lòng, tiếp tục hỏi, vậy Túc Bảo nói cho cậu út nghe, Túc Bảo rốt cuộc đang suy nghĩ điều gì? Túc Bảo thu hồi tầm mắt nhìn trên trần nhà, có chút khó khăn quay đầu lại, nhìn về phía người đàn ông trước mặt, người tự xưng mình là cậu út. Ngày hôm đó, thế giới của bé như bị đóng băng trong bóng tối,
nhưng người trước mặt này đã phá vỡ bóng tối đó như một tia sáng chiếu rọi màn đêm. Túc Bảo mím môi, hỏi, cậu Út, về nhà. Túc Bảo có cơm ăn không? Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người ở đó đều sửng sốt. Về nhà, có cơm ăn không? Mọi người còn chưa kịp phản ứng, Túc Bảo lại thấp giọng hỏi, mọi người có đánh con không? Chỉ với mấy câu ngắn ngủi nhưng lại khiến Tô lão gia đau lòng đến xém chút nữa rơi lệ. Thì ra bé con đang lo sợ, sợ không có cơm ăn, còn sợ bị đánh. Rốt cuộc ở Lâm gia con bé đã phải chịu sự ngược đãi thế nào? Ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, còn phải lo sợ bị đánh bất cứ lúc nào. Không có ai ở bên mỗi khi nửa đêm thức giấc do ác mộng, mùa hè nóng nực ướt áo cũng không có ai quan tâm. Ông cụ Tô quay lưng mím chặt môi lại. Đôi mắt đã đỏ hoe nhưng vẫn cố gắng nhịn xuống không để nước mắt trào ra. Anh em nhà họ Tô tức giận nắm chặt tay lại, sợ làm Túc Bảo hoảng sợ, bọn họ không dám biểu hiện ra ngoài. Tô Ý Thâm nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Túc Bảo, áp lên mặt, khan giọng nói, Túc Bảo ngoan, về đến nhà, Túc Bảo muốn ăn gì cũng được, cũng không ai đánh con đâu. Con xem, đây là cậu cả, cậu hai, cậu ba, của con, bọn họ đều rất lợi hại. Mọi người đều sẽ bảo vệ Túc Bảo. Sẽ không để ai làm tổn thương đến Túc Bảo nữa. Bàn tay nhỏ bé của Túc Bảo nắm chặt lấy cái chăn, hồi lâu không lên tiếng. Ngay khi mọi người trong nhà họ Tô cho rằng bé sẽ không nói nữa, bé lại đột nhiên nói, cậu Út, Túc Bảo không có đẩy gì, nhưng ba và ông nội cứ bắt Túc Bảo phải nhận lỗi, nhưng Túc Bảo không nhận. Cô bé bướng bỉnh nhắc lại, trên gương mặt có chút quật cường, nhưng trong mắt đều là sự u ám. Túc Bảo nghĩ, liệu các cậu có thích bé không? Rồi nếu như biết bé không chịu nhận lỗi, liệu mọi người có còn muốn nhận một đứa trẻ hư không biết nghe lời như bé không? Cổ họng của Tô Dịch Thần như bị một cục bông gòn chặn lại, hốc mắt đỏ hoe, Tô lão nhân gia cũng không nhịn được nữa, lặng lẽ lau khóe mắt. Tô Ý Thâm bình tĩnh nói, cậu tin rằng không phải con làm, con không nhận lỗi là đúng. Tô Dịch Thần cũng gật đầu, bọn họ mới là người sai, Túc Bảo không hề sai, Túc Bảo đã làm rất tốt. Túc Bảo sau khi nghe những lời này, phịu môi, rốt cuộc không nhịn được nữa nước mắt cứ thế tuôn trào. Giống như kìm nén nước mắt thật lâu, cuối cùng cũng không nghe lời cô bé nữa, cứ vậy tự mình chảy ra ngoài. Tiểu Túc Bảo trên mặt vẫn cố chấp, nhưng thanh âm lại nghẹn ngào nức nở. Nhưng ba không tin Túc Bảo. Ba nói Túc Bảo đã hại chết em trai rồi. Ông nội còn nói nếu không chịu thừa nhận sai lầm, thì sẽ không cho Túc Bảo vào nhà. Bé con dường như cuối cùng cũng tìm thấy người để có thể nói ra những bất bình của mình, vì vậy mà vừa khóc vừa nghẹn ngào kể lể. Dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ 3 tuổi rưỡi, cho dù nó có quật cường đến đâu thì vẫn sẽ cảm thấy tủi thân. Tô Ý Thâm nhẫn nhịn phẫn nộ nói, ông ta không xứng làm ba con. Tô Nhất Trần trầm giọng ngăn lại, lão bát. Tô Ý Thâm đành phải câm miệng, nhưng đáy lòng đều là phẫn nộ khó chịu, nghĩ đến Lâm Phong bây giờ còn ở bên ngoài. Đã muốn đem giường sắt tháo ra sau đó cầm một thanh sắt đi ra ngoài đánh anh ta một trận tơi bời. Túc Bảo nói mấy câu, lại khóc một trận, rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Ngoài cửa, Tô Ý Thâm không kiên nhẫn hỏi, đại ca, cứ như vậy tha cho Lâm ra sao? Chỉ là phá sản còn chưa đủ. Tô Nhất Trần chậm rãi cởi cúc áo, từ từ xắn tay áo lên, thản nhiên nói, tám chọi một, có đủ hay không? Tám đánh một. Nghe được lời nói của Tô Ý Thâm. Ánh mắt của anh em nhà họ Tô sáng lên, trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn. Tô Ý Thâm xoay xoay cổ tay, khởi động các khớp ngón tay kêu răng rắc. Lão Ngũ, Tô Dĩnh Nhạc, làm việc trong lĩnh vực kỹ thuật và xây dựng, làn da có chút ngăm đen, bản thân anh ta tính cách cũng có chút hung bạo, nghe xong lập tức cười lạnh một tiếng rồi không biết rút từ đâu ra thanh sắt thật dài. Cơ trưởng nhẹ nhàng tao nhã Tô Nhạc Phi nhẹ giọng nói, trong thời đại lấy pháp luật làm chủ, làm sao có thể trắng trợn đánh người như thế được. Anh quay đầu lại, ngăn cản một y tá. Xin chào, chỗ của cô có bao tải nào không? Y tá sửng sốt một chút, sau đó lắp bắp nói, có, phòng thuốc của chúng tôi có túi da rắn, ngoài ra còn có một ít thùng các tông. Y tá còn tưởng rằng họ đang muốn đóng gói đồ đạc, thùng các tông chắc chắn tốt hơn bao tải. Tô Nhạc Phi mỉm cười, cảm ơn, một cái bao là được rồi. Muốn đánh người, đương nhiên phải dùng bao tải mới dễ chùm, dễ đánh chứ. Anh em nhà họ Tô. Cuối hành lang của khu tầng VIP, từng cơn gió lạnh thổi qua. Lâm Phong sắp chết cóng tới nơi rồi, trong lòng vẫn không ngừng oán trách. Anh ta đã đợi cả đêm, giờ đã là rạng sáng mà nhà họ Tô vẫn chưa ra.
Lâm lão gia đợi đến nửa đêm thì không chịu nữa, trước khi rời đi còn dặn Lâm Phong phải chờ ở đây cho bằng được, như vậy mới có thành ý. Giờ đang là lập xuân, tiết trời về đêm còn lạnh hơn cả mùa đông, Lâm Phong cảm thấy mình sắp đông cứng lại, vừa mệt vừa đói, lại vừa buồn ngủ. Anh ta thực sự muốn quay về ngâm mình trong bồn nước nóng rồi lên giường ngủ một giấc thật đã. Mới chỉ nghĩ đến đó thôi, Lâm Phong liền không nhịn được nữa, đợi thêm một canh giờ, cuối cùng hạ quyết tâm định đi về trước rồi tính sau. Dưới bãi đậu xe, Lâm Phong vừa đi vừa gọi điện thoại, nhớ phải để ý cẩn thận, Tô Tổng và những người khác vừa đi ra phải lập tức báo lại cho. Chứ tôi, còn chưa nói xong, Lâm Phong đã cảm thấy trước mắt tối sầm lại, sau đó hắn bị người ta chụp một cái bao tải lên đầu. Theo sau đó là những trận tay đấm chân đá răng rắc giáng xuống, anh ta không nhịn được hét lên, các người đang làm gì vậy? Ngươi là ai? Tám anh em nhà họ Tô dẫm chân lên người Lâm Phong, người nào người nấy ra sức đấm đá. Thực ra bọn họ cũng không cần đích thân làm những chuyện như đánh người này, nếu là chuyện khác bọn họ cũng không thèm làm. Nhưng khi nghĩ đến những vết thương trên người Túc Bảo, còn cả cái dáng vẻ thận trọng của bé hỏi về nhà có cơm ăn không, có đánh bé không, thì họ đã không thể kìm nén được lửa giận trong lòng. Lâm Phong bị đánh đến la hét ầm ĩ, anh ta không thể phản kháng, cũng không có sức đánh trả, chỉ có thể nằm yên chịu trận. Dừng tay, mấy người có biết tôi là ai không? Tôi chính là Lâm Phong, chủ tịch tập đoàn Bảo Phong. Dám đắc tội với tôi, mấy người có tin? Tô Ý Thâm cười lạnh, nới lỏng cà vạt, giơ tay làm động tác dừng lại. Anh em nhà họ Tô lập tức dừng lại, Tô Dĩnh Nhạc nheo mắt cầm một thanh sắt trên tay. Thấy họ dừng lại, Lâm Phong cho rằng đối phương đang sợ hãi. Nhưng mà, đúng lúc này, một thanh sắt đập thật mạnh vào cẳng chân của Lâm Phong. A! À, dưới bãi đậu xe tràn ngập tiếng hét của Lâm Phong. Lâm Phong bị đánh đến mức phải đưa vào lại bệnh viện, à, phải nói là còn chưa bước ra khỏi cổng bệnh viện đã bị người ta khiêng trở vào. Trên người anh ta đầy thương tích, không chỗ nào lành lặn, điều bực mình nhất là anh ta không biết ai là người đã ra tay. Cha cũng cha không ra, đối phương không để cho anh ta bất kỳ manh mối nào, đập anh ta một trận thì cũng thôi đi, lại còn làm cho anh ta tức đến nội thương, xém chút phun ra máu. Mục Thấm Tâm đứng bên giường Lâm Phong khóc thút thít, Lâm Phong, anh cảm thấy thế nào rồi? Nếu Lâm Phong có thể ngồi dậy được, chắc chắn anh ta sẽ có thể nhìn thấy nước mắt lo lắng của Mục Thấm Tâm dành cho anh ta. Mục Thấm Tâm mặc áo bệnh nhân, tỏ vẻ sốt ruột như một người vợ hết mực lo lắng cho chồng, nhưng trong lòng lại đang rất bất an, thấp thỏm. Làm thế nào mà Túc Bảo, cái thứ tiểu tạp chủng đó, đột nhiên lại trở thành thiên kim duy nhất của nhà họ Tô? Ngày hôm qua khi Lâm lão phu nhân nói với cô ta, trong lòng cô ta giật thót một cái, không ngừng lo lắng bất an. Lần này cô ta sảy thai đương nhiên không phải do Túc Bảo đẩy, mà là do cô ta tự mình làm ngã. Nhà họ Lâm rơi vào khủng hoảng kinh tế, Lâm Phong không chỉ sắp phá sản mà còn phải trả nợ không ít các khoản vay nặng lãi. Mục Thấm Tâm không muốn vì đứa con trong bụng mà bị trói chết trên thuyền với nhà họ Lâm. Cô ta còn trẻ lại xinh đẹp như vậy, nhất định có thể tìm được người giàu có hơn Lâm Phong, một khi có con, sẽ rất khó để tái hôn. Cho nên cô ta nhất định phải dứt bỏ đứa con trong bụng, không thể để cho mình phạm phải một chút sai lầm, cho nên mới có cảnh Túc Bảo đẩy người. Ban đầu, Mục Thấm Tâm cảm thấy Túc Bảo là chẳng qua chỉ là cái loại cỏ dại không mẹ thương, nhà họ Lâm lại chưa bao giờ đối xử tử tế với Túc Bảo, thậm chí khi say rượu Lâm Phong còn nói với cô ta rằng Túc Bảo là sỉ nhục lớn nhất của anh ta, còn mong con nhỏ chết tiệt đó chết quách đi cho xong. Mượn tay Túc Bảo để xử lý đứa con trong bụng, cô ta chắc chắn rằng sẽ không có gì bất trắc xảy ra. Nhưng ai ngờ được rằng Túc Bảo lại là thiên kim chân chính của nhà họ Tô. Tô gia, một trong bốn đại gia tộc trong truyền thuyết. Mục Thấm Tâm bắt đầu thấy sợ hãi, sợ bị điều tra ra. Phải làm sao bây giờ, phải làm sao, phải làm sao? Cô ta phải nghĩ cách để Túc Bảo không có cách nào nói xấu mình được. Trong phòng bệnh VIP, Túc Bảo lại một lần nữa mở mắt ra, trong phòng yên tĩnh không có người. Bé buồn bã cụp mắt xuống, tưởng rằng mọi người đã ra về hết, bỏ bé ở lại một mình. Cô bé vô cùng bất an, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ cô đơn. Đúng lúc này, cánh cửa cọt kẹt khẽ mở ra, Tô Ý Thâm bước vào. Túc Bảo hai mắt hơi mở to, nhen nhóm lên một tia sáng. Hóa ra Tô lão gia cảm thấy trong phòng có nhiều người chen chúc không tốt cho người bệnh nên bảo mọi người ra ngoài nghỉ ngơi. Tô Ý Thâm nhẹ nhàng nói, Túc Bảo, con thấy đỡ hơn chưa?
cậu út đã chuẩn bị bữa sáng cho con có muốn ăn luôn không? Túc Bảo gật gật đầu. Tô Ý Thâm lập tức sai người mang bữa sáng vào, những người còn lại trong nhà họ Tô cũng bị tiếng ồn đánh thức, lập tức vây quanh giường bệnh. Tô lão gia thận trọng hỏi, Túc Bảo thích ăn cái gì? Có há cào tôm, bún sủi cảo, sườn heo hấp, bánh sữa trứng. Tô Dĩnh Nhạc tính cách có phần hấp tấp chen vào, vội vàng nói, mì xào thịt bò. Mì thịt xào bò ngon lắm, ăn đi. Tô lão gia dùng gậy đánh vào bắp chân anh ta, khiển trách, mì bò, Túc Bảo mới ngủ dậy, sao có thể ăn mì bò. Ông lại cầm sủi cảo đưa tới, Túc Bảo, ăn chút sủi cảo trước đi, sủi cảo này hấp rất mềm. Tô Nhạc Phi bưng tô cháo thịt nạc, cười ấm áp, con có thể ăn chút cháo trước. Túc Bảo mím mím môi, nhìn xung quanh, không hiểu sao chóp mũi lại không chịu nghe lời nữa, cứ cay cay, ngứa ngứa. Có chút muốn khóc. Bé, cái này có tính là có gia đình rồi không? Túc Bảo sụt sịt, cảnh giác gọi, ông ngoại, con muốn ăn cơm lạp xưởng. Tô lão gia nhất thời hốc mắt đỏ lên, gật đầu thật mạnh, này. Được, được, cơm lạp xưởng, ăn cơm lạp xưởng nhé. Tô gia tựa hồ như lại được nhìn thấy Tô Cẩm Ngọc thời thơ ấu. Ngọc Nhi của họ rất vô tư, sẽ bĩu môi giận dỗi với các anh trai của mình khi cô ấy không vui, nhưng bé con trước mặt gọi một tiếng ông ngoại thôi cũng phải thật dè dặt, cẩn thận. Chỉ sợ rằng gọi sai một chút thì mọi người sẽ không thích bé nữa. Một đứa trẻ mới 3 tuổi rưỡi đã biết cách nhìn sắc mặt người ta mà sống. Nhà họ Tô càng thêm đau lòng, nhìn Túc Bảo ăn cơm xong rồi đi ngủ, sau đó mới nhẹ nhàng đi ra ngoài. Túc Bảo nhắm mắt lại chưa ngủ được bao lâu, mơ mơ màng màng bên tai lại xuất hiện một thanh âm. Cặp sách nhỏ, cặp sách nhỏ. Túc Bảo mở mắt ra nhìn xung quanh. Không có ai. Lúc đầu bé còn tưởng rằng mình đang nằm mơ, mới nghe thấy giọng nói này, nhưng khi bé nhắm mắt lại, giọng nói kia lại vang lên. Túc Bảo, tiểu Túc Bảo, tiểu cặp sách. Tiểu Túc Bảo nắm chặt ga trải giường, khẩn trương nhìn về hướng phát ra âm thanh. Trong phòng bệnh trống rỗng. Nơi phát ra âm thanh không có một bóng người, ngay cả bóng ma cũng không. Túc Bảo nắm chặt lấy ga trải giường, hỏi, ông là ai? Trong lòng bé có chút sợ hãi. Giọng nói kia lại vang lên ra sức thuyết phục, dụ dỗ, ta là sư phụ của con đó, gọi sư phụ nào. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Túc Bảo nhăn lại, hừ, con lâu bé mới bị lừa. Túc Bảo không có sư phụ nào hết, bé dõng dạc nói. Âm thanh kia như bị nghẹn lại. Lúc này. Trên chiếc bàn bên cạnh giường bệnh, xuất hiện một cái bóng một thanh niên mặc áo choàng trắng chẳng rõ là người hay ma. Sắc mặt của hắn rất tái nhợt, hai mắt thâm thúy sâu thẳm, sống mũi cao thẳng, đặc biệt là đôi môi lại có màu đỏ thắm, giữa hai lông mày có một tia tà khí, khiến hắn thoạt nhìn vô cùng diêm dúa. Hắn trừng mắt nhìn chằm chằm vào con nhóc trước mặt, con nhóc thậm chí còn chưa hình dung ra logic trong bài phát biểu của hắn. Chậc chậc, thật khó lừa nha. Cặp sách nhỏ. Hắn lại cố gắng dụ dỗ nói. Túc Bảo lầm bầm, là tiểu Túc Bảo, không phải cặp sách nhỏ. Người đàn ông. Hắn sờ sờ cằm nói, ta thật sự sư phụ của con, lúc còn sống mẹ con đã đem con làm đồ đệ của ta. Nghe vậy, Túc Bảo bĩu môi thầm phản kháng trong lòng. Bé nói, mẹ con mới không làm điều vô bổ này. Mẹ sẽ không giao bé cho người khác, mẹ còn lâu mới không cần bé nữa. Người đàn ông nhất thời không nói nên lời. Tô Cẩm Ngọc khi cận kề cái chết nhìn thấy hắn, liền cầu xin hắn bảo vệ Túc Bảo và nhà họ Tô sau khi cô ấy qua đời. Khi đó Túc Bảo mới 2 tuổi, không thể nào nhìn thấy được hồn thể của hắn, nhưng hắn xác thực đã nhận được lễ bá sư, hắn là sư phụ của bé. 2 ngày trước, khi Túc Bảo cận kề cái chết cũng nghe được thanh âm của hắn, có điều bây giờ tiểu gia hỏa lại không tin hắn. Người đàn ông sờ sờ mũi, nhỏ giọng dỗ dành, mẹ con tên là Tô Cẩm Ngọc, con tên là Túc Bảo. Con nhìn xem, ta đều biết hết nha. Túc Bảo mím môi, cái này ai mà chẳng biết. Người đàn ông. Chậc, cái đám chuyên dụ dỗ bắt cóc trẻ con mà tới chắc cũng dầu thúi rượt với con nhóc này, chả dễ dụ tí nào. Nếu không phải nhóc con tay chân nhỏ bé, đấu không lại người lớn, trong thâm tâm lại khao khát một gia đình hạnh phúc. Có lẽ nhà họ Lâm cũng chẳng có cơ hội bắt nạt con bé. Người đàn ông mím môi nói, trẻ con thì đừng suy nghĩ nhiều như thế. Đợi khi nào con khỏe lại thì chỉ cần thắp cho ta 3 nén hương cùng 1 miếng thịt lợn, chúng ta coi như hoàn thành xong lễ bái. Sư, tên của ta là Kỷ Trường, khi còn sống là một nhân vật lớn, rất có tiếng tăm nha. Túc Bảo lại càng ngạc nhiên nhìn về cái bóng như không khí bên cạnh. Ruột gà,
Tại sao lại gọi là ruột gà? Trong tiếng Trung, từ kỷ trường có phát âm giống từ ruột gà. Kỷ trường không biết Túc Bảo đang nghĩ gì, nhìn gương mặt đầy nghi hoặc của cô nhóc nói. Con không biết ta cũng là chuyện bình thường, ta lớn tuổi hơn con, lại không ở cùng thời đại với con, nhưng mà ta rất lợi hại, ta cũng có thể dạy con rất nhiều thứ, để con không bị bắt nạt nữa. Túc Bảo đột nhiên hỏi, đại nhân vật cũng chết sao? Kỷ trường. Túc Bảo lại hỏi, người lợi hại như vậy, thế vì sao lại chết chứ? Kỷ trường nhất thời á khẩu, có chút không biết trả lời thế nào, con nhóc này thật khó đối phó. Túc Bảo nắm chặt lấy chăn bông, hơi rũ mắt xuống, mím môi hỏi câu cuối cùng, nếu người thật sự là sư phụ con, vậy vì sao ngài lại không quan tâm đến con? Sau khi mẹ qua đời, mặc kệ bé có khóc, có đau đớn, cũng không ai quan tâm đến bé. Hơn một năm qua, bé đã học được cách nhìn sắc mặt ba để sống, cố gắng hết sức để bản thân không bị người khác ghét bỏ nhưng bé vẫn không nhìn thấy được chút tình thương nào từ khuôn mặt của ông bà. Bé còn bị gì đánh đập? Không ai chịu giúp bé cả. Kỷ trường sửng sốt, trong lòng có chút phức tạp, hắn cái gì cũng không giải thích, yên lặng nói, hai tử ngoan, từ nay về sau sư phụ sẽ bảo vệ con. Túc Bảo mím môi, quay mặt đi, không nói nữa. Kỷ trường xoa đầu Túc Bảo, nói. Con nên nghỉ ngơi thật tốt, sư phụ sẽ quay lại sau, thứ này coi như là quà gặp mặt của sư phụ. Tam giới đều có quy tắc, sư phụ có thể đến nhưng không thể ở lại lâu được, còn rất nhiều việc chưa kịp bàn giao xong đã vội tới đây. Túc Bảo chỉ cảm thấy tay hơi nóng lên, trên tay xuất hiện một chiếc vòng màu đỏ rực. Không biết qua bao lâu, trong phòng bệnh không còn tiếng động nữa, Túc Bảo mở mắt nhìn bốn phía, vẫn là không thấy gì. Nhưng không biết vì sao, bé lại cảm nhận được hơi thở ấm áp kia, trên người đau nhức cũng dịu đi rất nhiều. Chớp mắt 10 ngày trôi qua. Vết thương của Túc Bảo gần như đã lành hẳn, chuẩn bị xuất viện trở về kinh đô. Ngoài cửa, mơ hồ nghe thấy giọng nói kinh ngạc của bác sĩ, thật không thể tin được. Vết thương nặng như vậy, ít nhất 3 tháng mới có thể xuống được giường. Một lúc sau, Tô Nhất Trần vừa đẩy cửa bước vào liền nhìn thấy cảnh Tô Ý Thâm chọc Túc Bảo khóc, anh cau mày nghiêm giọng hỏi, chuyện gì vậy? Tô Ý Thâm tỏ vẻ oan ức, đại ca, không phải em. Thật sự không phải em mà, là con thỏ nhỏ của Túc Bảo bị rơi ở Lâm gia rồi. Anh không dám nói con thỏ nhỏ bị mất nữa, sợ cục sữa nhỏ sẽ khóc. Nói là rơi ở Lâm gia, nhưng ai biết nó có còn ở đó không? Giọng nói của Tô Nhất Trần dịu lại, anh nói, Túc Bảo ngoan, cậu mua cho con một con mới nhé. Chỉ là một con thỏ bông, nếu bé thích, anh có thể làm cho cả thế giới này không còn đủ hàng mà bán. Tô Ý Thâm lắc đầu, đó là thứ duy nhất Ngọc Nhi để lại cho Túc Bảo. Tô Nhất Trần chợt dừng lại, thứ duy nhất Ngọc Nhi để lại cho Túc Bảo. Anh quả quyết nói, đi, quay về đó lấy. Không biết con thỏ còn ở đó hay không, nếu không, cho dù có tìm khắp các thu trạm rác ở Nam Thành, cũng nhất định phải tìm được con thỏ về đây cho bé. Túc Bảo như đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, liền nói, cậu. Túc Bảo cũng muốn đi. Ngoài chú thỏ nhỏ ra, bé còn có một người bạn nhỏ cực kỳ quan trọng nữa. Lâm gia, Lâm Phong và Lâm Lão gia đầu bù tóc rối ngồi cùng nhau trên ghế sofa trong phòng khách. Ngôi biệt thự huy hoàng trước đây giờ sập sệ, không khác gì một khu phế tích, đồ đạc quý giá đều đã bị dọn sạch. Lâm Phong râu ria lởm chởm, trông tiều tụy đi rất nhiều. Lâm phu nhân ở bên cạnh khóc lóc thảm thiết, con trai, sao con lại vay nặng lãi nhiều như vậy? Lần này biết làm sao bây giờ? Ô ô, ngày Lâm Phong bị đánh nhập viện, nhà họ Lâm chính thức phá sản. Chưa kể toàn bộ bất động sản đều bị mang thế chấp, ngay cả căn biệt thự họ đang ở đây cũng sắp bị thi hành cưỡng chế. Sau này họ biết sống ở đâu? Lâm lão gia tức giận mắng, khóc, khóc, chỉ biết khóc, khóc cái gì mà khóc? Sớm biết có ngày này. Sao lúc trước bà không đối xử với Túc Bảo tốt một chút chứ? Sao ông chỉ biết nói mỗi tôi? Ông còn là ông nội của nó đấy, ông có đối xử tốt với nó không? Lâm Phong tức giận hét lên, đừng nói nữa. Anh ta đã đủ phiền rồi, công ty phá sản trong một đêm, tòa án cũng bắt đầu can thiệp vào điều tra, anh ta còn có thể phải đối mặt với án tù, anh ta biết tìm ai kể khổ bây giờ. Lâm lão gia và Lâm phu nhân đều im lặng, hối hận đến mức xanh cả ruột. Nếu ngay từ đầu bọn họ đối xử với Túc Bảo tốt hơn thì đâu đến nỗi như bây giờ. Có khi còn có thể nhờ mối quan hệ thống gia với nhà họ Tô mà thăng quan tiến chức. Lâm phu nhân cay đắng nói, cái con nhóc chết tiệt đó. Bay lên cành cây biến thành phượng hoàng rồi, có
còn không biết về thăm nhà một chuyến. Thứ vô ơn phụ nghĩa, bọn họ vẫn còn là ông bà nội của nó đấy. Ở cái tuổi già như vậy rồi, có lỗi gì mà không thể tha thứ chứ? Hơn nữa bọn họ cũng đâu có nói sai, ngay từ đầu chính nó là người đẩy Mục Thấm Tâm xuống lầu dẫn đến sảy thai còn gì. Đúng vào lúc này, Mục Thấm Tâm từ trên lầu đi xuống, cô ta nhẹ giọng nói, ba mẹ, Lâm Phong, yên tâm đi, Túc Bảo nhất định sẽ trở về. Mục Thấm Tâm cầm một con thỏ trong tay, đó là con thỏ nhỏ của Túc Bảo. Ba mẹ yên tâm đi, con thỏ của Túc Bảo còn để ở nhà này, nó chắc chắn sẽ quay lại lấy. Người khác không biết con thỏ này đối với Túc Bảo có bao nhiêu quan trọng, nhưng Mục Thấm Tâm thì biết rất rõ. Đây là thứ duy nhất mà người mẹ đoản mệnh chết tiệt kia để lại cho nó, con nhóc kia ngày nào cũng ôm lấy nó, cho dù bị đánh đòn nặng cỡ nào cũng không chịu buông tay. Mục Thấm Tâm vẫn nhớ có một lần, con nhóc kia cho dù cô ta có véo thế nào cũng không khóc, nhưng vừa giật con thỏ bông của nó ra rồi cắt cái tại thì Túc Bảo khóc rất kinh khủng. Lâm Phong nhìn con thỏ rách nát tả tơi trong tay Mục Thấm Tâm, cau mày hỏi, em xác định nó sẽ trở về. Anh ta có chút không tin, một con thỏ rách nát thì có gì đáng mong nhớ chứ. Mục Thấm Tâm cười nhẹ, Lâm Phong, anh thường không có thời gian ở bên Túc Bảo, nên anh đương nhiên không biết rằng nó thích con thỏ nhỏ này nhất. Đây là món đồ tưởng niệm duy nhất mà mẹ nó để lại, nên đối với nó mà nói thì rất quan trọng. Lâm lão phu nhân ngẫm lại một lúc, gật đầu, hình như có chuyện này. Suốt một năm qua cái con nhóc chết tiệt kia cứ ôm khư khư con thỏ trong lòng chưa từng rời tay, ngay cả lúc đi vệ sinh cũng phải mang theo. Bà vui mừng nói, thật tốt quá, hy vọng nó sẽ trở về. Chỉ cần nó trở về, dỗ một đứa trẻ mà thôi, không phải quá dễ sao. Mục Thấm Tâm rũ mắt xuống, che đi tia sáng vừa lóe lên trong mắt. Túc Bảo nhất định sẽ quay lại, ngoài con thỏ này ra, bé còn có một bạn nhỏ vô cùng quan trọng cũng đang ở đây một con vẹt. Con vẹt đó không biết là của gia đình nào đi lạc, nó hiện đang sống trong khu rừng phía sau biệt thự của Lâm gia. Người khác không thể tiếp cận được nó, nhưng chỉ cần Túc Bảo xuất hiện thì nó sẽ lập tức bay qua. Đây là lý do tại sao Mục Thấm Tâm chắc chắn rằng Túc Bảo sẽ trở lại. Con thỏ thì có thể sai người tới lấy, nhưng con vẹt kia thì chỉ có Túc Bảo mới có thể mang đi được. Mục Thấm Tâm nói, lúc nãy con đã khâu lại và giặt sạch con thỏ này rồi. Đợi khi Túc Bảo trở lại nó chắc chắn sẽ rất vui. Lâm Phong hạnh phúc ôm lấy Mục Thấm Tâm, nói, vất vả cho em rồi. Hai, em thật tốt bụng, Túc Bảo đã hại em thành ra như vậy, em không những không để ý mà còn giúp nó khâu lại con thỏ. Đợi chúng ta vượt qua cửa ai khó khăn này, anh nhất định sẽ bù đắp cho em. Mục Thấm Tâm dựa vào lòng Lâm Phong, làm bộ làm tịch nói, chỉ cần có thể chia sẻ một phần gánh nặng với anh là em vui rồi. Lâm lão gia thúc giục nói, nhanh, mau dọn dẹp nhà cửa đi. Sau khi nhà họ Lâm phá sản, tất cả giúp việc đều bỏ đi hết, giờ chẳng còn ai để mà sai bảo. Và thế là, Lâm Phong, người vừa nói rằng sẽ bù đắp cho Mục Thấm Tâm, ngay lập tức quay ra sai bảo Mục Thấm Tâm đi dọn dẹp nhà cửa. Mục Thấm Tâm ngoan ngoãn làm theo, nhưng vừa quay đi, trong mắt lại lập tức lộ ra một tia độc ác. Lâm gia. Vài chiếc Maybach màu đen đậu ngay trước cửa biệt thự. Tám người đàn ông cao to đẹp trai bước xuống, người cuối cùng được dìu xuống chính là Tô lão gia, với thế trận này ngay cả ở kinh đô cũng phải chấn động. Nhưng hiện tại, với thế trận như thế này chỉ để đi lấy một con thỏ bông đã nát. Mục Thấm Tâm rất thông minh không có đi xuống lầu, cô ta trốn ở lầu 3 trên ban công nhìn lén xuống dưới, trong mắt tràn đầy hâm mộ cùng ghen tị. Thì ra đây là tám người con trai của nhà họ Tô. Nhìn tám người đàn ông bất phàm của nhà họ Tô, ánh mắt Mục Thấm Tâm càng trở nên nóng bỏng, nếu cô ta có thể câu một người trong số họ. Bỗng nhiên cô ta sững người lại, chỉ thấy một chàng trai mặc chiếc áo sơ mi màu đen, một tay đút túi, ánh mắt ung dung nhìn bốn xung quanh, tay lại thản nhiên đẩy chiếc kính gọng vàng trên sống mũi, toát ra khí chất ôn nhu. Tô Lạc. Mục Thấm Tâm lập tức hưng phấn kích động. Tô Lạc là ảnh đế quốc dân của giới giải trí, cũng là nam thần trong mộng của cô ta. Đây là lần đầu tiên cô ta được nhìn thấy nam thần của mình ở khoảng cách gần như vậy, Mục Thấm Tâm đặt tay lên ngực, nhịp tim đập càng lúc càng nhanh, kích động đến nỗi đỏ mặt. Người nhà họ Lâm đợi ở cửa đã lâu, thấy nhà họ Tô quả nhiên đã đến, lập tức tiến lên đón. Ôi, thông gia, Tô Tổng, đại giá Quang Lâm, vừa nói vừa đưa tay ra bắt tay với Tô Nhất Trần. Tô Nhất Trần lạnh lùng nhìn Lâm Phong, đút tay vào túi không chút nể tình. Lâm lão ra cười cười nói, ôi, ông thông ra đây là lần đầu tiên ông.
đến Nam Thành phải không? Tôi đang thắc mắc tại sao thời tiết ở Nam Thành dạo này lại tốt như vậy. Thì ra là do mọi người đã tới. Mau, mời vào trong ngồi. Tô lão gia cười lạnh, thời tiết đúng là rất tốt. Thực sự rất tốt, mấy người đã để cháu tôi lạnh cóng ngoài trời đến nỗi phải nhập viện, Lâm gia các người quả nhiên là làm rất tốt. Lâm lão phu nhân cười nói, ôi, ông Thông gia, ngài thật biết nói đùa, chúng tôi vẫn luôn đối xử với Túc Bảo rất tốt, ngày đó chỉ là con bé giận dỗi với dì của nó, ba nó cũng vì quá tức giận, cho nên mới dạy dỗ con bé một chút. Vừa nói, bà ta vừa nhìn Túc Bảo một cách hiền từ tiểu Túc Bảo, đến ôm bà nội một cái nào. Mấy ngày rồi không gặp, bà nội nhớ con lắm. Túc Bảo mím môi không nói một lời, yên lặng lắm chặt lấy vạt áo của Tô Ý Thâm. Tô lão ra cười lạnh, hay cho câu, dạy dỗ một chút, đánh cháu gái nhỏ của nhà họ Tô chúng tôi đến gãy cả xương, trên người chỉ mặc bộ đồ ngủ mỏng manh, bị bắt quỳ trên nền tuyết lạnh lẽo, đây gọi là dạy dỗ một chút. Có điều bây giờ Lâm gia cũng đã phá sản, Lâm Phong cũng đã bị đánh một trận rồi, như vậy cũng là đủ rồi nhỉ. Dù sao cũng là thông gia với nhau. Lâm lão gia bước lên trước muốn kéo Tô lão gia vào trong nhà, cha, cứ vào trong nhà đi rồi hẵng nói. Dù sao, Lâm Phong cũng là ba của Túc Bảo, con bé không thể sống mà không có cha được. Ông ta vừa nói vừa nháy mắt với Lâm Phong. Lâm Phong cũng mỉm cười, nói, đúng vậy, Túc Bảo, trước đây là ba sai, con có thể tha thứ cho ba không? Tuy là con có mắc lỗi nhưng ba cũng không nên đánh con như vậy. Anh ta vừa nói vừa tiến lại gần Túc Bảo, nhưng lại bị mấy vệ sĩ ngăn lại. Túc Bảo tựa đầu vào vai Tô Ý Thâm, không nhìn đến Lâm Phong. Trong lòng Lâm Phong vừa lo lắng vừa khó chịu, cái con nhóc chết tiệt này, không biết cuộc gặp mặt này đối với nhà họ Lâm rất quan trọng sao. Lại còn giận với trả dỗi. Túc Bảo, Lâm Phong đè thấp thanh âm, ngữ khí mang theo chút uy hiếp. Trước đây chỉ cần hắn gọi Túc Bảo như vậy, bé sẽ lập tức nghe lời. Khi Túc Bảo nghe thấy giọng điệu quen thuộc này, cơ thể nhỏ bé theo phản xạ run lên. Mấy anh em nhà họ Tô trong phút chốc mặt lạnh như băng, cảm. Thấy mình ngày đó vẫn quá nhẹ tay. Không đánh cho anh ta tàn phế, quả thật là một điều sai lầm. Tô Ý Thâm trầm ngâm nói. Đừng nhiều lời, chúng tôi tới để lấy đồ. Tô lão ra chống gậy lên mặt đất lạnh lùng hỏi, con thỏ nhỏ của Túc Bảo đâu? Ánh mắt Lâm phu nhân lấp lóe, khẽ gật đầu nói, vẫn còn ở đây, nhưng nó đã bị tuyết vùi hỏng mất rồi, dì của Túc Bảo đang khâu lại cho con bé. Mọi người cứ vào nhà ngồi trước đã. Tô Nhất Trần nhắc tay, ra hiệu cho vệ sĩ xông vào trước, Lâm Phong còn tưởng anh sắp ăn đánh nên vội vàng ôm đầu sợ hãi. Nhưng nhìn lại chỉ thấy vệ sĩ mặc đồ đen đang đi thẳng vào nhà, anh ta lập tức xấu hổ. Tô Ý Thâm cười lạnh một tiếng, sợ rồi. Lúc anh ta đánh Túc Bảo, sao không thấy sợ? Lâm Phong cảm thấy mất mặt, vì vậy chỉ có thể nhìn Túc Bảo, là lỗi của ba, đều là lỗi của ba, Túc Bảo, chúng ta vào nhà trước, được không? Tô Ý Thâm đang định từ chối. Nhưng đúng vào lúc này, Túc Bảo khẽ giật giật áo Tô Ý Thâm, nói, cậu út. Bé ngập ngừng nhìn vào trong nhà họ Lâm, tiểu ngũ bé nhỏ của bé vẫn còn ở bên trong, không ai có thể đem nó ra ngoài được. Người nhà họ Lâm cho rằng Túc Bảo đã mềm lòng, không khỏi vui mừng. Quả nhiên là con nít, dù sao đây cũng là nhà của nó, trẻ con mà, làm sao có thể không về nhà, không có ba được. Nào, nào, ông Thông gia, vào trong ngồi đi. Lâm lão gia và bà Lâm phu nhân nhiệt tình đón tiếp, miệng cười tô toét. Tô Dịch Thần nhìn Túc Bảo, không biết con bé định làm gì, có điều chỉ cần con bé muốn đi, bất cứ nơi nào anh cũng sẽ đưa con bé đi. Người nhà họ Tô lạnh lùng bước vào bên trong. Nhìn căn biệt thự rách nát này, bọn họ không khỏi nhíu mày đối với nhà họ Tô mà nói, biệt thự của nhà họ Lâm không khác gì một đống đổ nát. Căn nhà đổ nát như vậy, sao Túc Bảo nhà bọn họ có thể chịu được? Vệ sĩ nhanh chóng đi xuống, đem tất cả đồ chơi liên quan đến thú bông ra. Túc Bảo rời khỏi vòng tay của Tô Ý Thâm ôm con thỏ đã cũ nhất vào trong ngực. Trên gương mặt sữa bé nhỏ lộ ra chút vui mừng. Thỏ con, Túc Bảo tới đón em nè. Túc Bảo sẽ không bao giờ bỏ rơi em đâu. Túc Bảo ôm chặt lấy con thỏ, ngoài con thỏ nhỏ ra, bé còn có một người bạn tốt nữa là Tiểu Ngũ. Nghĩ đến đây, Túc Bảo có chút nóng nảy muốn chạy ra sân sau. Nhưng rất nhanh liền chạy ngược trở lại, nắm lấy tay Tô Ý Thâm đi cùng. Hậu viện. Mục Thấm Tâm trốn sau lùm cây, kiên nhẫn chờ đợi Túc Bảo. Không có ai khác ở đây, mọi thứ sẽ do cô ta làm chủ, cô ta chỉ cần ở đây đợi Túc Bảo tự chui đầu vào lưới là được.
Túc Bảo nhìn về phía rừng cây, kêu một tiếng, Tiểu Ngũ. Trong rừng cây truyền đến một tiếng chim hót, một con vẹt sặc sỡ bay lên, đập cánh bay vòng vòng cũng không chịu lại gần Túc Bảo, ngược lại bay vào sâu bên trong khu rừng. Túc Bảo đưa tay lên miệng, xuyệt một tiếng, ghé sát vào tai Tô Ý Thâm thì thầm, cậu út, Tiểu Ngũ sợ cậu. Bàn tay nhỏ nhắn của cục sữa nhỏ tạo thành hình cái loa nhỏ, đôi mắt to lấp lánh, đáng yêu cực kỳ. Tô Ý Thâm nhìn về phía khu rừng, học theo giọng điệu của Túc Bảo, nhỏ giọng nói, Túc Bảo, để cậu gọi người tới bắt nhé, được không? Chúng ta trực tiếp mang Tiểu Ngũ về nhà. Túc Bảo cau mày, lắc đầu nói, không được đâu. Bé lập tức nhìn quanh, như sợ bị con vẹt kia nghe lén. Đừng bắt Tiểu Ngũ không phải chú chim hư, nếu bắt Tiểu Ngũ sẽ khiến nó sợ đó. Bé cố gắng đè thấp giọng nói. Tô Ý Thâm đột nhiên cảm thấy buồn cười, cục sữa nhỏ thật đáng yêu. Anh gật đầu nói, được. Túc Bảo ấn ấn vai Tô Ý Thâm thấp giọng dặn dò, cậu út, cậu đứng yên ở đấy nha. Túc Bảo đi vào sâu bên trong một chút, cất tiếng gọi Tiểu Ngũ. Tiểu Ngũ đứng trên cành cây, kêu lên SS, có đầu ngốc. Có đầu ngốc. Túc Bảo nghiêm túc nói, Tiểu Ngũ, cậu không phải đầu ngốc. Con vẹt, có chó giữ, có chó giữ. Túc Bảo lại tiếp tục nghiêm túc giải thích, cậu út cũng không phải là chó giữ. Tiểu Ngũ vẫn nhất quyết không chịu bay xuống. Túc Bảo không tự chủ lại đi sâu vào trong một chút, lúc này bé chợt nghe thấy phía trước có tiếng động nhỏ, bé theo bản năng nhìn lại. Lại thấy một đôi mắt quen thuộc đang nhìn bé chằm chằm. Túc Bảo sợ hãi đến run người, quay đầu muốn chạy, nhưng Mục Thấm Tâm nhanh tay túm lấy cánh tay của bé. Túc Bảo, cuối cùng con cũng trở lại. Túc Bảo lập tức muốn kêu lên, lại bị Mục Thấm Tâm che miệng lại. Cô ta nở nụ cười dịu dàng, thì thầm nhẹ vào tai Túc Bảo, sao vậy Túc Bảo? Con không vui khi nhìn thấy gì sao? Cô ta không hề biết rằng Tô Ý Thâm cũng đang ở gần đây. Cô ta ngoài cười nhưng trong không cười nói, dì không thích bộ dạng này của con nha, dù sao thì dì cũng coi như là mẹ của con mà. Túc Bảo theo bản năng giơ tay muốn kéo tay Mục Thấm Tâm ra, quay người định chạy. Mục Thấm Tâm có chút kinh ngạc, cái con nhóc chết tiệt này từ khi nào mà có sức lực mạnh như vậy? Mục Thấm Tâm ngay lập túm lấy Túc Bảo, lại một lần nữa bịt miệng bé lại. Túc Bảo, em bé trong bụng cũng đã bị con hại chết, hiện tại dì không để bụng mà vẫn tới gặp con, vậy mà con lại đối xử với dì thế này. Mục Thấm Tâm cười lạnh một tiếng nói. Túc Bảo, lắc đầu. Mục Thấm Tâm cười híp mắt, dáng vẻ hoàn toàn không giống với lúc đánh Túc Bảo. Túc Bảo không có đẩy gì. Nhưng nếu hôm đó con không đột ngột xuất hiện làm dì sợ, sao dì có thể bị ngã chứ? Vậy nên con phải chịu trách nhiệm, bây giờ dì không còn em bé nữa. Dì đã đủ đáng thương lắm rồi. Nên là nếu cậu của con có hỏi, con nhất định phải nói là do con đã đẩy dì, đã nghe rõ chưa? Nhưng Túc Bảo chỉ mím chặt môi không nói lời nào, trong mắt tràn đầy kháng cự. Bé không có đẩy dì, nên bé sẽ không thừa nhận. Mục Thấm Tâm không có quá nhiều thời gian, trong mắt dần mất kiên nhẫn. Cô ta ghét cái con tạp chủng này này, bị tát vài phát cũng không chịu kêu một tiếng, không chịu nghe cô nói, thật sự là một thứ phiền phức. Mục Thấm Tâm sắc mặt xa sầm, cô ta cười lạnh nói, Túc Bảo, con thật đúng là không biết nghe lời, con mà cứ tiếp tục như vậy, có tin rằng gì sẽ đánh con không? Chuyện xảy ra ngày đó không có người giám sát, cũng không có người nhìn thấy, dù có đẩy hay không thì nhà họ Tô cũng sẽ nhất định tin lời Túc Bảo. Cô ta tuyệt đối sẽ không cho phép chuyện như vậy xảy ra, cô ta vẫn phải duy trì hình tượng hoàn hảo, tìm cách thu hút sự chú ý của nam thần. Mục Thấm Tâm đã từng đọc một bài báo, nói rằng một giáo viên mầm non đã đánh một đứa trẻ, sau đó đe dọa đứa trẻ rằng cô ta có một chiếc kính viễn vọng dài, bất kể đứa trẻ nói hay làm gì, cô ta đều có thể nghe thấy, quả nhiên đứa trẻ đó về nhà không dám kể với bố mẹ chuyện mình bị đánh. Mục Thấm Tâm khẽ động, cố hết sức uy hiếp, dì nói cho con biết, đừng tưởng rằng con có mấy người cậu là bọn họ có thể bảo vệ con. Dì biết pháp thuật đấy, bất cứ lúc nào cũng có thể tìm được con. Túc Bảo đột nhiên mở miệng, tàn nhẫn cắn mạnh vào lòng bàn tay của Mục Thấm Tâm. Mục Thấm Tâm kêu lên, theo bản năng giơ tay tát vào mặt Túc Bảo. Nhìn thấy cái tát sắp giáng xuống mặt Túc Bảo, chiếc vòng màu đỏ trên cổ tay Túc Bảo chợt lóe lên, nhấc lấy tay Túc Bảo tát Mục Thấm Tâm một cái. Mục Thấm Tâm cười lạnh, tay nhỏ chân nhỏ, cũng dám đánh người. Nhưng mà, một giây kế tiếp, Mục Thấm Tâm ầm một tiếng bay ra ngoài, rơi vào trong bụi rậm. Cùng lúc đó, Túc Bảo được Tô Ý Thâm ôm vào lòng.
Túc Bảo sửng sốt, nhìn tay mình, rồi lại nhìn cậu út. Trong mắt bé hiện lên một tia nghi hoặc, không biết là vừa rồi là do bé đánh bay gì ta, hay là do cậu út đá bay gì ta. Tô Ý Thâm cũng có một chút nghi ngờ, vừa rồi dường như anh đã đá bay Mục Thấm Tâm một cách quá dễ dàng thì phải, thật kỳ lạ. Chẳng lẽ là ảo giác? Tô Ý Thâm lạnh lùng nhìn Mục Thấm Tâm, trầm giọng nói, cô dám đánh Túc Bảo. Trong mắt anh tràn ngập hàn ý, ôm Túc Bảo trong ngực từng bước đi về phía trước. Mục Thấm Tâm hoảng sợ, chết tiệt, Tô Ý Thâm đến khi nào vậy? Cô ta vội vàng xua tay, không phải, Tô Tiên Sinh, anh hiểu lầm rồi, tôi sao có thể đánh Túc Bảo? Tôi cũng coi như là mẹ của Túc Bảo mà. Đôi mắt của Tô Ý Thâm càng thêm lạnh lùng, dùng một chân dẫm lên mặt của Mục Thấm Tâm. Mẹ của Túc Bảo, cô cũng xứng, Tô Ý Thâm dùng tay bịt lại hai tai của Túc Bảo, đem đầu nhỏ của Túc Bảo ấn vào trong ngực, không cho bé xem cảnh tiếp theo. Nhìn thấy sự tàn nhẫn trong mắt Tô Ý Thâm, Mục Thấm Tâm hoảng sợ, Tô Tiên Sinh. Cô ta chưa kịp nói xong, Tô Ý Thâm đã dùng sức dẫm lên người cô ta, khiến mặt cô ta bị bẹp dí xuống đất. A! À, Mục Thấm Tâm kêu lên thảm thiết, mặt cô ta bị đá cứa vào, thậm chí còn có một viên đá nhỏ cắm vào da thịt, rất đau. Con vẹt từ trên cao bay tới, đậu trên ngọn cây cách đó không xa, quang quác kêu lên. Đánh con chó rồi, đánh con chó rồi. Đồ ngốc, đồ ngốc. Cô ta đau muốn khóc, nhưng Tô Ý Thâm căn bản không có ý định bỏ qua cho cô ta thắc mắc có khi nào đầu mình sẽ bị dẫm nát không? Tô Tiên Sinh, thả tôi ra. Xin anh tha cho tôi sai rồi, tôi biết sai rồi. Mục Thấm Tâm gào khóc nói. Tô Ý Thâm hừ lạnh một tiếng nhấc chân ra. Bạo lực trước mặt trẻ con là không tốt, anh nhịn. Có điều, anh vẫn đá thêm một cái lên mặt Mục Thấm Tâm, làm gãy luôn sống mũi của cô ta. Cút, anh lạnh lùng nói. Một bên mặt của Mục Thấm Tâm bê bết máu, cô ta không dám nói thêm lời nào, ôm mặt bỏ chạy. Mục Thấm Tâm chạy về phòng chỉ cảm thấy cả khuôn mặt trở nên đau rát, hòn sỏi nhỏ vẫn còn cắm. Ở trên mặt cô ta miễn cưỡng rút ra, đau đến mức muốn hét lên. Tô Ý Thâm có phải là đàn ông không, có thể đánh cả phụ nữ, thật bạo lực. Xít! Trên mặt chỉ cần động nhẹ một chút thôi cũng đau điếng cả người, Mục Thấm Tâm nhìn mình trong gương, sống mũi lệch hẳn sang một bên. Cô ta bật khóc, trong lòng càng không ngừng nguyền rủa. Vốn tưởng rằng Túc Bảo tuổi còn nhỏ, chỉ cần dọa một chút nó sẽ không dám nói bừa, dù sao thì trước kia vẫn luôn như thế. Thế nhưng hôm nay chiêu này lại không có tác dụng nữa, cô ta lại còn bị Tô Ý Thâm đánh cho tới tả. Mục Thấm Tâm thử đưa tay lên cẩn thận chạm vào mũi, kết quả đau đến mức suýt thì thăng thiên. Cô ta gần như suy sụp, mặt của tôi. Từ trước đến nay, thứ khiến cô ta tự hào nhất chính là khuôn mặt xinh đẹp của mình. Sau này nếu rời khỏi Lâm Phong, cô ta tự tin rằng chỉ cần dựa vào dung mạo này của cô ta, câu một người đàn ông tốt hơn là không thành vấn đề. Nhưng bây giờ, vết thương do đá cắm trên mặt sâu như vậy, cho dù lành lại cũng sẽ để lại sẹo. Khuôn mặt của cô ta đã bị hủy. À, Mục Thấm Tâm tức giận đập vỡ cái gương, cô ta không cam lòng. Mặt khác, sau khi đuổi Mộ Cầm Tâm đi, Tô Ý Thâm tiếp tục cùng Túc Bảo lừa bắt con vẹt kia. Tô Ý Thâm cảm thấy quá mệt mỏi, Túc Bảo không cho anh trực tiếp bắt nó mà còn phải dỗ nó, con vẹt lại không phải là con người, làm sao anh có thể dỗ được nó. Tiểu Ngũ, mau xuống đi, tao cho mày ăn thịt. Tô Ý Thâm quyết định dùng kỹ năng diễn xuất phụng về của mình để dụ nó. Con vẹt nhìn chằm chằm vào Tô Ý Thâm, lắc đầu như trống bỏi, không ăn thịt, không ăn thịt. Nó nhất quyết không chịu đi xuống. Tô Ý Thâm hít một hơi thật sâu, quyết định sử dụng con át chủ bài của mình, Túc Bảo, đi thôi, chúng ta mặc kệ nó đi. Túc Bảo lo lắng, nắm lấy áo của Tô Ý Thâm, nhỏ giọng cầu xin, đừng, cậu út, đừng bỏ rơi Tiểu Ngũ mà. Bé lo lắng đến mức nước mắt lưng tròng, nhưng lại không dám khóc. Trái tim của Tô Ý Thâm run lên, anh ta lập tức hối hận, vội vàng xin lỗi, cậu xin lỗi, cậu xin lỗi, cậu út sai rồi, cậu út không nên nói như vậy. Trong thế giới của trẻ con, việc bạo lực với bạn của bé không khác gì bạo lực với chính bản thân trẻ. Sau khi Tô Ý Thâm nhận ra vấn đề này, anh ta thật muốn tát bản thân một cái. Túc Bảo sửng sốt, đây là lần đầu tiên có người nói xin lỗi với bé. Cục sữa nhỏ đột nhiên nở nụ cười, vỗ vai Tô Ý Thâm nói, không sao đâu cậu út. Bé đã nói xin lỗi rất nhiều lần rồi, nhưng chưa ai nói với bé rằng, không sao đâu, hay không, không có gì. Vậy nên,
Tiểu Túc Bảo ngay lập tức tha thứ cho Tô Ý Thâm, bởi vì bé biết rằng thật sự rất buồn khi không nghe được người khác nói, không sao đâu. Hai cậu cháu tiếp tục dỗ con vẹt. Tiểu Túc Bảo, Tiểu Ngũ, ngoan, mau xuống đi, cậu Út chỉ đùa em thôi, cậu ấy không phải người xấu đâu. Tô Ý Thâm, Tiểu Ngũ, tao xin lỗi, mày xuống đi. Chúng ta đưa mày đến Kinh Đô được không? Trang viên ở Kinh Đô rất lớn, mày cũng có thể tìm được một con vẹt cái. Khụ khụ. Thấy Tiểu Túc Bảo mãi không quay lại, Tô Dĩnh Nhạc, Tô Nhạc Phi và Tô Lạc quyết định ra hậu viện tìm. Vì vậy, họ đã thấy cảnh tượng vô cùng ảo diệu, một lớn, một nhỏ đang thi nhau dỗ dành một con chim. Sau khi biết chuyện gì đã xảy ra, cuối cùng họ cũng hiểu rằng là do con vẹt này mà Túc Bảo nhất quyết đòi quay lại Lâm gia. Con vẹt này thuộc loài vẹt đuôi dài rất phổ biến, toàn thân có lông màu xanh lá cây sáng, đôi mắt nhỏ của nó cứ đảo xung quanh nhìn họ. Ông Hoàng cáu kỉnh Tô Dĩnh Nhạc là người đầu tiên mất bình tĩnh, cười lạnh nói, anh thực sự phục chú rồi đấy, già đầu rồi đến một con vẹt cũng không dỗ được, rác rưởi. Tô Nhạc Phi và Tô Lạc yên lặng không nói gì, lão bát dỗ con vẹt ở đây rất lâu rồi, nhưng con vẹt vẫn không chịu xuống, điều này chứng tỏ con vẹt này rất không dễ lừa. Quả nhiên, con vẹt trên cây kêu lên, lão già ngu ngốc, lão già ngàn tuổi. Lão già ngu ngốc, già, muốn ăn lão già. Tô Ý Thâm. Cái quỷ gì vậy? Mày muốn nói gì thì nói. Tô Ý Thâm chán nản nói. Tô Dĩnh Nhạc cười cười, giơ cánh tay lên, nhìn anh đây này. Huýt, s. Tô Dĩnh Nhạc vừa kêu vừa vỗ vỗ tay ra hiệu cho con vẹt bay đến cánh tay của mình. Túc Bảo mở to mắt. Oa, cậu Năm trông thật giống chú khỉ đột. Khóe miệng Tô Nhạc Phi giật giật. Tô Lạc khoanh tay mím môi, chậc chậc. Con vẹt trên cây cũng kêu lên. Cút đi. Cút đi. Tô Dĩnh Nhạc cáu kỉnh lật mặt tại chỗ, tức giận chỉ vào con vẹt mắng, xuống ngay. Con vẹt đứng ở trên cây vỗ cánh, không không không, ngươi đừng mơ tưởng lừa gạt lão tử. Tô Dĩnh Nhạc bắt đầu hoài nghi nhân sinh, vẹt bây giờ đều thông minh như vậy sao? Túc Bảo che miệng cười khúc khích, bé tò mò nhìn chăm chú Tô Dĩnh Nhạc. Cậu Năm tuy rằng trông rất hung dữ, nhưng dường như cậu ấy rất ấm áp. Cục sữa nhỏ lặng lẽ đánh giá những người cậu này. Cậu Út và cậu Ba thì tương đối dịu dàng, một người thì dịu dàng tạo nhã, còn người kia thì ấm áp như mặt trời. Cậu Tư trông thì hiền lành nhưng nguy hiểm, cậu Năm thì có cảm giác giống như một con rồng phun lửa, cái loại mà chỉ cần chọc vào là sẽ phát nổ ấy. Hóa ra đây là những người anh em của mẹ bé. Túc Bảo cảm thấy rằng bé cũng rất yêu những người cậu này. Họ khác với ba và ông bà nội của bé. Đột nhiên, ánh mắt của Túc Bảo và Tô Lạc chạm nhau. Bé lập tức quay đầu lại, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Tô Lạc cắn môi nói, lão Ngũ, đừng lãng phí công sức nữa, con vẹt này chỉ có Túc Bảo mới dỗ được. Tô Dĩnh Nhạc nghi hoặc, anh biết. Tô Lạc cười lạnh một tiếng, đầu óc của chú chỉ để trưng bày thôi sao. Tô Dĩnh Nhạc đang muốn nổi giận, Tô Nhạc Phi đã kịp thời ngăn anh lại, nói, anh Tư nói đúng, tất cả chúng ta đều lùi lại. Tô Ý Thâm đặt Túc Bảo xuống, bọn họ cùng lùi lại vài bước. Túc Bảo ôm con thỏ nhỏ, ngẩng đầu nhìn về phía con vẹt, Tiểu Ngũ, mau tới đây, chúng ta đi thôi. Các cậu ấy, bọn họ không phải người xấu đâu. Bọn người Tô Lạc cùng nhìn về phía Túc Bảo. Cô ục sữa nhỏ vẫy đôi tay nhỏ nhắn, đáng yêu dỗ dành con vẹt, họ chưa bao giờ nhìn thấy ai có vẻ ngoài dễ thương như vậy. Trái tim của chàng trai thô lỗ Tô Dĩnh Nhạc gần như tan chảy. Dễ thương quá, Tiểu Túc Bảo đáng yêu như em gái của họ khi còn nhỏ vậy. Con vẹt nhìn Tiểu Túc Bảo, nghiêng nghiêng đầu, như thể đang suy nghĩ. Nó vỗ cánh bay về hướng Túc Bảo, vừa định đáp xuống vai Túc Bảo. Giọng nói của Lâm lão phu nhân đột nhiên vang lên, "A, nó tới rồi." Con vẹt giật mình quay đầu lại, sau đó lại bay trở lại ngọn cây. Tô Dĩnh Nhạc và những người khác. Túc Bảo mím môi, vẻ mặt lập tức căng thẳng, theo bản năng trốn đến bên cạnh Tô Ý Thâm. Lâm phu nhân hoàn toàn không phát hiện ra mình là người thừa thãi. Cười nói, hả? Con đang muốn bắt con vẹt này sao? Để bà lập tức tìm người tới bắt cho. Người nhà họ Tô đã rất thờ ơ đứng xem kịch, xem bà ta muốn làm cái gì đó để lấy lòng họ. Nhưng con vẹt này chỉ là một con vẹt bình thường, giống là giống hạ đẳng cũng chẳng phải cao cấp gì. Bà Lâm vừa nói vừa lấy điện thoại di động ra, làm ra vẻ thực sự rất muốn bắt con vẹt hộ bọn họ. Tô Dĩnh Nhạc nổi giận nói, bà thật phiền phức, cút khỏi đây ngay. Lâm phu nhân sợ đến mức run tay, làm rơi cái điện thoại.
Làm sao lại có thể có người thiếu giáo dục như vậy, một chút cũng không biết kính già yêu trẻ. Động tính ầm ĩ này đã thu hút Tô lão gia và Tô Nhất Trần, Lâm lão gia và Lâm Phong cũng chạy theo tới. Nhìn thấy cảnh này, Lâm lão gia lập tức chen vào, con vẹt này thực sự rất thông minh, chúng ta hãy bắt lấy nó. Lâm Phong, đừng nên quá khách khí với con vẹt này, nó rất khó lừa. Ở trại động vật có một cái lồng, nếu nó không nghe lời, chỉ cần bắn cho nó một liều gây mê là được. Con vẹt dường như hiểu được, lập tức vỗ cánh bay xa hơn một chút. Túc Bảo gấp gáp nói, đừng đánh tiểu ngũ rất ngoan. Tô Ý Thâm lạnh lùng nói, nghe thấy chưa, tôi không cần anh giúp ở đây, xin hãy rời đi. Lâm Phong gọi một cuộc điện thoại, cười nói, một đứa trẻ thì biết cái gì. Chúng tôi cũng không định đánh con vẹt này, mà là gây mê. Người nhà họ Lâm như một lớp keo 502 vậy, họ không thể nghe hiểu tiếng người, mà tự đưa ra quyết định. Tô Nhất Trần vung tay lên, 7-8 vệ sĩ mặc đồ đen lao tới sau lưng anh, lôi cả nhà họ Lâm ra ngoài. Tô tiên sinh bảo các người cút, các người không hiểu tiếng người sao. Nơi nào cũng có phần của các người, như keo 502 vậy, thật phiền phức. Vệ sĩ áo đen vừa chửi rủa vừa kéo người đi, ném cả nhà họ Lâm ra ngoài cửa biệt thự. Có lẽ là do trận địa hùng hậu của nhà họ Tô, những người hàng xóm xung quanh biệt thự lúc này đều căng cổ lên xem, có người giả vờ uống trà đi lại trong sân, có người giả vờ dắt chó đi dạo, đều đang xem trò cười của Lâm gia. Lâm lão gia và Lâm lão phu nhân mặt già đỏ lên, vừa xấu hổ vừa tức giận. Đây là biệt thự của họ mà. Sao người nhà Tô gia có thể ném họ ra ngoài một cách tùy tiện như vậy? Thật là vô lý. Mấy người nhà họ Lâm đã quen được nuông chiều, không thể chịu nổi cái cảnh này. Nhưng bên trong lại là nhà họ Tô ở Kinh Đô, nên dù có tức giận đến đâu cũng phải nhịn. Tất cả những gì họ có thể làm là đợi nhà họ Tô ra khỏi căn biệt thự này. Không có sự quấy rầy của nhà họ Lâm, Tiểu Túc Bảo tiếp tục dỗ dành con vẹt. Tiểu ngũ, mau xuống đi, em xem đây là cái gì. Cục sữa nhỏ nghiêng nghiêng đầu, đột nhiên đưa tay ra, một nửa quả táo nhỏ nằm ở trong lòng bàn tay của bé. Cái này là do Tô Ý Thâm cắt cho khi bé xuất viện sáng nay, bé đã bí mật giấu đi một nửa. Con vẹt nghiêng mình di chuyển trên ngọn cây, lắc lư qua lại, đôi mắt nhỏ của nó đảo xung quanh, nhìn người nhà họ Tô. Người nhà họ Tô lúc này đã đi xa, Tô lão gia đứng chống gậy trên mặt tràn đầy vẻ nghiêm túc, nhưng trong mắt lại lộ ra một tia căng thẳng. Tô Dĩnh Nhạc thậm chí còn nôn nóng hơn, thiếu điều hận không thể mọc ra một đôi cánh, bay lên để bắt con vẹt rồi banh mỏ nó ra bắt nó ăn hết quả táo. Nhìn xem, cục sữa nhỏ nhà họ đang đau lòng. Tô Ý Thâm không biết lấy từ đâu ra một nắm ngũ cốc thô cho vẹt, xòe ra để trong lòng bàn tay, cùng Túc Bảo tiếp tục dỗ dành, muốn ăn ngũ cốc tươi ngon không? Túc Bảo dùng sức gật đầu, đúng đúng, cậu út không phải người xấu, tiểu ngũ, mau tới đây, chúng ta cùng nhau về nhà. Người nhà họ Tô hết nhìn Tô Ý Thâm lại nhìn Túc Bảo, từ khi nào hai người bọn họ lại thân thiết như vậy, có chút ghen tị. Lúc này, con vẹt cuối cùng cũng chịu lao tới, vươn móng vuốt dẫm lên đầu Tô Ý Thâm. Tô Ý Thâm, tiểu Túc Bảo đột nhiên cười khúc khích, tất cả người Tô gia không thể tin quay đầu nhìn bé. Ngay từ đầu, tiểu Túc Bảo giống như một người máy nhỏ bị tê liệt, giọng nói của bé cũng không có một chút sức lực. Suốt 10 ngày dưỡng bệnh vừa qua, trên khuôn mặt nhỏ bé chưa từng nở một nụ cười, bất kể điều gì, lúc nào cũng trong trạng thái cẩn thận, ngoan ngoãn, thật khiến người ta đau lòng. Bây giờ cuối cùng con bé cũng chịu cười. Đôi mắt của Tô lão gia nóng lên, ông cảm thấy mình như già đi vài tuổi. Thấy Túc Bảo cười, con vẹt tựa hồ càng thêm đắc ý, dương cánh vẫy vẫy, bác ba, bác ba. Tô Ý Thâm. Túc Bảo không khỏi cười khúc khích, nghiêm túc sửa lại, không phải bác ba, là cậu út của chị. Con vẹt, cậu út, Tô Ý Thâm khóe miệng giật giật, thật muốn ném con vẹt xuống. Để một con vẹt với bộ lông màu xanh sắc sỡ đứng trên đầu, cái quái gì vậy chứ? Nhưng nhìn thấy Túc Bảo vui vẻ như vậy, Tô Ý Thâm anh nhịn. Anh chia khẩu phần ăn trên tay, dụ con vẹt bay lên cánh tay của mình, nhân lúc nó sơ ý nắm chặt lấy chân nó. Con vẹt lập tức hét lên, cứu, cứu, đừng hầm tôi, đừng hầm tôi. Mọi người, phải nói rằng, con vẹt này thật sự rất ồn ào. Cuối cùng, con vẹt tạm thời được buộc một chiếc dây nhỏ ở chân rồi cùng nhau rời khỏi nhà Lâm. Tô lão gia chống gậy, ánh mắt đục ngầu nhìn quanh toàn bộ biệt thự. Đây là nơi mà cô con gái yêu quý của ông sống trước khi chết,
không biết lúc ở đây cô ăn có ngon không, ngủ có yên giấc không? Khi cô ốm có ai chăm sóc tận tình không? Cô có thường đi bộ ở sân sau này không? Có thường thẫn thờ nhìn cây ngoài cửa sổ không? Trong lòng ông cụ tràn ngập nỗi buồn, anh em nhà họ Tô khi nhìn thấy ông lão mím môi chậm rãi bước đi, trong lòng ai nấy đều cảm thấy thật nặng nề. Bên ngoài biệt thự, Lâm Phong vừa thấy bọn họ đi ra, lập tức bước lên đón. Vừa rồi Tô ra mặc kệ bọn họ, nên bây giờ anh ta phải tìm cơ hội ở chỗ Túc Bảo. Lâm lão ra cười ha hả nói, a, à, quả nhiên, nhà Thông gia quả nhiên tài giỏi, vậy mà đã bắt được con vẹt này rồi. Lâm Phong cũng cười nói, Túc Bảo thích vẹt, con xem, ba thật là bất cẩn, vậy, sau này ba sẽ mua thật nhiều vẹt cho Túc Bảo, được không? Trẻ con có thể không hiểu nhiều như người lớn, nhưng chúng không ngốc. Túc Bảo nhìn nụ cười giả tạo của Lâm Phong, cúi đầu không nói lời nào, ôm chặt con thỏ nhỏ với con vẹt vào trong lòng. Bé cũng không muốn có nhiều vẹt như vậy, sau khi mẹ qua đời, bé chỉ muốn được ba ôm vào lòng một cái. Nhưng ba chỉ toàn phớt lờ, mắng mỏ và đánh đập bé. Ngay cả ngày đó, bé còn cảm thấy rằng ba thực sự muốn đánh chết bé. Túc Bảo vốn cho rằng bé thật sự giống như một tiểu tai họa mà bà nội hay nói, sẽ không ai thích bé ca. Nhưng trong thời gian nằm viện, ông ngoại và các cậu của bé rất tốt với bé, cũng nói với bé rất nhiều điều, nói rằng đó không phải là lỗi của bé. Túc Bảo giờ, không muốn ba nữa. Túc Bảo không biết mình có phải là một đứa trẻ hư nên mới nghĩ như vậy hay không, trong lòng không ngừng bất an. Nhưng vẫn cố lấy hết dũng khí, hét lên nói, con không muốn, không cần ba mua vẹt cho con cũng không cần ba nữa. Lâm Phong sửng sốt, Lâm lão gia và Lâm lão phu nhân cũng cau mày. Con nhóc chết tiệt vừa thấy nhà họ Tô giàu có nên muốn vứt bỏ nhà họ đúng không? Lâm Phong không khỏi nghiêm mặt, trầm giọng nói, Túc Bảo. Anh ta cảm thấy bản thân đã rất kiềm chế rồi, chuyện nhỏ này Túc Bảo cũng không hiểu được sao. Bây giờ là lúc để bướng bỉnh sao? Lâm phu nhân ở một bên thở dài nói, này, Túc Bảo, ba con xác thực đối với con có chút nghiêm khắc, nhưng con cũng không thể nói như vậy. Không có đứa trẻ nào không cần ba cả. Lâm lão ra cười nói với người nhà họ Tô, ha ha, thật là trẻ nhỏ có chút không hiểu chuyện. Nhà Thông gia, chúng ta cùng nhau dùng bữa đi, chúng ta sẽ chiêu đãi mọi người thật tốt. Lâm Phong trực tiếp bỏ qua cảm xúc của Túc Bảo, nói, đúng vậy. Ba với anh vợ hiếm khi tới đây. Trời ơi, Cẩm Ngọc cũng thật là, chẳng bao giờ nhắc về mọi người với con cả. Đúng lúc này, con vẹt trong ngực Túc Bảo đột nhiên kêu lên, anh Phong, làm ơn. Em đau quá. Thanh âm cùng giọng điệu giống hệt Tô Cẩm Ngọc. Sắc mặt Lâm Phong bỗng nhiên thay đổi. Khi mọi người trong nhà họ Tô nghe thấy vậy, họ đều ngẩn ra. Giọng nói này, không phải là Ngọc Nhi của bọn họ, thì còn ai vào đây nữa? Nếu một con vẹt học nói từ con người, điều đó có nghĩa là nó đã từng nghe thấy như vậy. Câu nói này sống động, bọn họ giống như đang nhìn thấy cảnh tượng Ngọc Nhi cuộn tròn trên giường, cầu xin Lâm Phong cứu cô ấy. Người Lâm gia còn đang rất nhiệt tình, tôi một lời anh một lời nịnh hót bọn họ, Lâm Phong còn tự biên tự diễn, thỉnh thoảng lại nhắc đến Cẩm Ngọc. Súc sinh, tinh khí hung bạo của Tô Dĩnh Nhạc không thể kiềm chế được nữa. Răng rác, tiếng bẻ các khớp ngón tay vang lên, anh thô bạo túm lấy Lâm Phong, dùng sức đập mạnh vào cổng biệt thự. Tôi đã cho mấy người mặt mũi. Sao, không muốn phải không? Muốn bám vào Tô gia, anh cũng xứng, đồ đê tiện, rác rưởi chết tiệt. Bang, bang, bùm bùm tương đương. Đầu Lâm Phong đạp vào cửa sắt của biệt thự, âm thanh còn to hơn cả tiếng chiêng tiếng trống. Lâm Phong nháy mắt máu chảy đầm đìa. Lâm Phong đầu rơi máu chảy. Lâm lão gia cùng Lâm lão phu nhân đã sớm bị dọa đến choáng váng. Tô Ý Thâm lập tức ôm Túc Bảo vào trong lòng nói, chúng ta vào xe chờ đi. Người nhà họ Tô cũng không ai ra tay ngăn cản việc này, nếu không phải Túc Bảo còn cần quay về đây lấy con vẹt, thì họ đã làm việc này từ lâu rồi. Lâm Phong cũng không ngờ được rằng Tô Dĩnh Nhạc sẽ đột nhiên tấn công, rõ ràng họ đang nói chuyện rất tốt mà. Dừng lại. Bùm. Đừng đánh nữa. Bang bang bang. Lâm Phong vội vàng nói, không phải, a, à. Chờ một chút, con vẹt này nói lung tung, a, à. Tô Dĩnh Nhạc nâng anh ta lên, tiếp tục đập vào vách tường, nói lung tung. Bùm, Lâm Phong mũi máu tươi nổ tung, kêu thảm một tiếng. Tôi sai, người em gái mà bọn họ nâng niu trong lòng bàn tay, trước khi chết lại thống khổ như vậy. Tên khốn này không cho Ngọc Nhi thuốc giảm đau sao? Tô Dĩnh Nhạc càng nghĩ càng tức, một tay túm lấy tóc Lâm Phong.
đập hắn ta vào tường hết lần này đến lần khác. Lâm lão phu nhân run giọng nói, ôi chao này, cậu thông gia. Hạ thủ lưu tình. Tô lão gia tử cười lạnh, ai là thông gia của các ngươi? Đừng có chó mèo cọ lên người chúng tôi. Dứt lời cũng đi theo lên xe, những người Lâm gia này, ông ta nhìn một cái đều cảm thấy phiền lòng. Tô Dĩnh Nhạc còn cầm lấy đầu Lâm Phong đập thình thịch vào tường, thông gia. Thông gia. Bọn họ cũng xứng. Bốp. Cuối cùng, Tô Dĩnh Nhạc đập thật mạnh Lâm Phong vào bức tường đá, đạp một phát trực tiếp tước quyền làm cha của anh ta. Rắc, âm thanh của thứ gì đó bị gãy. Tiếng kêu thảm thiết của Lâm Phong vang vọng khắp biệt thự. Lưng của những người qua đường chợt cứng đờ. Tô Dĩnh Nhạc khịt mũi, vỗ vỗ tay rời đi. Kẻ nào dám tổn thương đến em gái anh, sẽ bị trừng phạt thích đáng. Lâm lão gia và Lâm lão phu nhân có rúm lại vì sợ hãi, không dám thở mạnh. Thấy người nhà họ Tô đã lên xe hết mới dám thở hắt ra, không kìm được nước mắt. Lâm phu nhân, có còn là người nữa không? Sao có thể ra tay nặng như vậy? Sắc mặt của Lâm lão gia cũng trở nên khó coi. Họ chưa bao giờ nghĩ rằng người nhà họ Tô và Tô Dĩnh Nhạc có thể hành xử thô lỗ như vậy. Đừng có đứng đấy mà khóc nữa, còn không mau đưa nó đi bệnh viện. Lúc này Lâm phu nhân mới hoảng hốt muốn gọi điện thoại, lại phát hiện điện thoại đã bị khóa từ lâu. Mà Lâm gia lúc này đến một xu đi bệnh viện cũng không có. Lâm Phong co người lại trên mặt đất như con tôm luộc, nôn ra một bụng máu. Khi Lâm lão gia và Lâm lão phu nhân đang luống cuống tay chân không biết làm thế nào thì một đám người từ bên ngoài xông vào. Ây dô, Lâm Tổng, thật may mà gặp được anh ở đây. Khi nào có thể trả lại 80 triệu cho chúng tôi đây? Hóa ra những người này là của công ty thu nợ, họ lần lượt vây lấy người nhà họ Lâm. Mấy người đang làm gì vậy? Lâm lão phu nhân vội vàng hét lên. Lâm lão gia tức giận mắng, dừng lại. Mấy người có biết chúng tôi là ai không? Chúng tôi là nhà thông gia của Tô gia ở Kinh Đô đấy. Thứ đáp lại ông ta là làn khói thải ra từ chiếc xe của nhà họ Tô khi họ rời đi. Hai hàng xe Maybach màu đen oai vệ khiến người qua đường không khỏi cảm thán. Tương phản hoàn toàn với nhà họ Lâm khốn khổ. Mấy ông lớn thu tiền cười ha hả, ôi, còn là con rể nhà họ Tô nữa cơ à, mấy người xem Tô gia người ta có thèm liếc nhìn các người không? Lâm lão gia đỏ bừng mặt. Mấy người của công ty thu nợ đều là dạng máu mặt côn đồ cả, sao có thể nói lý lẽ với họ chứ? Một tiếng, chát, vang lên, Lâm lão gia và Lâm phu nhân ngay lập tức bị tát một phát, rồi bị đạp cho quỳ xuống. Đủ các thể loại hành hạ, đấm đá, một lúc sau, Lâm lão gia và Lâm phu nhân bị đánh cho ra hình ra dạng, mặt mũi bầm tím, la hét ầm ĩ. Lâm gia vốn dĩ gọn gàng ngăn nắp trước mặt mọi người, giờ bị sỉ nhục đến mất mặt xấu hổ, suy sụp tinh thần. Cuối cùng, biệt thự trống rỗng, tất cả hành lý đồ đạc đều bị ném ra ngoài. Cùng lúc đó, Mộ Thấm Tâm người bê bết máu cũng bị ném ra ngoài khiến mọi người hoảng sợ. Hàng xóm xem náo nhiệt không khỏi xì xào bàn tán. Mọi người không biết sao, cháu gái nhỏ nhà họ Lâm kia chính là cháu ngoại Tô gia ở Kinh Đô. Cái gì, đứa nhỏ gầy gò mới 2 tuổi bị mất mẹ đó sao? Mẹ kiếp, nhà họ Lâm sẽ phải hối hận, nếu là tôi cũng sẽ hối hận đến xanh ruột. Bọn họ cũng thật là đáng đời, có một lần. Tôi thấy đứa trẻ phải đứng phạt giữa trời nắng nóng, tôi nói vào vài câu thì cái bà già kia liên mắng tôi. Ha, cái bà già kia không phải mỗi ngày đều mắng cháu gái mình là tai họa sao, hiện tại thì hay rồi, biết có ngày hôm nay thì lúc đầu đừng có làm. Mọi người hả hê xem cuộc vui, trên mặt không hề có chút thương hại nào. Đó là do họ xứng đáng. Lâm Phong không ngừng ho khan, từ trong miệng phun ra bọt tuyết, lỗ tai ù đi. Mục Thấm Tâm đau lòng kêu lên. Anh Phong, anh có sao không? Lâm lão phu nhân lập tức chút giận lên người cô ta, sao cô có thể khóc một cách giả tạo như vậy? Sao cô ra sớm thế? Vừa rồi sao lại không thấy cô? Mộ Cầm Tâm nghẹn ngào nói, con vừa nhìn thấy Thúc Bảo, con đã đến cầu xin con bé tha thứ cho ông bà nội của nó vì tuổi tác đã cao. Nhưng con bé không chịu. Lâm lão phu nhân trong lòng tức giận, đổ hết tội lỗi lên đầu Thúc Bảo, về tất cả sự sỉ nhục hôm nay họ phải chịu. Ít nhất họ đã nuôi nấng cái con chết tiệt này hơn 3 năm rồi không phải sao? Nhưng nó lại không hề biết ơn chút nào. Giống như người mẹ đã khuất của nó, cái thứ vô ơn. Con nhỏ đã khắc chết mẹ ruột của mình, còn khiến con trai bà phá sản, bây giờ bọn họ ngay cả nơi để ở cũng không có. Lâm lão phu nhân không còn chỗ nào để chút nỗi bất bình,
chỉ có thể rủa thầm, cứ chờ xem. Lâm gia đã bị nó khắc đến mức này, thì nhà họ Tô cũng sẽ không khá hơn đâu. Trong xe, Tô Nhất Trần gõ gõ ngón tay tên màn hình, gửi một tin nhắn đi, hãy xóa bỏ Lâm gia. Đầu bên kia rất nhanh trả lời, giết. Tô Nhất Trần cười khẩy, giết. Sao có thể vì loại người này mà để tay phải nhuốm máu? Ngay cả khi muốn trả thù thì cũng phải để nhà họ Tô trong sạch. Hãy để họ cảm nhận cái gì là sống không bằng chết. Túc Bảo An An tĩnh tĩnh ngồi trong xe, một tay ôm con thỏ bông, một tay ôm con vẹt. Tô lão gia hạ giọng, cố gắng làm ra vẻ hòa nhã, Túc Bảo, chúng ta về nhà nhé. Tô Ý Thâm cũng nói, nhà chúng ta ở Kinh Đô, lát nữa chúng ta sẽ lên máy bay. Túc Bảo ngoan ngoãn gật đầu, rất ít lời, dáng vẻ nhanh nhẹn, đáng yêu khi dỗ con vẹt vừa rồi đã biến mất. Tuy nhiên, cũng tốt hơn nhiều so với ban đầu. Trái tim của Tô lão gia đau nhói, Túc Bảo càng ngoan ngoãn thì ông càng đau lòng. Chỉ có những đứa trẻ sống trong hoàn cảnh sợ hãi mới có được sự yên tĩnh dị thường này, Túc Bảo đã phải chịu bao nhiêu đau khổ mới có thể trở nên như thế này. Về nhà thôi, ông lão lẩm bẩm. Đột nhiên, Túc Bảo hỏi, ông ơi, chúng ta cũng mang cho cốt của mẹ về nhà được không? Tô lão gia buồn bã gật đầu, được, chúng ta cùng nhau về nhà. Túc Bảo cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Nhà họ Tô về bằng máy bay riêng, Túc Bảo nhìn bầu trời bên ngoài, những đám mây dường như đang bay bên cạnh bé. Bé tò mò nhìn kỹ, sau đó đặt con thỏ xuống, khoanh tay nhỏ bé, tựa trên cửa sổ máy bay nhìn ra ngoài. Tô Nhạc Phi cười nhẹ hỏi, Túc Bảo đang nhìn cái gì thế? Túc Bảo quay đầu lại hỏi, cậu ba, chúng ta hiện tại đang ở trên trời sao? Tô Nhạc Phi gật đầu, ừ. Cục sữa nhỏ thậm chí còn chưa đi máy bay bao giờ. Túc Bảo lại đột nhiên hỏi, vậy mẹ có ở đây không? Tô Nhạc Phi và Tô Ý Thâm ngồi gần đó đều sửng sốt, cái gì? Túc Bảo cụp mắt xuống, yên lặng nhìn bầu trời bên ngoài, nhỏ giọng nói, bọn họ nói mẹ đã chết, sẽ đi lên trời, rồi sau này chúng ta có thể gặp mẹ phải không? Túc Bảo quay lưng về phía mọi người, nhìn ra ngoài cửa sổ, nước mắt lưng tròng. Trên thực tế, bé biết rằng bất cứ ai lên thiên đàng thì sẽ không còn nhìn thấy họ nữa. Mẹ sẽ không ở trên trời đâu. Nhưng bé vẫn không khỏi mong chờ, bé rất muốn gặp mẹ ở đây. Đôi mắt ông cụ Tô đỏ lên. Những người cũng im lặng, quay đầu ra ngoài, âm thầm nắm chặt tay. Tô Ý Thâm ôm Túc Bảo vào lòng, nhỏ giọng nói, Túc Bảo, ngủ đi, con ngủ rồi, trong mơ sẽ có thể nhìn thấy mẹ. Túc Bảo ậm ừ, nép vào lòng Tô Ý Thâm, nước mắt lặng lẽ rơi. Cậu út cũng đang nói dối. Bé đã ngủ thiếp đi nhiều lần, rất nhiều lần, nhưng bé chưa bao giờ nhìn thấy mẹ cả. Túc Bảo lúc này cũng ngủ thiếp đi, chiếc vòng trên cổ tay phát ra ánh sáng yếu ớt, trừ khi nhìn kỹ nếu không sẽ không ai có thể nhìn thấy. Trong giấc mộng, Túc Bảo lại cảm thấy toàn thân ấm áp, phảng phất có ánh mặt trời chiếu vào trên người, thân thể nhẹ bẫng, bé cảm giác mình sắp bay lên. Xung quanh bé là những đám mây trắng như kẹo bông gòn, Túc Bảo cẩn thận vươn tay nhặt lên một chút bỏ vào trong miệng, hai mắt sáng lên. Ngọt quá! Lúc này, một giọng nói ôn hòa quen thuộc từ phía sau truyền đến, Túc Bảo. Túc Bảo trợn to hai mắt, lập tức quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mẹ đứng ở phía sau bé cách đó không xa, hai mắt đẫm lệ nhìn bé. Mẹ! Túc Bảo lao tới, ôm mẹ thật chặt. Tô Cẩm Ngọc nhẹ nhàng sờ sờ đầu nhỏ của bé, nhỏ giọng nói, Túc Bảo ngoan, từ nay về sau ông ngoại và các cậu đều là người nhà của con, hãy sống thật vui vẻ con nhé. Túc Bảo nước mắt đầm đìa, ngoan ngoãn nói, con hiểu rồi, mẹ. Tô Cẩm Ngọc lại nói, còn nữa, bà ngoại sức khỏe không tốt, Túc Bảo có thể thay mẹ hiếu thuận với bà ngoại không? Túc Bảo nghẹn ngào nức nở, gật đầu thật mạnh. Được, Túc Bảo nhất định sẽ hiếu thuận với bà ngoại. Tô Cẩm Ngọc mỉm cười, còn muốn nói điều gì đó, nhưng cơ thể cô bỗng phát sáng, dần dần trở nên trong suốt. Túc Bảo, mẹ yêu con, vĩnh viễn yêu con. Trong lúc ngủ, Túc Bảo liên tục gọi mẹ, khuôn mặt nhỏ nhắn giàn giụa nước mắt. Lúc này, Tô lão gia và những người anh em trong nhà họ Tô đã vây lấy Túc Bảo. Nhìn cục sữa nhỏ vừa ngủ vừa gọi mẹ, nhịn không được hốc mắt đỏ lên. Điều họ không thể nhìn thấy là còn có thêm một người khác bên cạnh Túc Bảo, Kỳ Trường. Kỳ Trường chạm vào trán Túc Bảo, lại chạm vào chiếc vòng màu đỏ trên cổ tay bé. Một lúc sau, trên mặt Túc Bảo cuối cùng cũng lộ ra một tia mỉm cười. Này, lần này sư phụ không còn nợ mẹ con cái gì nữa đâu đấy.
máy bay đáp xuống sân bay quốc tế Kinh Đô. Thấy Túc Bảo vẫn đang ngủ, Tô lão gia nhìn theo, Tô Ý Thâm bế Túc Bảo lên, bước ra ngoài. Sợ đánh thức Túc Bảo, anh ta vẫn duy trì tư thế khom lưng vừa rồi. Lúc này, con vẹt đeo sợi dây ở chân hét lên. Trộm trẻ con, trộm trẻ con. Túc Bảo lập tức mở hai mắt ra. Người nhà họ Tô. Họ im lặng nhìn con vẹt có bộ lông lộng lẫy, xanh đến phát sáng. Cuối cùng họ cũng biết tại sao nó có thể học được cụm từ chim hầm rồi. Cục sữa nhỏ mở to đôi mắt mê mang, đầu tóc còn có chút bù xù, trong lòng ôm một con thỏ nhỏ, nhìn thật đáng yêu. Mối quan hệ giữa Tô Ý Thâm và Tô Cẩm Ngọc là tốt nhất, nhìn thấy Túc Bảo như vậy, anh lập tức nghĩ đến Tô Cẩm Ngọc khi còn bé. Anh mềm lòng ôm lấy Túc Bảo, xoa đầu bé, bảo bối, chúng ta đã đến Kinh Đô rồi, bây giờ chúng ta về nhà thôi. Tiểu Túc Bảo còn chưa lấy lại tinh thần gật gật đầu. Xe của nhà họ Tô đã đợi sẵn bên ngoài sân bay, bốn chiếc Rolls Royce đời cũ đậu ngay ngắn bên đường khiến người qua đường phải quay đầu lại nhìn. Trời ơi, nhanh lên, chụp đi. Xe này đến đón ai vậy? Phô trương quá. Một trong hai người đàn ông bế một bé gái trên tay, bé gái mặc váy công chúa màu trắng, trên tay ôm một con thỏ nhỏ. Một người đàn ông khác bên cạnh cô bé, trên vai có một con vẹt xanh. Lúc này, con vẹt đang kích động sa hát, nghèo ha ha, dạ xoa xoa, Harry Potter cưỡi chổi bay. Mọi người, cái này, khí chất hơi có một chút không phù hợp ha. Khuôn mặt của tám người đàn ông đen lại, họ cùng với đứa bé dễ thương nhanh chóng lên xe, chiếc xe dài sang trọng chậm rãi lái đi khỏi sân bay. Oa, đây là công chúa của nhà nào vậy? Thật ghen tị, cùng là con người, làm sao có người lại đầu thai tốt như vậy? Một cô gái có chút tiếng tăm trên mạng vừa dùng điện thoại chụp ảnh vừa kích động nói, cả nhà ơi. Nhìn xem, hôm nay chúng ta thấy được thật nhiều điều. Bốn chiếc Rolls Royce đời cũ, mọi người có biết chiếc xe này giá bao nhiêu không? Ít nhất 8 triệu, đây phải là gia tộc lớn cỡ nào chứ? Ở đây chỉ tiền ở chung nhà MN. Trong một chiếc xe sang trọng, Túc Bảo nằm bò trên cửa sổ, tò mò nhìn những tòa nhà cao tầng bên ngoài. Ở Nam Thành, ba bé chỉ đưa bé ra ngoài một lần. Khi đó, bé cũng nhìn thấy nhiều tòa nhà cao tầng, nhưng không cái nào cao bằng cái trước mắt này cả. Túc Bảo quay đầu lại, đến gần Tô Ý Thâm, hỏi, cậu út, đây có phải là lâu đài công chúa của mẹ không ạ? Tô Ý Thâm gật đầu, cái mũi hơi chua xót, nói, đúng vậy, đây là lâu đài của mẹ Túc Bảo. Họ cũng từng muốn mua một hòn đảo và xây một lâu đài riêng cho em gái yêu quý của họ nhưng không có cơ hội. Tô Ý Thâm nhìn Túc Bảo, cảm thấy nỗi đau trong lòng đã dịu đi một chút. Xe rất nhanh đã đến trang viên Tô gia. Đây là một trang viên tọa lạc tại khu vực cạnh hồ nước của trung tâm thành phố, xung quanh non xanh nước biếc, rất yên tĩnh. Túc Bảo dù có lý trí, bình tĩnh đến đâu, bé vẫn chỉ là một đứa trẻ 3 tuổi rưỡi, nhìn trang viên trước mặt, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên vẻ kinh ngạc. Đây là nơi mẹ lớn lên sao? Bãi cỏ lớn đó trồng thật nhiều hoa. Nếu bé chạy nhanh đến bãi cỏ, bé có thể nhìn thấy mẹ mình không? Hai hàng người hầu đứng ở hai bên trang viên, trên mặt mang theo nụ cười, chào mừng tiểu thư về nhà. Tô lão gia cùng Tô Ý Thâm đi ở phía trước, thấp giọng nói chuyện. Túc Bảo từ nay về sau sẽ là cháu gái của nhà họ Tô chúng ta, là tiểu thư chân chính của nhà họ Tô. Tô Nhất Trần gật đầu, vâng, đúng. Tô lão gia vẻ mặt đau khổ, họ Tô thì có tên gì hay? Ông phải nhanh đặt cho cục sữa nhỏ một cái tên. So với những đối đãi Túc Bảo phải chịu, Lâm gia cũng chưa tính là gì. Lâm gia phá sản vô cùng triệt để, các công ty niêm yết phá sản, tổng giám đốc tốt xấu gì cũng còn một chút tiền, chắc đủ để mua một căn nhà nhỏ. Tiền của người Lâm gia đều bị đóng băng, thiếu chút nữa ngủ dưới gầm cầu. Cuối cùng vẫn là Mục Thấm Tâm từ trong túi lấy ra mấy trăm đồng, mới về tới quê nhà. Lâm Phong bị Tô Dĩnh Nhạc đánh cho lỗ mũi lõm xuống, nếu lúc trước xảy ra chút chảy xước nào đã vội chạy đến bệnh viện từ lâu rồi, nhưng bây giờ đừng nói đi bệnh viện, đến tiền ăn cơm cũng trở thành vấn đề. Bởi vậy chỉ có thể nằm ở nhà, đau cũng tự mình chịu đựng. Nhà cũ là trước kia khi Lâm Phong làm ăn phát đạt xây dựng, thì bây giờ bọn họ ngay cả cái nhà cũng không có mà ở. Anh Phong, đứng lên uống chút canh đi. Mục Thấm Tâm nhẫn nhịn sắm vai người vợ hiền, nhưng đã càng ngày càng không có kiên nhẫn. Cô ta hy vọng tòa án nhanh chóng điều tra rõ ràng và bắt Lâm Phong vào tù, như vậy cô ta có thể đường đường chính chính rời đi. Nhưng Lâm Phong trước đó đã sớm có chuẩn bị, trước mắt có một gã công nhân đã thay anh ta vào tù.
Lâm Phong nhìn thoáng qua bát canh trong veo, chỉ có một ít rong biển trôi nổi trên đó, anh ta lập tức hất bát canh lên, quát. Chết tiệt, cái quỷ gì thế này, cái thứ này mà cô cũng dám cho tôi uống. Nói được nửa chừng, chạm phải vết thương khiến anh ta đau đến nhe răng trợn mắt. Mục Thấm Tâm cúi đầu, điềm đạm đáng thương lau nước mắt. Lâm lão phu nhân ở phòng khách kêu to, Mục Thấm Tâm, cô còn không mau đi nấu cơm. Muốn chúng tôi chết đói à? Mục Thấm Tâm thật sự chịu không nổi, cô cũng không phải người hầu của bọn họ. Tại sao bọn họ luôn coi cô là bảo mẫu miễn phí? Đúng lúc này, Lâm lão phu nhân đang xem video. Hôm nay chúng ta được mở mang kiến thức, 4 chiếc Rolls Royce phiên bản cũ, các bạn có biết chiếc xe này giá bao nhiêu không? Không biết là nghênh đón tiểu công chúa nhà ai, hâm mộ quá. Trong video, chính là hình ảnh Túc Bảo được ôm lên xe. Lâm lão phu nhân xem xong liền thấy đau tim, một hơi thở cũng thở không thông. Thật quá đáng, bản thân nó đang hưởng thụ sung sướng, lại quên mất ông bà nội của mình, đúng là đồ cái thứ vô ơn. Lâm lão phu nhân không nhịn được mắng. Mục Thấm Tâm trốn trong phòng bếp, lén mở điện thoại ra xem. 8 người đàn ông tuấn giật khí vũ hiên ngang, đều đeo khẩu trang cúi đầu, chung quanh còn có bảo vệ mở đường. Nổi bật nhất chính là Túc Bảo được ôm trên tay, giống như một binh đoàn đang bảo vệ cô công chúa nhỏ của họ. Mục Thấm Tâm nhìn chằm chằm 4 chiếc xe sang trọng, đáy lòng càng thêm ghen tị. Cô ta nghĩ trăm phương ngàn kế tranh giành 2 năm trời, khó khăn lắm mới ngồi lên vị trí Lâm phu nhân, hôm nay lại rơi xuống kết cục như vậy. Con bé mà cô ta cho là tạp chủng kia, lại là thiên kim của Tô gia. Sớm biết như vậy cô còn tranh giành cái gì, còn không bằng đi lấy lòng Tô Cẩm Ngọc. Mục Thấm Tâm quyết không cho phép cuộc đời mình kết thúc như vậy, cô ta tuyệt đối không nhận thua. Đáy mắt cô ta hiện lên một tia độc ác, mở điện thoại ra. Trang viên của nhà họ Tô có diện tích 8.000 m², là một trong những trang viên có diện tích lớn nhất. 8 người con trai của nhà họ Tô mỗi người đều có sự nghiệp riêng nhưng không tách rời nhau, so với nhiều gia đình giàu có cao sang thì nhà họ Tô là đoàn kết nhất. Tô gia từng rất vui vẻ và hạnh phúc, nhưng kể từ khi Tô Cẩm Ngọc biến mất, cả trang viên rơi vào bầu không khí trầm mặc. Tô Nhất Trần làm việc chăm chỉ và rất hiếm khi về nhà. Những người anh em khác trong nhà họ Tô đều bận việc riêng, ban ngày Tô lão gia đến viện dưỡng lão chăm sóc Tô lão phu nhân, đến đêm mới về. Hôm nay là lần duy nhất trong vài năm qua, cả 8 anh em đều tụ họp về đây mà không phải ngày Tết Nguyên Đán. Mấy người cậu còn muốn đưa Túc Bảo đi khắp nơi, nhưng họ đã bị Tô lão gia ngăn lại. Túc Bảo vừa mới xuất viện, đi loanh quanh thế nào được? Nghỉ ngơi cho tốt đi. Mấy người họ đành phải bó tay, dẫn Túc Bảo đi thăm phòng của bé. Ông lão lại trừng mắt, các ngươi còn ở đây làm gì? Đi tìm mẹ, nói cho bà ấy biết Túc Bảo đã trở về. Bà cụ vì sự mất tích của con gái mà uất ức đến mức ngoan cố tìm đến viện dưỡng lão cũng không chịu quay lại nhà. 2 năm qua, bà nằm liệt giường, không có tâm trạng làm gì cả, càng ngày càng phờ phạc. Cuối cùng, ông cụ Tô vui vẻ nắm lấy tay tiểu Túc Bảo, nào, Túc Bảo ông ngoại sẽ dẫn con đi xem gian phòng của mình nhé. Huynh đệ Tô ra. Trên lầu. Túc Bảo, đây là phòng của con có thích không? Tô lão ra dẫn Túc Bảo vào phòng. Căn phòng được trang trí với 2 màu chủ đạo là hồng và trắng, đây là gam màu mơ mộng mà các bé gái thích nhất. Chiếc giường được làm thành một lâu đài nhỏ, có một cầu thang nhỏ để lên đỉnh lâu đài, thỏa mãn giấc mơ công chúa của trẻ nhỏ. Còn có một cầu trượt bên cạnh lâu đài, một chiếc ghế sofa nhỏ ở phía trước và một chiếc gương trang điểm tương đối ngắn nhưng siêu rộng. Trên bàn trang điểm có mấy dãy kệ trang sức, đủ loại nơ, chun buộc tóc, kẹp hoa. Túc Bảo chưa từng thấy qua phòng công chúa như vậy. Ngẩng đầu nghiêm túc hỏi, ông ngoại, đây thật sự là phòng của con sao? Mỗi lần Tô lão gia nghe thấy Túc Bảo gọi ông ngoại liền cảm thấy lòng mềm nhũn, cười nói, đương nhiên. Phòng công chúa này tuy không phải là lớn nhất, nhưng cũng không tệ lắm. Thích không? Tô Ý Thâm ở bên cạnh hỏi. Túc Bảo gật đầu thật mạnh, ngoan ngoãn nói, cảm ơn ông ngoại, cảm ơn cậu út. Ông ngoại Tô nhìn Túc Bảo, âm thầm thở dài. Cục sữa nhỏ vẫn là có chút thận trọng. Giống như một con thú nhỏ vừa mới tiến vào hoàn cảnh xa lạ, thận trọng sinh tồn. Khi nào họ mới có thể đợi được con bé cư xử như một đứa trẻ một cách vô tư nhất đây? Tô Ý Thâm sờ sờ đầu bé. Không có gì, Túc Bảo. Anh chị của con đi học về sẽ chơi với con được chứ? Túc Bảo nghi ngờ hỏi, các anh chị. Tô Ý Thâm, 3 anh trai, 1 chị gái, là con của cậu cả và cậu 2.
Trong gia đình nhà họ Tô, chỉ có anh cả Tô Nhất Trần và anh thứ hai Tô Tử Lâm đã kết hôn. Tô Nhất Trần có hai con trai, một đứa học lớp 3, còn đứa kia thì học lớp 1. Tô Tử Lâm có một trai một gái, bé trai thì học lớp 2, bé gái thì còn học lớp mẫu giáo. Tô Ý Thâm cảm thấy vì bọn chúng đều là những đứa trẻ nên chắc chắn sẽ có thể chơi cùng nhau. Tiểu Túc Bảo đã quá cô đơn trong Lâm gia, những người bạn nhỏ của bé chỉ có vẹt và thỏ nhỏ, con bé rất cần những đứa bạn cùng tuổi để lớn lên cùng nhau. Túc Bảo gật đầu, tuy rằng bé không nhiều lời, nhưng trong mắt vẫn lộ ra một tia chờ mong. Bé không có bạn bè, ba bé không cho phép bé ra ngoài chơi, ông bà của bé cũng không thích đưa bé đi dạo. Một lần, xuyên qua hàng rào, bé nhìn thấy bọn trẻ con cũng cặp sách đi học về, nắm tay nhau chạy nhảy vui vẻ, bé rất hâm mộ. Túc Bảo đột nhiên ngẩng đầu lên hỏi, cậu út, có thể cho Túc Bảo một ít cọ và giấy vẽ không ạ? Bé muốn tặng những món quà nhỏ cho anh chị em của mình. Chớp mắt, trời đã về chiều. Một chiếc ô tô dừng lại bên ngoài trang viên nhà họ Tô, một người phụ nữ ăn mặc sang trọng đội chiếc mũ kiểu Elizabeth dẫn một cô bé ra khỏi xe. Cô bé mặc một bộ váy Lolita bồng bềnh, ôm hai con búp bê tinh xảo trên tay, trên đầu cài những chiếc nơ cùng màu với váy, tinh xảo và xinh đẹp. Người phụ nữ cảnh cáo, Hạnh Hân, lát nữa gặp em gái, không biết con có muốn tặng búp bê cho em gái không? Hạnh Hân bĩu môi, không nói gì. Người phụ nữ nhíu mày, vừa rồi không phải con đã đồng ý rồi sao? Con không phải có hai con búp bê sao, đừng nháo. Hân Hân nghe đến đây lập tức mất bình tĩnh, con không. Con muốn cả hai. Con bé nói xong không quay đầu lại, chạy vào trang viên. Em cái gì mà em, Hạnh Hân không muốn đưa cho ai cả. Tất cả đồ chơi là của Hạnh Hân. Người phụ nữ bất đắc dĩ, cũng không thể làm gì được, quay đầu lại nói với cậu bé đang chập chững phía sau, Tô Tử Tích, nhanh lên, em gái đang đợi ở nhà. Ai ngờ Tô Tử Tích cũng bĩu môi, nói. Con cũng không muốn có thêm em gái. Cậu có một cô em gái đã rất phiền phức rồi, Hạnh Hân luôn giành lấy đồ của cậu, ném đồ chơi của cậu. Tô Tử Tích không muốn có thêm một em gái nữa. Sau khi nói xong, cậu cũng chạy nhanh vào nhà. Hạnh Hân chạy vào phòng đóng sầm cửa lại. Lúc này, đồng hồ của đeo tay của Hạnh Hân reo lên, trên đó hiện chữ, bà. Con chào bà ngoại, giọng điệu của Hạnh Hân vẫn có chút không vui. Người bà ở phía đối diện hỏi, ai đã chọc cho công chúa nhỏ của chúng ta không vui vậy? Hạnh Hân bĩu môi, nói, mẹ bảo con đưa búp bê cho em gái, nhưng con không muốn. Đầu bên kia điện thoại, bà lão đảo mắt hỏi, là em gái mới của con sao? Túc Bảo bị chính cha ruột của mình đánh. Tô lão gia cùng anh em nhà họ Tô đều chạy tới Nam. Thành, chuyện này đều đã đến tai bà. Hạnh Hân gật đầu nói, đúng ạ. Cô nhìn hai con búp bê trong tay không nỡ bỏ xuống. Cô cũng muốn tặng cho em gái, nhưng cả hai cô đều thích, tự dưng lại không muốn đưa cho em nữa. Nhưng bà ngoại bên kia điện thoại lại nói, Hạnh Hân, em gái mới về nhà, con không phải là tiểu công. Chúa duy nhất, sau này ông nội, chú, bác của con sẽ không đối xử tốt với mình con nữa. Hạnh Hân còn nhỏ, lập tức phản bác lại, bà ngoại, bà nói bậy. Bà ngoại nói bậy với con làm gì? Trước kia trong nhà chỉ có mình con, bây giờ lại thêm một đứa em gái, con bây giờ còn không phải. Cho con bé búp bê của mình sao? Bọn họ đều yêu thích em gái của con, sẽ không còn thương con nữa. Hạnh Hân bật khóc, vội vàng cúp điện thoại. Cô chộp lấy con búp bê và ném nó xuống đất. Không cho thì không cho, kể cả làm nát con búp bê cô cũng không cho. Ngoài cửa, Túc Bảo lấy hết dũng khí gõ cửa phòng Hạnh Hân. Hóa ra vừa rồi bé đợi rất lâu, cuối cùng cũng đợi được chị về, nhưng chị vừa về, liền trở về phòng. Túc Bảo muốn tặng quà cho chị gái, đó là bức tranh do bé tự vẽ, trên đó có cầu vồng rất đẹp, các bạn nhỏ nắm tay nhau chơi đùa. Chị, Túc Bảo do dự gọi một tiếng. Hạnh Hân thô bạo mở cửa, nếm con búp bê bị đập nát vào người bé, cút đi, mau cút đi. Túc Bảo yên lặng thu lại bức tranh trong tay. Ông Tô nén giận dậy bảo, Hạnh Hân, em gái tặng quà cho con là muốn làm bạn với con đẩy em ra là sai rồi. Hạnh Hân rất hay quấy khóc, hễ mẹ nói nặng lời một chút là khóc lóc ầm ĩ cả lên. Quả nhiên, Hạnh Hân lập tức òa khóc, dậm chân hét lớn, con không muốn. Túc Bảo lấy hết dũng khí đưa bức tranh cho Hạnh Hân. Chị đừng khóc, đây là quà của Túc Bảo. Hạnh Hân nhìn bức tranh trong tay, đẩy bé ra, ai muốn chứ, cút ra ngoài.
vợ của Tô Tử Lâm là Vệ Uyển nghe thấy động tĩnh, vội nói, Hạnh Hân, đừng nháo. Nói xong, cô quay sang nói, ba, Hạnh Hân còn nhỏ. Ông cụ Tô khiển trách, còn nhỏ mới phải dạy, câu này ba đã nói không dưới một lần rồi. Thế mà con xem con dạy con như thế nào, còn nhỏ đã kiêu ngạo như vậy, lớn lên làm sao tồn tại được trong cái xã hội này. Vệ Uyển cúi đầu, con biết rồi thưa ba. Tô lão ra tức giận dẫn Túc Bảo đi. Thấy ông nội phớt lờ bỏ đi, Hạnh Hân càng khóc dữ hơn, chạy vào phòng, đưa tay hất mọi thứ trên bàn xuống đất. Trong lòng Vệ Uyển cũng rất khó chịu, cảm thấy lão nhân gia nói năng quá nặng lời. Con mình tự mình dạy được, hà cớ gì phải để người khác dạy. Cho dù đây là ông nội của đứa trẻ cũng không được. Mặc dù Tô lão gia và Tô phu nhân rất tôn trọng Vệ Uyển, họ hầu như không can thiệp vào việc nhà của cô. Ngày thường Vệ Uyển cũng rất hiếu thảo với họ, bưng trà rót nước, lễ lạt còn dành thời gian mua quà, chắc cũng khó có người con dâu nào tốt hơn cô. Cô có quan niệm về vấn đề con cái, trai nghèo gái giàu, quan niệm của cô có gì sai? Hạnh Hân là cháu gái nhỏ của nhà họ Tô, sau này không cần làm gì cũng có thể sống tốt, tuổi còn trẻ như vậy tại sao phải học cách tồn tại trong xã hội, nếu có thể sống một cuộc sống hạnh phúc không phải tốt hơn sao? Vệ Uyển bước vào phòng, thuận miệng dỗ dành Hạnh Hân. Được rồi, Hân Hân, bảo bối, đừng khóc. Hân Hân càng khóc to hơn, không cho, không cho. Vệ Uyển, được, được. Ông cụ Tô đưa Túc Bảo trở về phòng, con vẹt nhìn thấy Túc Bảo quay lại, nó đập cánh muốn bay qua nhưng lại bị sợi dây ở chân giữ lại. Túc Bảo an ủi, tiểu ngũ, ngoan, chờ cậu làm xong một gian phòng cho em, chị sẽ cho em ra ngoài. Vì phòng của Túc Bảo khi bé nhập viện đã được trang bị đầy đủ đồ đạc nên các cậu không biết bé còn nuôi một con vẹt. Không có căn phòng được trang bị đặc biệt cho động vật có thể gây tử vong cho vẹt, ví dụ như tiểu ngũ đã quen với cuộc sống hoang dã, nếu bị nhốt trong nhà sẽ đâm vào kính. Vì vậy, tiểu ngũ tạm thời bị buộc lại trong phòng của Túc Bảo, đợi nó quen với mọi thứ sẽ được thả ra. Thấy cục sữa nhỏ nhỏ giọng an ủi con vẹt, Tô lão gia cảm thấy rất đau lòng. Đứa nhỏ chắc buồn lắm. Túc Bảo, chị của con vẫn luôn như vậy, tính tình không tốt, con đừng buồn. Tiểu Túc Bảo cười nói, không có chuyện gì, ông ngoại. Nhìn thấy biểu cảm Tô lão gia phức tạp, Túc Bảo lần lượt an ủi, thực sự không sao đâu ông ngoại, Túc Bảo cũng không thích đưa đồ của mình cho người khác mà. Túc Bảo không biết tại sao người lớn bắt con cháu mình nhất định phải biết lễ phép, có lẽ người lớn nghĩ thế là lịch sự, nhưng con cháu họ thì không nghĩ vậy. Cái gì của mình là của mình. Tại sao phải cho người khác cái mình thích để tỏ ra lịch sự chứ? Ông cụ Tô sửng sốt, Túc Bảo còn quá nhỏ, nhưng con bé lại dường như biết mọi thứ. Tô lão nhân gia càng thêm buồn bực, vẻ mặt ôn nhu sờ sờ đầu của bé, nói, Túc Bảo, những bức tranh này đều là con vẽ. Nhắc tới bức tranh, khuôn mặt nhỏ nhắn của Túc Bảo lập tức trở nên nghiêm túc, gật đầu nói, vâng, vâng, Túc Bảo rất thích vẽ, Túc Bảo từng ở nhà ba ba vẽ rất nhiều tranh. Nhưng rất nhiều bức đều bị dì xé nát, có bức dì giấu vào trong sách, lúc đi lại quên mang theo. Ông Tô chỉ vào một trong những bức tranh, hỏi, đây là gì? Túc Bảo lập tức biến thành một bình luận viên nhỏ, vui vẻ giới thiệu, đây là hai đứa trẻ đang đi chơi trong khu rừng lạ. Ông ơi, nhìn kìa, có một dây leo hoa ở đây. Đây là một chiếc vòng cổ do cô Xuân làm. Đây là cục đá vỡ thành hai mảnh khi nó lăn xuống núi. Cỏ ba lá mọc ra từ vết nứt, đó là chú chó Lucky. Hãy nhìn cô hoa hoa này, cô ấy đang hết cắm và nói, hừm, không ai trong số các bạn đẹp bằng tôi, cô ấy là hoa hoa rất tự tin. Theo lời giới thiệu của Túc Bảo, tiểu ngũ dần trở nên im lặng, thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn vào bức tranh của Túc Bảo. Ông Tô rất ngạc nhiên khi thấy mình dường như đang ở trong thế giới hoạt hình của Hayao Miyazaki. Những bức tranh của Túc Bảo có màu sắc rực rỡ. Mỗi bông hoa và mỗi viên đá đều có sự sống của chúng. Tô lão gia không nhịn được ghi âm lại những lời giới thiệu về bức tranh của Túc Bảo và gửi nó cho một người bạn cũ. Người bạn cũ đó là một nhân vật kỳ cựu trong lĩnh vực hội họa, điều mà ông Tô nghĩ là Túc Bảo thích vẽ tranh như vậy, ông muốn thử xem cháu mình có thể lọt vào mắt xanh của đối phương hay không, để đối phương có thể nhận Túc Bảo làm đồ đệ của mình. Khi ông ngoại và cháu gái đang vui vẻ xem tranh, dưới lầu có động tĩnh, người hầu đi lên nói, ông chủ, lão phu nhân đã về. Ông Tô nắm tay Túc Bảo nói, đi thôi, bà ngoại đã trở lại rồi. Dưới lầu, Tô Tử Lâm đẩy xe lăn, ngồi ở trên xe lăn, Tô phu nhân run giọng nói, Túc Bảo đâu?
Bà nói xong ngẩng đầu lên thì thấy một đứa bé trắng như sữa được Tô lão gia dẫn xuống cầu thang. Tô phu nhân nhất thời như bị ai đó bóp nghẹt, bà không thể thốt ra một tiếng nào, nhưng hai mắt lại rừng rưng, không kìm được nước mắt, từng giọt lặng lẽ rơi xuống. Đây là con của Ngọc Nhi, con bé giống Ngọc Nhi như đúc, nhưng Ngọc Nhi của bà sẽ không bao giờ quay lại nữa. Túc Bảo, Tô phu nhân nghẹn ngào nức nở. Túc Bảo thoát khỏi tay Tô lão gia, chạy đến bên cạnh bà Tô kêu một tiếng, bà ngoại. Bé do dự một chút, sau đó vươn bàn tay nhỏ bé ra, gắt gao nắm lấy tay Tô lão phu nhân. Túc Bảo hứa với mẹ sẽ chăm sóc bà ngoại thật tốt, sẽ hiểu thảo với bà. Vậy nên, cô bé chắc chắn sẽ cố gắng làm thật tốt. Nghe tiếng bà ngoại, Tô phu nhân ôm Túc Bảo vào lòng mà rưng rưng nước mắt. Túc Bảo bé bỏng của bà. Bà cụ khóc lóc thảm thiết. Túc Bảo không biết nên an ủi bà ngoại như thế nào, vươn tay nhẹ nhàng vỗ lưng bà Tô, đừng khóc mà, bà nội, ngoan đừng khóc. Trên lầu, Vệ Uyển dỗ trái dỗ phải, cuối cùng cũng dỗ được Hạnh Hân ra khỏi cửa, nhưng cô lại nhìn thấy bà Tô và Túc Bảo đang ôm nhau khóc dưới lầu. Tô lão gia thấp giọng nói, được rồi, đừng khóc nữa. Tô Tử Lâm trầm mặc bận trước bận sau, vừa cầm khăn giấy vừa bưng nước. Hạnh Hân ôm búp bê lại nổi giận. Tại sao bà của cô biến thành thế này? Con nhóc giật đồ chơi của cô, thậm chí cả ông bà của cô cũng bị con nhóc đó cướp mất. Hạnh Hân mất bình tĩnh, quay đầu chạy lên lầu, nhưng khi đi ngang qua phòng của Túc Bảo, liền nghe thấy tiếng lạch cạch. Tội nghiệp ha ha, ya sa sa, Harry Potter cưỡi chổi kêu quạc quạc. Hạnh Hân nhất thời bị hấp dẫn, đẩy ra cửa phòng Túc Bảo, chỉ thấy trên giá treo có một con chim xanh. Mắt Hạnh Hân sáng lên. Cô bé lập tức chạy vào trong phòng Túc Bảo. Thấy Hạnh Hân chạy đến phòng Túc Bảo, Vệ Uyển vội vàng chạy theo, nhỏ giọng dỗ dành, ra ngoài đi con, đây là phòng của em con. Tiểu Ngũ đập cánh sợ hãi khi thấy Hạnh Hân chạy đến, con nhóc đang đến. Giúp tôi với, giúp tôi với. Vệ Uyển nghe thấy điều này thì cau mày. Con vẹt này ngày thường dậy thế nào vậy? Làm sao nó có thể nói rằng Hân Hân là một con nhóc trước mặt Hân Hân chứ? Vô giáo dục. Vệ Uyển nắm lấy tay Hạnh Hân mau xuống lầu đi, bà con đang chờ ở dưới lầu. Hạnh Hân thoát ra khỏi Vệ Uyển, bướng bỉnh nói, không. Con muốn con vẹt này. Vệ Uyển bất đắc dĩ không biết làm thế nào với cô bé, chỉ có thể tận lực dỗ dành, đây là con vẹt của em gái con. Nếu Hân Hân thích, mẹ sẽ mua cho con một con khác được không? Hạnh Hân dậm chân, không, không, con muốn con này cơ. Khi đang nói, cô bé đã trèo lên ghế. Giơ tay tóm lấy Tiểu Ngũ. Tiểu Ngũ sợ hãi, cố gắng hết sức để bay đi, nhưng Hạnh Hân đã kéo chiếc dây buộc ở chân của nó, rồi tóm lấy cổ của Tiểu Ngũ. Hạnh Hân trong mắt tràn đầy hưng phấn, lập tức bắt được Tiểu Ngũ, ôm chặt lấy nó, ra lệnh, đừng nhúc nhích. Có tin hay không tao giết mày. Tiểu Ngũ rất sợ người lạ, hai ngày qua cuối cùng nó mới có thể chấp nhận được các cậu của Túc Bảo, hiện tại trong mắt Tiểu Ngũ tràn đầy hoảng sợ. Nó há to cổ họng. Kêu lên, cứu, cứu, chim hầm. Túc Bảo ở tầng dưới đột nhiên từ trong vòng tay của Tô phu nhân đứng dậy, mọi người chỉ nghe thấy con vẹt kêu quạc quạc trên lầu. Túc Bảo không nói một lời chạy lên lầu, ông cụ Tô phản ứng lại trước tiên, tức giận của trách Tô Tử Lâm, lại là Hạnh Hân, bảo con dành nhiều thời gian hơn cho việc giáo dục trẻ thì con không làm. Tô Tử Lâm mờ mịt lo lắng đỏ bừng mặt, không thốt lên được lời nào, mọi người vội vàng đi theo lên lầu. Hạnh Hân đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không thể điều khiển được con vẹt, nó cứ nhảy nhót mãi, móng vuốt cào vào cánh tay cô bé. Cô bé tức giận, nắm lấy con vẹt và ném nó lên bàn, tức giận nói, mày không nghe lời. Đánh mày, đánh mày. Con vẹt hét lên liên tục. Lúc Túc Bảo đi vào nhìn thấy một màn này, khuôn mặt tức giận đến đỏ bừng, giống như một con sói nhỏ lao về phía trước nói, tại sao chị lại đánh Tiểu Ngũ? Chị không thể đánh Tiểu Ngũ. Hạnh Hân ngay từ nhỏ đã mắc bệnh công chúa, và cũng chưa có ai từng nói với cô bé rằng cô không thể làm điều đó. Thấy Túc Bảo tiến đến giật con vẹt, cô bé cảm thấy đồ đạc của mình bị cướp, thô bạo đẩy Túc Bảo ra, hét lớn, là của tôi. Con vẹt bị cô kẹp cổ, cầm trong tay, lè lưỡi ra. Túc Bảo lo lắng đến mức dùng tay đẩy lùi Hạnh Hân ra, hai đứa trẻ lập tức lao vào đánh nhau. Con vẹt thoát khỏi tay Hạnh Hân, hoảng sợ bay loạn xạ, lông bay đầy trời. Mọi người không ngờ rằng Túc Bảo luôn ngoan ngoãn nghe lời lại đột nhiên bùng nổ, khi họ nhận ra thì hai đứa trẻ đã vật lộn với nhau, vội vàng xông lên tách hai đứa nhỏ ra.
Đừng đánh nữa, đừng đánh. Hạnh Hân vừa đánh vừa khóc, Túc Bảo nước mắt lưng tròng nhưng vẫn ngoan cố im lặng, sợi dây màu đỏ trong tay cô phát ra ánh sáng đỏ mờ. Hạnh Hân chưa từng bị đánh bao giờ, dù là ở trường mẫu giáo hay ở nhà, họ đều dỗ dành, chiều chuộng cô. Vì để có được thứ mình muốn, đừng nói là đánh đập, thậm chí những lời cay nghiệt cũng không thể nghe Hạnh Hân đều có thể làm, lúc này cô cảm thấy như trời sập xuống, ngồi dưới đất khóc toáng lên suýt chút nữa làm sập mái nhà. Tô Tử Hy, Tô Tử Chiến và Tô Tử Du vừa mới trở về, tất cả đều sững sờ. Vệ Uyển vừa lo vừa giận, theo bản năng khiển trách, làm sao con có thể đánh người? Con không muốn cho chị gái mình con vẹt, con có thể nói, tại sao con lại đánh người? Nói rồi nhanh chóng ôm Hạnh Hân vào lòng dỗ dành. Túc Bảo nước mắt lưng tròng, mím chặt cái miệng nhỏ nhắn, nắm chặt nắm tay nhỏ nói, là chị đánh con trước mà. Vệ Uyển tức giận mắng, chị con đánh con là con có thể đánh lại sao? Trẻ con phải biết khiêm tốn lễ phép. Đủ rồi. Tô lão gia giận dữ hét lên cắt ngang lời Vệ Uyển. Khi cô dạy người khác, trước tiên cô cũng phải biết khiêm tốn và lễ độ đi đã. Hãy nhìn Hạnh Hân đi, con bé có biết khiêm tốn và lễ phép không? Hôm nay con bé là người giật con vẹt của Túc Bảo, lại còn đánh người trước, nhưng cô lại chỉ trích Túc Bảo. Vệ Uyển dừng lại, mặc dù không nói nữa, nhưng trong lòng vẫn bất bình. Cô thật sự cảm thấy không công bằng. Hạnh Hân của cô còn nhỏ như vậy, cô còn không nỡ nặng lời, bây giờ bị đánh thế này, người mẹ nào có thể yên lòng. Vả lại, đánh người là sai, Hạnh Hân chỉ vừa đẩy Túc Bảo ra, Hạnh Hân lại chưa đánh ai bao giờ, sao có thể đánh người được. Vệ Uyển nhìn Tô phu nhân vội vàng đẩy xe lăn để quan tâm Túc Bảo, chẳng nhìn đến Hạnh Hân một cái. Vệ Uyển cảm thấy lạnh tâm, Hạnh Hân cũng là cháu gái của bà mà tại sao bà không an ủi Hạnh Hân sẽ buồn như thế nào chứ? Vệ Uyển đau lòng ôm Hạnh Hân nói, Hân Nhi, mẹ ôm con. Sau đó Vệ Uyển ôm Hạnh Hân không nói lời nào rời đi, Tô lão gia tức giận khiển trách, tôi không có quyền nói con bé à? Chẳng lẽ cô ngay cả vấn đề này cũng không phân biệt được sao? Tô Tử Lâm nhịn hồi lâu mới nói. Ba đừng tức giận, Vệ Uyển đối với vấn đề của trẻ con có hơi nhạy cảm một chút. Không nói không sao, nhưng Tô lão gia nói xong lại càng tức giận, nhưng ông cố trấn tĩnh lại vội vàng đi lên kiểm tra Túc Bảo. Túc Bảo, con có sao không? Túc Bảo ôm lấy Tiểu Ngũ lắc đầu, nhưng nước mắt lưng tròng, im lặng không nói. Tô lão phu nhân đau lòng đến rơi nước mắt, vừa ôm bé vừa vỗ về. Đừng khóc. Túc Bảo của chúng ta không khóc. Túc Bảo mím môi, nghẹn ngào nói. Chị Hạnh Hân đánh Tiểu Ngũ trước. Cô bé không muốn khiêm tốn nhã nhặn, bé cũng là một đứa trẻ, tại sao chị lại có thể đánh người còn bé ại phải học cách khiêm tốn, lễ phép. Bé chỉ cảm thấy vô cùng tủi thân, lúc trước bị đánh bị mắng không khóc, bây giờ được Tô phu nhân ôm vào lòng, được Tô lão gia an ủi, không biết vì sao lại không cầm được nước mắt. Túc Bảo đột nhiên bật khóc, giống như trút hết những oan ức những năm này. Khóc đến không ngừng được. Ba cái đầu củ cải nhỏ đang đứng xem ở cửa lập tức thu người lại, lẳng lặng chạy về phòng. Chắc chắn, tất cả các em gái đều thích khóc, nó làm họ khó chịu. Họ không muốn một người em như vậy. Trong phòng của Hạnh Hân, Vệ Uyển nhìn thấy cánh tay của cô con gái quý giá của mình bị chảy xước, thì rất tức giận. Lúc này Tô Tử Lâm bước vào và nói. Con làm sao vậy, tại sao không xin lỗi Túc Bảo? Vệ Uyển ngay lập tức bùng nổ. Ném chiếc khăn ướt xuống đất nói, Tô Tử Lâm, có ai làm bố như anh không? Hân Hân nhà chúng ta bị bắt nạt, anh nhìn xem, trên tay con bé bầm tím, đầy vết xước. Tô Tử Lâm chế nhạo, nếu con bé không lấy đồ của người khác, có thể bị người khác đánh sao? Hạnh Hân nghe vậy lại càng khóc to hơn. Tô Tử Lâm trầm mặc không nhiều lời nữa, nghe được tiếng khóc, bực bội xoay người rời đi. Tô Tử Lâm và Vệ Uyển luôn có mối quan hệ không tốt. Ban đầu Vệ Uyển âm mưu tính kế Tô Tử Lâm, sau khi hai người quan hệ, Vệ Uyển lại mang thai, mặc dù anh không có cảm giác với Vệ Uyển, nhưng anh vẫn phải chịu trách nhiệm. Chỉ đến khi Hạnh Hân được sinh ra, Tô Tử Lâm mới biết rằng Vệ Uyển đã tính kế anh không nghĩ ngợi gì mà đệ đơn ly hôn lên tòa ngay lúc đó. Nhưng Vệ Uyển không chịu, mẹ Vệ Uyển cứ thuyết phục anh vì hai đứa con mà suy nghĩ lại, nên việc này cứ trì hoãn đến tận bây giờ. Lúc này Vệ Uyển chỉ cảm thấy uất ức. Cô ta đã làm sai cái gì? Bảo vệ con gái mình là sai sao? Trong phòng Túc Bảo, Tiểu Ngũ cuộn mình trong vòng tay của Túc Bảo thì co ro trong vòng tay của bà cụ Tô. Con vẹt vừa mới suýt chút nữa bị bóp chết, phản ứng có chút căng thẳng, Túc Bảo cũng rất đau lòng,
bé đã không bảo vệ tốt cho Tiểu Ngũ. Thấy Túc Bảo dần bình tĩnh lại, bà Tô nói, Túc Bảo đã khá hơn chưa? Chuyện này quả thật là chị Hạnh Hân đã sai, Túc Bảo không sai. Ông Tô cũng nói, đúng, Túc Bảo giỏi lắm, là một đứa trẻ rất hiểu chuyện. Bà Tô nói tiếp, Túc Bảo là đứa cháu ngoan của bà ngoại. Hai người lớn tuổi, ông một câu, tôi một câu, khen lấy khen để. Đây là lần đầu tiên Túc Bảo được khen như vậy, xấu hổ nắm lấy cánh của Tiểu Ngũ, nói, ông bà ngoại cũng là đứa bé ngoan. Hai lão già sửng sốt, rồi bật cười. Tô Nhất Trần vừa mới họp trong phòng làm việc, bây giờ mới ra ngoài để tìm hiểu về cuộc chiến giữa Túc Bảo và Hạnh Hân, không thể không cau mày. Anh đứng ở cửa nhìn Túc Bảo không nói lời nào, trong lòng có chút đau. Nhìn thấy Tô Tử Lâm đến gần, anh trầm giọng nói, lão nhị, chuyện này chú phải mau chóng giải quyết đi. Khi Vệ Uyển mới gả đến, tuy hai người không có quan hệ sâu sắc nhưng cũng đã có với nhau một đứa con trai là Tô Tử Hy, vì vậy vẫn được coi là ổn. Nhà họ Tô không biết sự thật cho đến khi Hạnh Hân được sinh ra, Tô Tử Lâm muốn ly hôn nhưng nhà họ Vệ không chịu. Vì sự mất tích của cô em gái Tô Cẩm Ngọc, mọi người cố gắng hết sức để tìm kiếm cô ấy, nên sự việc này đã kéo dài cho đến tận bây giờ. Tô Tử Lâm nghẹn ngào nói, em biết, nhưng bây giờ hai đứa trẻ đã lớn như vậy, em lo lắng rằng việc ly hôn sẽ ảnh hưởng đến chúng. Bất kể như thế nào, chúng vẫn là con ruột của mình, mặc dù không hợp nhau lắm nhưng vẫn không thể buông tay. Tô Nhất Trần gật đầu, mỗi gia đình đều có những nỗi khổ riêng, anh cũng không thể đưa ra quyết định cho cuộc sống của Tô Tử Lâm. Anh nói, chú tự lo đi. Hai người nhìn sang phòng của Túc Bảo, cô bé đã không còn khóc nữa, đang cùng Tô lão phu nhân thảo luận đặt tên của mình. Bé nói, mẹ nói rằng kê là một loại kê, sau khi bóc vỏ được gọi là kê. Kê có khả năng chịu hạn và dễ thích nghi, vì vậy mẹ đặt tên cho Túc Bảo là Túc Bảo. Âm thanh non nớt của trẻ con, nhưng trên mặt lại tràn đầy nghiêm túc, tựa hồ nói lại nguyên văn lời mẹ nói. Tô lão phu nhân chóp mũi chua xót, bà gật đầu nói, tên của Túc Bảo rất hay. Mẹ họ Tô tên Tô Cẩm Ngọc, Túc Bảo cũng họ Tô, được không? Túc Bảo vui vẻ gật đầu. Cha, họ của bé là họ Tô, giống với họ của mẹ. Tô lão ra cười nói, Tô có cái gì hay nhỉ? Túc Bảo giơ lên hai tay nhỏ bé, vội vàng đáp, Tô Tiểu Bảo. Mọi người không nhịn được cười. Tô Nhất Trần bước vào nói, gọi là Tô Tô đi. Bà cụ Tô lắc đầu, không ổn, nghe giống như, chú, vậy. Tô Trung tiếng Trung là sư, nghe giống chữ chú. Họ quyết định tổ chức một cuộc họp gia đình. Bà cụ Tô lại hỏi, Túc Bảo năm nay 3 tuổi rưỡi phải không? Túc Bảo suy nghĩ một chút, phải không? Mẹ nói Túc Bảo ra đời vào ngày đàn áp 315. Ở Trung Quốc 315 là ngày 15 tháng 3, ngày chống hàng giả hàng lậu trên toàn quốc. Mọi người dừng lại, 315 là một tuần sau. Một tuần sau, Túc Bảo sẽ tròn 4 tuổi. Bà cụ Tô nói, thật tuyệt, vừa vặn, chúng ta sẽ tổ chức sinh nhật cho Túc Bảo và mua cho Túc Bảo một chiếc bánh kem siêu to, được không? Sau đó Túc Bảo có thể dùng chiếc bánh đó để ước một điều ước. Ánh mắt Túc Bảo sáng lên, vui vẻ nói, có thật không ạ? Bé sắp có một chiếc bánh kem lớn, trước đây bé chưa bao giờ có. Thấy dáng vẻ hạnh phúc của cô bé, bà cụ Tô không khỏi tò mò, trước kia Túc Bảo đón sinh nhật cùng ai? Túc Bảo lắc đầu. Túc Bảo không có sinh nhật, ba nói không có thời gian, dì nói lúc mang thai nhìn thấy bánh kem sẽ nôn. Bé cố gắng cẩn thận nói với ông bà rằng bé chỉ muốn một chiếc bánh nhỏ thôi cũng được. Không biết cuối cùng ông bà sẽ cho bé loại bánh như thế nào. Vì vậy, bây giờ, Túc Bảo đang tràn đầy mong đợi với sinh nhật của mình. Có bé là có thể ước, bé đã từng nhìn thấy dì ước, bây giờ bé cũng được ước. Khi đó, bé có thể ước một điều. Hy vọng mẹ sẽ sống hạnh phúc cùng mây, mặt trăng và mặt trời, hy vọng ông và bà sẽ sống lâu trăm tuổi và được hạnh phúc. Nhìn thấy bé con vui vẻ, mọi người đều yên tâm. Mọi người trở lại trong bữa tối, sau 4 năm đây là lần đầu tiên nhà họ Tô náo nhiệt như vậy. Trên bàn ăn tối, ông cụ Tô đề cập đến việc đặt tên cho Túc Bảo, mọi người đều vắt óc suy nghĩ. Vệ Uyển im lặng, trong lòng càng cảm thấy không vui. Túc Bảo vừa mới đánh Hạnh Hân. Tại sao bọn họ không thèm để ý đến Hạnh Hân chứ? Bây giờ họ lại đang thảo luận về tên của Túc Bảo một cách phấn khởi như vậy, họ đã bao giờ nghĩ đến cảm nhận của Hạnh Hân chưa? Chắc chắn, Hạnh Hân thấy rằng sự chú ý của mọi người đều đổ dồn vào Túc Bảo, thì con bé sẽ lại trở nên không vui. Cô ta gắt gao lườm Túc Bảo.
Hân hân, đây là món thịt cua mà con thích. Vệ Uyển cảm thấy oan ức thay con gái mình. Hạnh Hân nhìn Túc Bảo chằm chằm, cô bé không muốn Túc Bảo ăn cùng bàn với cô, bàn này là của cô, nhà này là của cô, sao con nhóc kia lại ở đây được. Túc Bảo vẫn còn tức giận về chuyện của Tiểu Ngũ nên bé cảm thấy chị Hạnh Hân thật vô lý, bé chu mỏ quay đầu đi chỗ khác. Bạn phớt lờ tôi, thì tôi phớt lờ bạn. Thấy Túc Bảo phớt lờ mình, Hạnh Hân nổi giận, ném mạnh chiếc muỗng nhỏ xuống đất, bật khóc. Tô Tử Hy, Tô Tử Chiến, Tô Tử Du, ba đứa nhỏ đồng thời trợn tròn mắt. Lại nữa? Vệ Uyển vội vàng hỏi, Hạnh Hân làm sao vậy? Sao đột nhiên lại khóc? Hạnh Hân giật lấy bát, hất thức ăn trong đó lên, khóc không ngừng, mọi người đều mặc kệ con. Vệ Uyển đau lòng, cô nhìn thẳng vào mọi người. Mấy người có thấy không? Tất cả là lỗi của mấy người. Mọi người không ngừng bàn tán về cái tên Túc Bảo, điều này khiến trái tim non nớt của Hạnh Hân bị tổn thương. Vệ Uyển nói, ngoan, mẹ ở đây, mẹ thương Hạnh Hân. Nhưng Hạnh Hân không thuận theo mà ném chiếc đũa vào giữa bàn, vừa khóc vừa hét, con không cần. Con không muốn nó ngồi chung bàn ăn với con không muốn có em gái. Tô lão gia nén giận, lạnh lùng nói, không muốn ăn thì đi xuống. Ai dạy con ném bát đũa lên bàn như thế hả? Thấy ông nội hung dữ như vậy, Hạnh Hân càng khóc dữ dội hơn, cô dùng một chân đá mạnh xuống chân bàn, con không muốn, con không muốn. Mặc kệ người khác nói gì, cô chỉ nói ba chữ, con không muốn. Mọi người, Tô Tử Lâm không nói lời nào, ôm Hạnh Hân muốn rời đi, nhưng ai biết Hạnh Hàn lăn lộn một vòng, làm hắn tức giận đến mức trực tiếp túm lấy quần áo của Hạnh Hân sau lưng, kéo cô lên lầu. Vệ Uyển vội vàng hỏi, Tô Tử Lâm, anh đang làm gì vậy? Túc Bảo sợ đến nỗi thịt trong tay rơi xuống, lo lắng nói, cậu hai, đừng đánh chị Hạnh Hân. Bé cũng từng bị ba kéo đi như vậy. Nghĩ đến vẻ mặt hung ác của ba, Túc Bảo đột nhiên cảm thấy chị Hạnh Hân cũng hơi đáng thương. Tô Tử Lâm sững sờ, vô thức buông Hạnh Hân ra. Vệ Uyển nhanh chóng ôm Hạnh Hân đang sợ hãi vào lòng, lườm Tô Tử Lâm với đôi mắt đẫm lệ và đi lên lầu. Cô cảm thấy tất cả mọi người đều quá đáng, có cần phải đối xử với một đứa trẻ như vậy không? Họ không nhìn thấy sao? Trên cổ tay Hạnh Hân còn có vết thương, mắt cũng bầm tím, tại sao lại có thể đối xử với Hạnh Hân như vậy? Vệ Uyển cảm thấy tim mình như sắp vỡ ra. Vệ Uyển ôm Hân Hân đang khóc vào lòng, cô cũng không ngừng chảy nước mắt. Cô cảm thấy thật lạnh tâm, 5-6 năm quan hệ vợ chồng cũng không thể sưởi ấm trái tim của Tôn Tử Lâm. Lúc này, bà của Hạnh Hân lại gọi video tới, thấy cả con gái và cháu gái đều khóc, vội hỏi, sao vậy? Vệ Uyển vừa khóc vừa kể lại sự việc. Bà ngoại Hạnh Hân ở đằng kia rất tức giận, con xem, mẹ đã nói mà. Trước đây, khi nhà họ Tô chỉ có Hạnh Hân, bất kể thế nào cũng sẽ đối xử với con bé như công chúa. Bây giờ con nhóc kia vừa đến, họ sẽ không cưng chiều Hạnh Hân nữa. Hạnh Hân ở một bên nghe thấy lời này, lại nghĩ đến đây là lần đầu tiên mình bị đánh, mà các chú, ông bà nội, cũng không tới dỗ dành mình. Trong phút chốc, cô bé còn khóc lợi hại hơn. Vệ Uyển cáu kỉnh nói, mẹ đừng nói nữa. Bà ngoại Hạnh Hân trừng mắt, tại sao mẹ không thể nói? Mẹ có nói sai sao? Mẹ cho rằng một đứa trẻ được sinh ra trong dòng dõi trực hệ phải tốt hơn một đứa trẻ mang họ ngoài. Vệ Uyển nói, Túc Bảo cũng sẽ mang họ Tô. Bà ngoại Hạnh Hân lắc đầu liên tục, xong rồi, Hạnh Hân nhà chúng ta sau này sẽ không thể tiến xa hơn được nữa. Cái đứa con hoang Túc Bảo đó không dễ chọc chút nào, con có hiểu không? Khi nha đầu kia ở Nam Thành, nó đã đẩy mẹ kế của mình xuống lầu đến sảy thai. Túc Bảo phạm sai lầm, nhưng lại làm cho nhà họ Lâm phá sản. Vệ Uyển nhíu mày hỏi, mẹ kế kia không phải tự mình làm sảy thai để hãm hại Túc Bảo sao? Bà ngoại Hạnh Hân nói, chờ chút, mẹ sẽ gửi cho con video tin tức nóng hổi. Một lúc sau, Vệ Uyển nhận được một video. Trong video, một người tố giác đã bị thay đổi giọng nói tự xưng bạn tốt của Mục Thấm Tâm. Đồng thời thông báo rằng Mục Thâm Tâm đã bị sảy thai và bị bệnh nặng. Ngoài ra còn có một đoạn video ngắn quay cảnh vệ sĩ mặc đồ đen ném Lâm Lão Gia và Lâm Phong ra khỏi biệt thự nhà họ Lâm, và một đoạn video nhỏ cảnh Tô Dĩnh Nhạc đè Lâm Phong lại rồi đập mạnh anh ta vào tường. Tất nhiên, trong những đoạn video nhỏ này, người nhà họ Tô đều được làm mờ, nhưng Túc Bảo lại không được làm mờ. Bà ngoại Hạnh Hân tiếp tục, con xem chưa? Hai lần thông báo bệnh hiểm nghèo, hai lần băng huyết. Mẹ kế nào lại ghét một đứa trẻ đến mức chấp nhận hy sinh đứa con trong bụng chỉ để hãm hại nó. Cô ta hai lần băng huyết,
bệnh nặng, ai lại nỡ lấy mạng mình ra làm trò cười. Cho nên Hạnh Hân nhà chúng ta sao có thể coi là hống hách, chân chính hống hách là đứa nhỏ kia mới đúng. Nó tuổi còn nhỏ mà đã có mưu kế như thế rồi. Hôm nay nó đánh Hạnh Hân, nhưng nhà họ Tô lại chẳng có ai chịu dỗ dành Hạnh Hân. Điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là nó làm mờ mắt hai ông bà Tô rồi. Mẹ không thể tưởng tượng sau này sẽ còn xảy ra chuyện gì nữa. Thật đúng là một tiểu bại hoại. Vệ Uyển xem hết video mà cảm thấy rất ghê tởm. Một đứa trẻ như vậy lại thực sự được nhà họ Tô nhặt về. Có vẻ như sau này chúng ta vẫn nên cẩn thận hơn về nó. Vệ Uyển nói. Cuộc nói chuyện giữa hai mẹ con không chút ngại ngùng, Hạnh Hân nghe hết. Túc Bảo giết chết em trai trong bụng mẹ kế, Túc Bảo lắm mưu mô. Túc Bảo là một đứa bé hư, những lời này Hạnh Hân đều nhớ kỹ. Tin nóng của Mục Thấm Tâm đã rất khéo léo khi không đưa lên các phương tiện truyền thông lớn mà lan truyền nó dưới hình thức ngồi lê đôi mách qua các trang nhỏ. Chỉ trong một tuần, tin Túc Bảo khiến mẹ kế sảy thai suýt chết đã lan truyền trong nhiều nhóm phụ nữ, người nổi tiếng. Tám người con trai của nhà họ Tô đều là đàn ông, không ai lại đi chơi với một nhóm buôn chuyện nhàm chán như vậy, nên nhất thời không để ý. Cho đến sinh nhật Túc Bảo. Để biện minh cho tên tuổi của Túc Bảo và để mọi người biết Túc Bảo là con gái của nhà họ Tô, thiệp mời dự tiệc sinh nhật của Túc Bảo đã được gửi đi từ rất sớm, mời rất nhiều người trong giới nổi tiếng. Ngày nay, tủ đồ của Túc Bảo ngập tràn váy công chúa, nào là váy Lolita, váy xòe, váy bánh bèo. Từ đỏ, vàng, hồng, xanh dịu dàng đủ loại, rực rỡ như cầu vồng. Túc Bảo, đến, chọn một cái đi. Tô lão phu nhân ân cần vuốt ve cái đầu nhỏ của bé. Nhìn đôi mắt long lanh của bé, nỗi ân hận và đau đớn trong lòng bà dần được bù đắp. Túc Bảo ngước mắt lên hỏi, tất cả là của con ạ? Tô lão phu nhân gật đầu, ừ, tất cả đều là của Túc Bảo. Túc Bảo do dự một chút, đến gần bà cụ Tô, thơm nhẹ lên má, cảm ơn bà ngoại. Cuối cùng, Túc Bảo chọn một bộ váy công chúa kiểu Lolita màu hồng tím, tết tóc nhẹ nhàng hai bên, trên đó còn có hai cái kẹp nơ màu hồng. Sau đó, dọc theo vòng cung trên đỉnh đầu, ngẫu nhiên rải rác một vài chiếc băng đô nơ nhỏ bằng gen, cục sữa nhỏ dễ thương giống như tinh linh nhỏ bước ra từ thế giới cổ tích. Tô phu nhân sửng sốt, lẩm bẩm nói, Túc Bảo thật xinh đẹp. Túc Bảo nghiêng đầu cười, giơ ngón tay nhỏ xíu lên gõ vào mũi của bà cụ Tô, đắc ý nói, bà ngoại cũng rất đáng yêu. Bà cụ Tô không nhịn được cười. Khóe môi Túc Bảo khẽ cong lên. Mẹ nói, hãy chăm sóc bà thật tốt và làm bà vui. Bé đang làm việc rất chăm chỉ. Hôm nay trang viên vô cùng náo nhiệt, tiếng nhạc chậm rãi du dương, trên bãi cỏ ánh đèn rực rỡ chiếu sáng, mọi người uống rượu cười nói. Bên ngoài trang viên nhà họ Tô có hai bóng người đeo khẩu trang và đội mũ đang lấp ló nhìn vào bên trong. Hai người này chính là Mục Thấm Tâm và Lâm Phong. Không ai biết khoảng thời gian này cô ta đã khổ sở như thế nào, khuôn mặt biến dạng, Lâm Phong hận cô ta, đánh đập cô ta hết lần này đến lần khác. Nhà họ Lâm coi cô ta như trâu như bò, cô ta phải phục vụ nhà họ như người hầu. Cô ta quá khổ, sao Túc Bảo lại có thể sống tốt như thế? Mục Thấm Tâm giống như một con chuột trốn trong rãnh nước, chờ đợi thời cơ, tìm kiếm cơ hội. Lâm Phong vươn cổ, cau mày nói. Chúng ta không có thư mời, làm sao mà vào? Mục Thấm Tâm dè nén sự ghen tị trong mắt, nhẹ nhàng nói, anh Phong, thân là ba mẹ của Túc Bảo. Tại sao chúng ta lại không thể vào dự sinh nhật của con bé? Chỉ cần nói ra thân phận với bảo vệ, chúng ta nhất định có thể vào. Nhưng, cô ta nhìn bộ quần áo xộc xệch trên người mình, trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu. Ngày trước cô ta cũng là tiểu thư có danh có tiếng, bây giờ nhìn xem cô ta đang phải mặc cái gì. Lâm Phong sốt ruột hỏi, nhưng cái gì? Mục Thấm Tâm, chúng ta đi mua quần áo trước đi. Muốn vào đó, chúng ta không thể trông quá xuề xòa. Lâm Phong phát cáu, bây giờ lấy tiền đâu để mua quần áo? Mục Thấm Tâm chớp mắt nói, đơn giản, chúng ta có thể đi bán máu. Trong trang viên, Túc Bảo mặc một chiếc váy xinh đẹp, nhưng trong tay lại ôm một con thỏ nhỏ hơi sần rách, được Tô Nhất Trần dẫn xuống lầu. Phía sau là Tô Ý Thâm, Tô Lạc và Tô Nhạc Phi. Không ai nhìn thấy, còn có một linh hồn đứng đằng sau những người này. Kỷ Trường dựa vào lan can cầu thang. Mím môi nhìn Túc Bảo, may là ta đến kịp, lúc này, đèn bật sáng chiếu vào Túc Bảo, Kỷ Trường nhướng mày, giơ tay lên búng một cái. Vầng sáng phảng phất nhuộm một tầng thiên khí, trên váy Túc Bảo màu hồng tím lại tỏa ra những vì sao nhỏ,
giống như bầu trời đầy sao, xinh đẹp lộng lẫy. Ngoài ra, cơ thể bé dường như được bao phủ bởi ánh sáng thần thánh, khiến bé trông giống như một tinh linh hạ phàm. Mọi người đều kinh ngạc, thật là một bộ váy đẹp, thật là một cô gái nhỏ thanh tú. Tất cả đều nhìn Túc Bảo. Đây là tiểu công chúa của nhà họ Tô. Chậc chậc, cô bé thật là được sủng ái, chủ tịch mặt lạnh Tô Nhất Trần cam tâm cúi đầu dắt tay cô bé. Lúc này, cô bé đang ôm một con thỏ nhỏ đã cũ, nghe nói con thỏ này là do mẹ để lại cho cô bé, bọn họ cho rằng Túc Bảo thật giỏi giả vờ. Sau video tin tức nóng hổi của Mục Thấm Tâm, phản ứng đầu tiên của mọi người khi nhìn thấy Túc Bảo là cho rằng cô bé kiêu ngạo, mưu mô, họ sợ con mình sẽ bị tổn thương khi chơi với cô bé nên đã bảo con mình đừng có nói chuyện với Túc Bảo. Kẻ sợ hãi đương nhiên sẽ vâng lời, cũng có một số phu nhân quý tộc không giống vậy, đẩy con của mình đi chơi cùng Túc Bảo. Đứng ở lầu 2, Hạnh Hân nhìn Túc Bảo được vạn người ái mộ, cô bé nhếch miệng. Cô chỉ vào chiếc váy của Túc Bảo, quay đầu lại nói, mẹ, con cũng muốn chiếc váy đó. Vệ Uyển nhìn Túc Bảo, thấy chiếc váy đầy sao của Túc Bảo hơi tỏa ra ánh sáng mờ ảo, như giải ngân hà vậy, một chút kinh ngạc xẹt qua ánh mắt cô ta. Ngay lập tức, trong lòng cô ta cảm ghen tị. Cả đời cô ta chưa bao giờ nhìn thấy chiếc váy đẹp như vậy, vừa rồi cô ta đã hoàn toàn kinh ngạc. Một chiếc váy xinh đẹp lấp lánh như vậy nên mặc lên người công chúa nhỏ quý giá của cô ta. Họ thực sự không còn yêu thương Hạnh Hân nữa. Vệ Uyển nói thầm, Hạnh Hân, ngoan, lát nữa mẹ sẽ mua cho con. Hạnh Hân khóc, con không cần, con không cần, con muốn cái đó. Bà ngoại Hạnh Hân vừa mới hoàn hồn lại sau khi nhìn thấy chiếc váy, lập tức thêm dầu vào lửa, này, chiếc váy đó là phiên bản giới hạn của GYFY phải không? Nó chiếc duy nhất được sản xuất tại Trung Quốc. Chao ôi, nếu không có con nhỏ kia, chiếc váy này sẽ là của Hạnh Hân nhà chúng ta rồi. Vệ Uyển còn muốn nói cái gì đó, nhưng nghĩ lại, quả nhiên là như vậy. Nhà họ Tô ban đầu chỉ có một cô công chúa nhỏ là Hạnh Hân. Nếu không có Túc Bảo đến, tất cả những điều tốt đẹp trên thế giới sẽ thuộc về bé Hạnh Hân của cô. Nhưng bây giờ thì sao? Đôi mắt của họ dán chặt vào Túc Bảo, trái tim của họ cũng đều hướng về Túc Bảo. Hạnh Hân đã bị họ bỏ qua một bên. Vệ Uyển chỉ cảm thấy buồn bực, như thể cả nhà họ Tô mắc nợ cô ta và Hạnh Hân vậy. Nhưng bọn họ hoàn toàn quên rằng, khi quần áo của Túc Bảo được giao đến, nhà họ Tô cũng mua một lô váy công chúa cho Hạnh Hân. Túc Bảo có váy bầu trời đầy sao, Hạnh Hân cũng có, tuy kiểu dáng hơi khác nhau nhưng giá cả không chênh lệch nhiều. Nghe những lời này, Hạnh Hân càng khóc nhiều hơn, Vệ Uyển định tạm thời đưa cô bé về phòng, Hạnh Hân đã vội vàng chạy xuống lầu. Hạnh Hân, Vệ Uyển lo lắng đuổi theo. Trong vườn, Túc Bảo đang ngồi trước chiếc bàn nhỏ, cùng mấy đứa nhỏ ăn bánh ngọt. Một cậu bé đột ngột ngồi xuống giữa một nhóm các cô bé, cậu bé mặc một bộ tây trang, trên cổ còn đeo một chiếc nơ, với khuôn mặt này có thể nói rằng cậu sẽ là một chàng trai tuấn tú trong tương lai. Cậu bé này tên là Tô Tử Chiến, xét về vai vế thì là anh họ của Túc Bảo. Tô Tử Chiến là con trai cả của Tô Nhất Trần, hiện đang học lớp 2. Là cháu đích tôn của Tô gia. Lúc này, theo lời cha dặn, anh đến ngồi bên cạnh Túc Bảo, quan sát bé. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu bé lạnh lùng, hơi banh ra, điều này khá giống với khuôn mặt nghiêm túc thường ngày của ba cậu. Túc Bảo đang cắt bánh kem, xung quanh có rất nhiều bạn nhỏ, bé chưa bao giờ có nhiều bạn như vậy. Lúc này, thanh âm lại truyền đến bên tai tôi, này, cặp sách nhỏ, nhớ sư phụ không? Túc Bảo mím môi, không nói gì. Sư phụ là một người xấu, người đã nói rằng sẽ về gặp bé sớm, nhưng sư phụ đã biến mất một thời gian rất dài. Mẹ cũng từng nói mẹ chỉ ngủ một lát thôi, nhưng lại chẳng bao giờ tỉnh lại nữa. Túc Bảo không nói gì, cắt một miếng bánh đưa cho Tô Tử Chiến, anh ơi, ăn bánh đi. Thấy Túc Bảo phớt lờ mình, hồn ma kỷ trường ở bên cạnh suy nghĩ, nói, nào, hôm nay là sinh nhật của con, sư phụ sẽ dạy con một kỹ năng mới được không? Nhưng Tô Tử Chiến lại rời mắt và nói, không thích ăn bánh ngọt. Cậu bé mím môi, trong lòng cảm thấy chán ghét. Vì Hạnh Hân, cậu luôn cảm thấy cô em gái này rất kinh khủng không muốn chơi cùng. Quả nhiên, hắn nhìn thấy Túc Bảo khóe miệng nhếch lên, cau mày buồn bã. Cậu suy đoán tiếp theo con nha đầu Túc Bảo này sẽ khóc giống lên chạy đi mách lẻo với bà. Cậu chán ghét quay đầu đi chỗ khác, đợi vài giây cũng không thấy Túc Bảo khóc lóc hay biểu hiện gì. Tô Tử Chiến có chút kinh ngạc. Quay đầu lại liền nhìn thấy Túc Bảo nói với ai đó, né xa ra một chút. Bên trái Túc Bảo có một cô bé mặc váy công chúa,
khoảng chừng 6 tuổi, hình như được gọi là Tuyết Nhi. Vừa rồi Tuyết Nhi cứ cố gắng lấy lòng Túc Bảo, khoe khoang, khen rằng chiếc váy của Túc Bảo thật đẹp và Túc Bảo trông giống như một công chúa, nghĩ rằng Túc Bảo sẽ đưa bánh kem cho cô đầu tiên. Ai biết Túc Bảo lại bảo cô bé né xa ra. Tuyết Nhi cắn môi, nhìn Tô Tử Chiến, nhẹ nhàng phàn nàn, anh Tử Chiến, hình như em đã khiến Túc Bảo không vui. Tuyết Nhi có thể nhìn ra rằng Tô Tử Chiến dường như cũng không thích cô em gái này cho lắm. Khi mẹ đưa Tuyết Nhi đến, bà đã bảo cô bé hãy tiếp cận Tô Tử Chiến. Trong lúc nhất thời, Tuyết Nhi cảm thấy rằng cô bé cũng thích chàng trai tên Tô Tử Chiến. Trong đám trẻ con này chỉ gia cảnh của Tuyết Nhi chỉ đứng sau Tô gia, cho nên cũng có hai người hầu nhỏ đi cùng, hai người hầu nói với nhau, sao có thể làm như vậy, Tuyết Nhi đâu có trọng em ấy. Tuyết Nhi đến để chúc mừng sinh nhật, sao em lại bảo cô ấy đi đi, không lịch sự chút nào. Những đứa trẻ khác tôi nhìn bạn, bạn nhìn tôi. Túc Bảo nói những lời đó với Kỷ Trường, nhưng dường như Tuyết Nhi đã hiểu lầm, bé muốn giải thích. Nhưng bé đột nhiên nhìn Tuyết Nhi, sau đó nhìn Tô Tử Chiến, cuối cùng im lặng. Kỷ Trường chậc lưỡi, đứa nhỏ này lớn sớm rồi. Hắn biết thời cổ đại, sự cạnh tranh giữa thê thiếp và đích thứ rất khốc liệt, để sinh tồn, mẫu thân của đứa trẻ sẽ dạy chúng cách tranh đấu để đạt được lợi ích tốt nhất. Hắn không ngờ rằng việc dạy dỗ con cái trong những gia đình giàu có này cũng giống như vậy. Hai đứa trẻ vẫn đang chỉ trích bé, xin lỗi Tuyết Nhi đi. Túc Bảo mặt nghiêm nghị không nói gì. Bé không làm gì sai cả, cô gái nhỏ tên Tuyết Nhi này rất kỳ lạ, cô ấy có vẻ hơi giống gì. Túc Bảo cũng không muốn chia sẻ chiếc bánh với cô ấy. Thấy Túc Bảo không nói lời nào, hốc mắt. Tuyết Nhi đỏ lên, không sao, chẳng lẽ Túc Bảo không thích chị. Tô Tử Chiến cau mày, cảm giác Tuyết Nhi đang bắt nạt Túc Bảo là thế nào nhỉ? Cậu lạnh lùng nói, nếu em đã làm Túc Bảo không vui, vậy em nên xin lỗi đi, nếu không thì tại sao người khác phải thích em? Tuy rằng cậu không thích em gái mình, nhưng cậu cũng rất bao che người nhà. Tuyết Nhi. Ở nhà, Tuyết Nhi có một cô em gái tới tuổi đi mẫu giáo, con bé thường giật đồ chơi của cô, mỗi lần như thế Tuyết Nhi chỉ cần ăn nói đáng thương, bố mẹ sẽ đứng về phía cô mà mắng em gái. Tại sao Tô Tử Chiến lại không giống vậy? Tuyết Nhi chưa bao giờ thấy mình bị bắt nạt như thế, hốc mắt đỏ hoe, nghẹn ngào nói, xin lỗi. Trong lòng Tuyết Nhi vô cùng tức giận, mẹ nói Túc Bảo rất mưu mô, ban đầu cô còn không tin, hóa ra thật sự đúng như vậy. Tuyết Nhi cảm thấy mình bị Tô Tử Chiến ghét bỏ, tất cả những chuyện này đều do Túc Bảo gây ra. Ngay khi cô còn đang suy nghĩ, một bóng người nhỏ bé đột nhiên lao về phía hoa viên. Không hề chần chừ, Hạnh Hân túm lấy váy Túc Bảo, kêu lên, váy này là của tao. Mày cướp váy của tao. Túc Bảo bị cô kéo đến loạng choạng, bánh kem trong tay rơi xuống váy. Bé sững người một lúc, cố gắng giải thích, đây là váy mà cậu đưa cho em mà. Hạnh Hân hoàn toàn không nghe, vung bàn tay nhỏ bé của mình lên, dùng lòng bàn tay đánh vào mặt Túc Bảo. Chát! Tao đánh chết mày, tao đánh chết mày. Hạnh Hân tức giận gào lên, tạo hận mày, mày không được phép ở nhà của tao. Cút đi! Túc Bảo đột nhiên nổi giận. Hạnh Hân cướp tiểu mũ của bé, cướp váy của bé, bây giờ còn đánh bé. Chiếc váy này là do cậu tặng cho bé. Túc Bảo dùng sức đẩy Hạnh Hân ra, Hạnh Hân ngồi bệt xuống đất, lớn tiếng khóc. Mày đánh tao, sao mày dám đánh tao? Tiếng la hét gào giống của Hạnh Hân làm mọi người xung quanh chú ý chạy tới. Hừ, mẹ nói vì Túc Bảo mà các cậu và ông bà nội mới không còn yêu thương Hạnh Hân nữa. Túc Bảo cắn cắn môi, có lẽ là bởi vì hoàn cảnh mới làm cho bé có chút bất an, nhưng trong mắt vẫn lộ vẻ kiên định. Bé hung hăng không chịu nhận thua nói, chị đánh em mới đẩy chị ra. Mẹ nói, không được để bị bắt nạt, nếu ai đánh con, thì con phải đánh lại họ dù là lý do gì đi nữa. Bé đã giải thích với chị Hạnh Hân rồi, chị ấy không nghe, hơn nữa còn đánh bé nên bé mới làm như vậy. Hạnh Hân bật khóc, trước nay cô đánh ai, họ cũng không dám đánh trả, sao Túc Bảo lại đánh trả chứ? Hai đứa trẻ cứ như vậy vật lộn với nhau, chiếc vòng màu đỏ ở cổ tay Túc Bảo chợt lóe lên, Hạnh Hân bị một cái tát bất ngờ đánh bay ra ngoài. Hạnh Hân ngã xuống đất, chỉ cảm thấy trên mặt đau rát, lập tức òa khóc. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Hai người bọn họ còn chưa kịp phản ứng lại, trận chiến đã kết thúc, bọn trẻ xung quanh đều sững sờ. Tô Tử Chiến cũng sững sờ, anh hầu như chưa kịp phản ứng gì cho đến khi Hạnh Hân đột nhiên bay ra ngoài. Mặc dù không thích em gái lắm,
nhưng nhiệm vụ được ba giao cho là hãy chăm sóc em gái thật tốt nên Tô Tử Chiến vội vàng chạy đến giúp đỡ Túc Bảo. Em ổn chứ? Cậu hỏi. Túc Bảo hai mắt đỏ hoe lắc đầu, mím chặt môi không nói gì. Hạnh Hân thì không như vậy, con bé bắt đầu khóc lóc, hét toáng lên. Cuộc chiến giữa hai đứa trẻ thật sự rất đột ngột, những người tham gia bữa tiệc ngày hôm nay ai cũng nuôi con gái thành tiểu thư khuê các để sau này có thể làm một phu nhân chuẩn mực, ai có thể ngờ rằng hai cô con gái của nhà giàu bậc nhất lại đánh nhau giữa bản dân thiên hạ thế này. Vệ Uyển chạy tới, đau lòng nhìn vết đỏ trên mặt Hạnh Hân mà nổi giận. Làm sao con có thể đánh chị gái mình như vậy? Túc Bảo nắm chặt váy nói, là chị đánh con trước. Vệ Uyển gắt lên, vớ vẩn, Hạnh Hân sao có thể đánh người được? Tô Tử Chiến cau mày, lạnh lùng nói, thím hai, là Hạnh Hân đánh trước. Hạnh Hân lập tức gào khóc, là nó đánh con trước. Đây rõ ràng là váy của con mà, Túc Bảo giật váy của con lại còn đánh người. Tô, Bảo là đứa bé hư, là bạch liên hoa đầy mưu mô. Hạnh Hân đã nói lại những gì mà cô bé nghe được từ cuộc nói chuyện giữa mẹ và bà ngoại của mình. Các loại biểu cảm lóe lên trên khuôn mặt của mọi người. Ồ, hóa ra thứ Túc Bảo đang mặc là váy của Hạnh Hân. Đứa trẻ này đã giật lấy chiếc váy yêu quý của chị gái mình sao? Nhà họ Tô vẫn nuông chiều cô, Hạnh Hân thực sự rất đáng thương. Ở đây náo loạn, những người lớn cũng vội vàng chạy tới. Một người phụ nữ đi tới trước mặt Tuyết Nhi, hỏi, làm sao vậy? Tuyết Nhi hai mắt đỏ hoe khóc, thấp giọng nói, mẹ, vừa rồi Túc Bảo bảo con cút đi. Nhưng con không có làm gì đắc tội em ấy. Tại sao em ấy lại đuổi con đi? Thực xin lỗi, Tuyết Nhi cảm thấy thật có lỗi. Nghe vậy, người ngoài cuộc âm thầm nói trong lòng. Không còn nghi ngờ gì nữa, Túc Bảo chính là một con bé kiêu ngạo. Vệ Uyển ôm lấy Hạnh Hân, hai mắt đỏ hoe, không ngừng dỗ dành, được rồi, là Túc Bảo đánh con trước, bảo bối của mẹ, đừng khóc. Biểu cảm trên mặt Tô Tử Chiến càng trở nên lạnh lùng. Hạnh Hân đánh Túc Bảo trước hay Túc Bảo đánh Hạnh Hân trước? Thím hai, thím hỏi mọi người sẽ biết. Tô Tử Chiến thật sự không nói nên lời. Mặc dù cậu không thích người em gái này lắm nhưng cậu lại càng không thích Hạnh Hàn hơn. Những bạn nhỏ xung quanh, tôi nhìn bạn, bạn nhìn tôi. Vệ Uyển đột nhiên chỉ vào một cô bé, Tuyết Nhi, nói cho cô biết đi. Bé gái tên Tuyết Nhi sững người một lúc, nhìn Vệ Uyển, rồi nhìn mẹ mình, ánh mắt khẽ chớp. Cháu nhìn không rõ, hình như là Túc Bảo đánh Hạnh Hân trước. Tô Tử Chiến nghe vậy cau mày, ý cô ta là cậu nhìn không rõ sao. Vừa rồi khi Hạnh Hân lao tới, rõ ràng là Hạnh Hân đánh người trước, sao lại thành Túc Bảo đánh trước rồi? Em nói cái gì, nói lại lần nữa, cậu nhìn chằm chằm Tuyết Nhi, thanh âm lạnh lùng giống hệt ba. Tuyết Nhi vội vàng nắm lấy quần áo mẹ, vẻ mặt bất đắc dĩ, cúi đầu không dám nói. Mọi người không còn gì để nói. Nhiều người đồn rằng đứa bé được nhà họ Tô đón về có tâm tư rất xấu xa. Làm mẹ kế sảy thai, sau đó còn nhờ các cậu làm phá sản họ Lâm. Bọn họ cũng có nghe nói qua Tô Cẩm Ngọc, tuy rằng Tô Cẩm Ngọc chết rất đáng thương bọn họ là muốn bù đắp những gì họ nợ Tô Cẩm Ngọc, nhưng bọn họ cũng không thể chiều chuộng đứa nhỏ như vậy. Nhìn xem nhà họ Tô đang làm gì thế này. Túc Bảo này có đầu óc âm mưu, chắc chắn biết nhà họ Tô áy náy với mình, cho nên muốn làm gì thì làm. Mọi người lắc đầu, Tô Tiểu Thiếu Gia, đừng dọa Tuyết Nhi. Con bé cũng chỉ là nói sự thật mà thôi. Trời ơi, Túc Bảo lại hư như vậy, tuy rằng con bé từ nhỏ đã không có mẹ rất đáng thương, nhưng cũng không thể làm như vậy nha. Hạnh Hân nghe thấy mọi người đều đứng về phía mình, thì càng khóc dữ dội hơn. Mọi người xung quanh đều đang chỉ trích Túc Bảo. Túc Bảo siết chặt nắm tay, bé không hiểu mình đã làm gì sai, nhưng tại sao tất cả mọi người đều nói là lỗi của bé? Thế giới của người lớn sao lại khác thế giới của trẻ con đến vậy? Túc Bảo kiên quyết nói, con không sai, mọi người nói dối. Cậu mua váy này cho con mà, chị Hạnh Hân mới là người đánh con trước. Bé còn chưa nói xong, Vệ Uyển đã ngắt lời, đủ rồi. Mặt của chị con bị con đánh thành thế này, con còn muốn nói gì nữa hả? Túc Bảo, Vệ Uyển cúi xuống ôm Hạnh Hân vào lòng, Hạnh Hân ngoan, đừng làm loạn nữa, chúng ta về trước đi. Hạnh Hân nghe thấy hai chữ, làm loạn, càng khóc lớn hơn. Con không muốn quay về, con muốn váy của mình hu hu. Lời giải thích của Túc Bảo bị nhấn chìm trong tiếng khóc của cô. Túc Bảo một mình đứng giữa đám đông, điều bé muốn nói lại bị những người xung quanh dập tắt. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Tử Chiến căng thẳng, có em gái thật rắc rối.
vừa định kéo Thúc Bảo ra sau, một bóng người cao lớn ôm lấy Thúc Bảo trước. Tô Nhất Trần và Tô Lão ra đến, Tô Nhất Trần nhìn xung quanh, lạnh lùng hỏi, chuyện gì vậy? Khuôn mặt anh lạnh lùng đến đáng sợ, Tuyết Nhi lập tức sững người, trốn đến sau lưng mẹ, không dám ló đầu ra. Mọi người vội vàng lên án Thúc Bảo. Hạnh Hân vừa mới chạy tới nói váy Thúc Bảo đang mặc là của con bé, Thúc Bảo không nói một lời liền đánh Hạnh Hân. Tô Dịch Thần cười lạnh một tiếng, cô chính mắt nhìn thấy. Ông Tô cũng chống gậy đi tới, ngữ khí kiên định, tôi tin Thúc Bảo không phải đứa nhỏ như vậy, ai dám nói Thúc Bảo sai, bước ra đây cho tôi. Mọi người nhất thời nghẹn họng, lần lượt quay sang nhìn Tuyết Nhi. Tuyết Nhi không dám bước ra, Hạnh Hân càng khóc dữ dội hơn. Mẹ Tuyết Nhi vội vàng cười nói. Bình tĩnh, đừng nóng, chẳng lẽ Tuyết Nhi nhà chúng ta sai rồi. Trẻ con đánh nhau cũng là chuyện bình thường. Nhưng chẳng ai để ý đến cô ta. Về phần Vệ Uyển, trong lòng cô ta lại càng khó chịu. Khi không có người ngoài thì không sao, nhưng bây giờ có nhiều người ở đây như vậy, lời nói của ông lão chẳng phải trực tiếp nói Hạnh Hân vô cớ gây sự. Vệ Uyển cố nén tiếng nức nở, thấp giọng nói, Hạnh Hân, đi thôi, chúng ta không nên ở đây. Mọi người nhìn Vệ Uyển bằng ánh mắt thương hại, lại nhìn về phía Thúc Bảo, ánh mắt càng thêm tinh tế. Tô Dịch Thần quay lại nhìn Thúc Bảo, đứng chắn trước đảm bảo Thúc Bảo không bắt gặp những ánh mắt đó. Nhưng Thúc Bảo lại hiểu lầm, cắn môi không nói gì. Bé đã quá quen với những cảnh như vậy. Khi còn ở nhà họ Lâm, mỗi khi dì bị thương hay khóc, bố đều tra hỏi bé đầu tiên. Và mỗi lần bé cố gắng giải thích, thì sẽ nhận được một cái tát từ ba mình. Dần dần, Thúc Bảo đã quen với điều đó, quen với việc mọi người nhìn bé với ánh mắt nghi ngờ và ghê tởm, quen với việc không giải thích, không nói chuyện. Nhưng lần này thì khác, bé không muốn ông ngoại và cậu hiểu lầm. Thúc Bảo lấy hết can đảm nói một cách chắc chắn. Vừa rồi con đang cắt bánh ngọt thì chị Hạnh Hân đột nhiên chạy tới, sau đó chị ấy túm lấy váy Thúc Bảo, còn đánh Thúc Bảo nữa, nên Thúc Bảo mới tức giận đẩy chị ấy một cái. Sau khi Thúc Bảo nói xong, mặc dù từ vựng không tốt lắm, nhưng logic của sự việc đã được sắp xếp rõ ràng. Tô Tử Chiến nhìn Thúc Bảo, một người em gái ít nói như vậy, cắn môi, nước mắt lưng tròng nhưng cố chấp không chịu khóc. Vì lý do nào đó, cậu không thể ngồi yên. Cậu đứng dậy kéo Thúc Bảo qua một bên, nói, không liên quan đến Thúc Bảo, em ấy không có làm gì cả. Tô Tử Chiến nhìn Hạnh Hân đang lăn lộn trên mặt đất, lạnh lùng nói. Hạnh Hân đột nhiên chạy ra túm lấy váy của Thúc Bảo mới đẩy nó. Sau đó, anh ta nhìn Tuyết Nhi, về phần Thúc Bảo nói để cho em né qua một bên thì không có nói thêm gì nữa. Tuy rằng câu nói đó có vẻ như có nghĩa bảo Tuyết Nhi qua chỗ khác nhưng Thúc Bảo thực sự không nói cút đi. Tô Tử Chiến sắc mặt nghiêm nghị, mặt không đỏ, tim không dập dõng dạc nói. Bọn nhỏ ngây người. Tuyết Nhi đỏ mặt, khóc trong vòng tay của mẹ. Mọi người nhìn Tuyết Nhi, rồi nhìn Hạnh Hân, nhưng Tuyết Nhi lại không nói gì. Nhưng liên quan đến Hạnh Hân, đó phải là lỗi của Thúc Bảo. Hãy nhìn xem con bé đang khóc lóc. Hạnh Hân cứ nói đó là váy của cô bé, làm sao đứa trẻ có thể nằm khóc thảm thiết như vậy. Mọi người đều không tin lời Tô Tử Chiến nói, Hạnh Hân giật váy Thúc Bảo là có ý gì. Nghe những gì Tô Tử Chiến nói, ông cụ Tô và Tô Nhất Trần đã đoán được chuyện gì đã xảy ra, quả nhiên là Hạnh Hân là người ra ta trước. Vệ Uyển chất vấn, ý con là gì chứ, là Hạnh Hân đã đánh người trước. Hạnh Hân bình thường chỉ hơi kiêu ngạo, nhưng con bé sẽ không đánh người. Ông cụ Tô tức giận nói, nó có đánh người hay không, cô còn không biết sao. Ông nhìn Vệ Uyển, nói với khuôn mặt lạnh lùng, đưa nó về. Ông Tô đã kiềm chế bản thân để không chỉ trích Vệ Uyển trước mặt người ngoài. Tuy nhiên, Vệ Uyển lại không cảm kích, cô ta cảm thấy ông già quá thiên vị, chính Thúc Bảo đã đẩy Hạnh Hân, nhưng sau đó lại che chắn cho nó. Vệ Uyển đột nhiên đứng dậy. Lớn tiếng nói, ba, con nên biết cái gì chứ? Con chỉ biết rằng sau khi Thúc Bảo đến, tất cả các người đều nhắm vào Hạnh Hân. Hạnh Hân căn bản không phải người như vậy, là các người đã ép một đứa trẻ trở thành như vậy, Hạnh Hân đã làm cái gì sai chứ? Đôi mắt của Vệ Uyển đỏ hoe, cô chỉ có thể nói với Hạnh Hân, bảo bối, chúng ta quay về trước đi. Tất cả mọi người đều ồn ào nên. Nếu ban đầu chỉ là phỏng đoán, thì những gì Vệ Uyển nói bây giờ chứng tỏ Thúc Bảo là một đứa trẻ chuyên gây rối. Nhìn xem, gia đình tốt đẹp ban đầu cũng bị nó phá thành thế này. Mọi người đều nhìn Vệ Uyển và Hạnh Hân một cách đầy thương cảm, cảm thấy rằng họ thật quá đáng thương.
Hạnh Hân vẫn khóc, lăn lộn trên mặt đất, tiếng càng to hơn. Tô Tử Lâm cực kỳ xấu hổ, anh ta tiến lên chộp lấy Hạnh Hân rời đi. Vệ Uyển vội vàng đuổi theo, tát anh một cái, anh đang làm gì vậy? Anh để con bé xuống. Tô Tử Lâm sắc mặt đỏ bừng, anh không giỏi nói chuyện, lúc tức giận chỉ có thể thốt ra hai chữ, câm miệng. Anh ta tiến lên nắm lấy tay Vệ Uyển, nghiến răng nói, đi theo tôi. Vệ Uyển vung tay ra khỏi anh, giọng nói hùng hồn, tôi không đi. Thấy ba mẹ cãi nhau, Hạnh Hân thậm chí còn lăn lộn mãnh liệt hơn, gào khóc suýt thủng màng nhĩ. Tô Nhất Trần lạnh lùng nói, đi lấy đoạn camera giám sát tới đây. Vệ Uyển nhất thời sửng sốt. Cô ta tức giận đến phát run, còn muốn kiểm tra camera giám sát. Họ thực sự muốn ép Hạnh Hân đến chết sao? Vệ Uyển bật khóc, nghẹn ngào nói, anh không cần kiểm tra. Chúng tôi đi là được. Nói rồi muốn đến ôm Hạnh Hân đi nhưng Hạnh Hân không chịu, thế là một lớn một nhỏ ôm nhau gào khóc trên mặt đất. Hạnh Hân bật khóc, Vệ Uyển đau lòng gạt nước mắt, bộ dạng như bị bắt nạt thảm hại. Mọi người nhìn họ đầy thương hại. Bà của Hạnh Hân không ngừng rên rỉ, bình tĩnh, trẻ con đánh nhau chút là chuyện bình thường mà. Ôi, ông bà đừng giận, chuyện nhỏ này có cần nghiêm trọng như vậy không? Bà mỉm cười khuyên bảo, hoàn toàn quên mất mình là kẻ đằng sau gieo rắc bất hòa. Tô Nhất Trần phớt lờ bà ta. Nhiếp quản gia vội vàng đưa tới một chiếc USB, nói, tiên sinh, giám sát đã được đưa tới, anh có muốn kiểm tra không? Không ngờ Tô Nhất Trần lại hất cắm lên, lạnh lùng lên, mở màn chiếu lên đi. Vệ Uyển sững sờ thốt lên, các người .sao các người có thể làm như vậy? Tô Nhất Trần cười lạnh, không phải nói Hạnh Hân không đánh người sao? Vậy thì sợ cái gì chứ? Vệ Uyển, màn chiếu nhanh chóng được bật lên, những gì xảy ra tại đây từ từ hiện ra trên màn hình. Trong đoạn giám sát, Túc Bảo đang chia bánh, Tô Tử Chiến ngoảnh mặt từ chối. Lúc này Hạnh Hân đột nhiên lao ra, kéo lấy váy Túc Bảo, không nói lời nào đẩy Túc Bảo ra. Túc Bảo định nói gì đó nhưng Hạnh Hân không nghe, trực tiếp tát vào mặt Túc Bảo. Sau đó Túc Bảo nổi giận và đánh lại Hạnh Hân, hai đứa trẻ bắt đầu đánh nhau như thế. Giám sát tương đối xa, không nghe rõ bọn nhỏ nói cái gì, nhưng hiển nhiên Hạnh Hân đánh Túc Bảo trước. Mọi người kinh ngạc nhìn Tuyết Nhi. Vừa rồi cô bé nói rằng chính Túc Bảo là người đánh Hạnh Hân trước. Nhưng bây giờ nhìn lại, hoàn toàn không phải như vậy. Không phải Tuyết Nhi vừa mới nói Túc Bảo không nói một lời liền đánh Hạnh Hân tiểu thư sao? Ngược lại là, cái này, có chút không đúng. Những lời nói dối của Tuyết Nhi bị phơi bày trước công chúng, cô bé xấu hổ tức giận đến mức suýt khóc, mẹ của Tuyết Nhi cũng vô cùng xấu hổ. Cô ta nói, con nít mà, có lẽ là nhớ nhầm một chút. Ai biết nhà họ Tô lại tàn nhẫn đến mức mở camera giám sát ra. Vốn dĩ cô ta muốn nịnh bợ Vệ Uyển, nhưng cuối cùng lại bị đưa đến đầu sóng ngọn gió. Tất cả mọi người căn bản không tin lời mẹ Tuyết Nhi nói, Tuyết Nhi tuổi đã lớn như vậy rồi sao có thể nhớ sai, hoặc là đầu óc không tốt, hoặc là cố ý lừa gạt người khác. Ai, thế này cũng không thể trách Túc Bảo. Đúng vậy, là Hạnh Hân tiểu thư ra tay trước, cho nên dù như thế nào cũng không thể đánh người đúng không? Họ vừa thấy Hạnh Hân khóc đã thấy tội nghiệp cho cô bé. Nhưng bây giờ cô bé càng ngày càng giống một con gấu hung dữ. Nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của người khác, trong mắt Hạnh Hân có chút đờ đẫn và bất lực, lại bật khóc. Vệ Uyển nắm tay càng lúc càng chặt. Cô đau lòng, run giọng nói, anh, sao anh có thể làm như vậy? Tung camera giám sát ra nơi công cộng để mọi người thấy chính Hạnh Hân là người đánh ra tay trước. Con bé còn nhỏ như vậy, lòng tự trọng của con bé đặt ở đâu? Bóng đen tâm lý này lớn biết bao. Làm sao họ có thể đối xử với Hạnh Hân như thế? Tô Nhất Trần lạnh lùng nhìn Vệ Uyển, không buồn nói lý lẽ với cô ta. Trong thế giới của Vệ Uyển, người khác làm tổn thương Hạnh Hân thì không được, nhưng Túc Bảo thì... Được sao, chẳng lẽ Hạnh Hân của cô ta là bảo bối, còn Túc Bảo không phải? Tô Nhất Trần nhìn Hạnh Hân, hạ giọng nói, đứng lên. Hạnh Hân sợ nhất là Tô Nhất Trần, cô bé vẫn đang khóc lóc ăn vạ nhưng cũng không dám trái lời. Tô Nhất Trần hỏi, con có nghĩ rằng con làm như vậy là đúng không? Hân Hân khóc không nói gì, nhưng lúc này, cô mơ hồ bắt đầu cảm thấy mình sai rồi. Cô vừa khóc vừa lau nước mắt. Con không muốn nói, con không muốn. Vẫn vô cớ gây sự, nhưng tiếng nói đã dịu đi nhiều. Vệ Uyển cảm thấy đau khổ, làm thế nào anh ta có thể chỉ trích một đứa trẻ ở nơi công cộng như thế này?
Điều này làm sao có thể làm cho đứa trẻ chịu đựng được. Nhưng mà, cô ta còn chưa kịp nói chuyện, Tô Tử Lâm đã lạnh lùng nhìn cô ta một cái, lạnh giọng nói, cô tốt nhất câm miệng. Bằng không, lập tức trở về ký đơn đi. Vệ Uyển. Túc Bảo căng thẳng nhìn Hạnh Hân không nói gì. Cô bé nghĩ rằng chị Hạnh Hân không xấu, nhưng tại sao mọi chuyện lại thế này? Hạnh Hân có một người mẹ yêu thương, và một đứa trẻ có một người mẹ yêu thương hẳn là rất hạnh phúc mới đúng. Nhưng Túc Bảo cảm thấy Hạnh Hân không vui. Tô Nhất Trần tiếp tục hỏi, tại sao con lại đánh Túc Bảo? Hạnh Hân thổn thức, con muốn váy. Đây là váy của con mà, nếu không có em gái, những thứ này đều là của con. Khi bà ngoại Hạnh Hân nghe thấy điều này, không hiểu sao tim bà ta đập loạn lên. Bà ta vội nói, này, đứa trẻ này thật là. Con nên nói cho chúng ta biết con muốn gì. Tô Nhất Trần nhìn Vệ Uyển, lạnh giọng hỏi, cô đã nói với Hạnh Hân rằng chiếc váy của Túc Bảo là của nó. Vệ Uyển cắn môi và nói, không phải. Bà Hạnh Hân vội vàng nói, ôi, ôi, nó chỉ là một chiếc váy mà thôi. Nếu Túc Bảo thích nó, thì chúng ta sẽ đưa nó cho Túc Bảo, chuyện này Hạnh Hân nhà chúng ta không biết gì cả. Tô Nhất Trần không nói nên lời. Bà có ý gì, cái gì gọi là Túc Bảo thích thì đưa cho Túc Bảo. Là đàn ông, vốn dĩ họ không muốn quan tâm đến những chuyện còn con này. Tuy nhiên, họ sẽ không bao giờ cho phép người khác chỉ tay vào Túc Bảo. Chuyện hôm nay, dù là chuyện giữa con nít với nhau cũng phải làm rõ. Tô Nhất Trần thì thầm gì đó với trợ lý bên cạnh, một lúc sau trợ lý đi lấy tài liệu. Vệ Uyển đột nhiên có một dự cảm xấu. Tô Nhất Trần lạnh lùng nói, đây là dữ liệu tùy chỉnh của chiếc váy bầu trời đầy sao này, tất cả đều được tùy chỉnh theo dáng người và chiều cao của Túc Bảo. Hạnh Hân cao hơn Túc Bảo có dáng người gầy và nhỏ, chiếc váy này vốn được làm cho Túc Bảo. Mọi người đều sửng sốt, sau đó nghĩ lại vấn đề này. Đúng vậy, Túc Bảo gầy và nhỏ, chiếc váy bầu trời đầy sao này vừa vặn với con bé. Lại nhìn Hạnh Hân, cảm thấy cô bé có phần hơi mặt dày. Cho dù Túc Bảo cởi váy bầu trời đầy sao này ra, Hạnh Hân cũng không mặc được. Vệ Uyển không thể xuống đài được, cảm thấy rất bực bội. Dù vậy, điều đó vẫn không thể thay đổi sự thật rằng nhà họ Tô đã thiên vị Túc Bảo. Bà ngoại của Hạnh Hân tiếp lời, tôi không nói rằng chiếc váy này thuộc về Hạnh Hân, tôi chỉ nói rằng Túc Bảo có nó nhưng Hạnh Hân thì không, đó là lý do tại sao Hạnh Hân làm loạn. Mọi người lại nhìn Tô Nhất Trần. Bọn họ đã cho Túc Bảo tất cả những gì cô bé muốn. Nhưng Hạnh Hân lại không có gì cả, thì cô bé làm loạn cũng là điều tất nhiên. Tô Nhất Trần hừ lạnh một tiếng, ra hiệu cho trợ lý mở trang thứ hai của hợp đồng. Túc Bảo đã có váy bầu trời đầy sao, Hạnh Hân cũng đã có váy bầu trời đầy sao. Trang này là dữ liệu về váy của Hạnh Hân. Váy bầu trời của Túc Bảo là 10 triệu, còn váy của Hạnh Hân là 10,5 triệu. Tuy 500.000 không nhiều đối với nhà họ Tô nhưng cũng không phải là một số tiền nhỏ. Điều này không thể nói là thiên vị được nữa. Ánh mắt mọi người nhìn Vệ Uyển không còn giống với lúc đầu. Có người thấp giọng nói, đúng là đứa nhỏ không hiểu chuyện, chẳng lẽ người lớn nói với con bé như vậy. Nên con bé mới tưởng chiếc váy là của mình. Tôi cũng thắc mắc không biết cô ta dạy con thế nào. Tôi đã sớm nghe nói đứa nhỏ này kiêu ngạo vô lý. Vệ Uyển cắn môi, cảm thấy mặt nóng bừng, hận không thể chui xuống đất ngay lập tức. Tại sao những người này lại như thế này? Chỉ trỏ về người khác trước mặt họ có phải là vô giáo dục không? Tô Dịch Thần nói, Hạnh Hân, bây giờ con đã hiểu chưa? Chiếc váy này vốn là của Túc Bảo, và con cũng có váy của riêng mình. Nhưng nếu con muốn chiếc váy, giống như Túc Bảo, chú sẽ tùy chỉnh cho con. Hạnh Hân không nói gì, cô bé đã bình tĩnh lại rất nhiều, bắt đầu lắng nghe. Thực ra đứa trẻ nào cũng vậy. Bạn nói lý lẽ rõ ràng với cô bé thì cô bé có thể hiểu bạn, khóc mãi cũng chỉ là thử thách điểm mấu chốt của người lớn mà thôi. Bây giờ dù là ông nội hay chú của cô, họ đều đã nói rõ ràng điểm mấu chốt, Hạnh Hân bắt đầu nhận ra khóc lóc cũng không giải quyết được vấn đề. Thấy Hạnh Hân ngừng khóc, ông Tô nói, Tử Chiến, đưa Hạnh Hân đi đi. Ông không dám để Vệ Uyển mang Hạnh Hân đi. Tô Tử Chiến lạnh lùng, mặc dù không thích Hạnh Hân nhưng vẫn nói, đi thôi. Hạnh Hân đi theo. Để lại Vệ Uyển một mình không biết làm thế nào, cô ta cảm thấy rất khó xử. Đúng vậy, cho dù Hạnh Hân có lỗi, thì cô ta vẫn là mẹ của con bé, vậy họ có tư cách gì mà kỷ luật Hạnh Hân thay cô ta? Ông Tô lạnh lùng nhìn Vệ Uyển. Vừa rồi nhìn Hạnh Hân, trên mặt còn có chút dịu dàng, nhưng bây giờ thì không còn chút nào.
thằng hai, đem cô ta về đi, hai người nên tự ngẫm lại với nhau đi. Ông cụ Tô đã kiềm chế bản thân lắm rồi, ông đã cố để không chỉ trích Vệ Uyển trước mặt người ngoài. Người ngoài có thể không hiểu điều này có nghĩa là gì, nhưng Vệ Uyển và bà ngoại Hạnh Hân biết rất rõ rằng ông cụ Tô muốn bọn họ ly hôn. Bà ngoại Hạnh Hân lại bắt đầu xen vào, ông Thông ra bình tĩnh, bình tĩnh. Tiểu Uyển cũng không phải cố ý, nó chỉ là quá yêu con gái mình mà thôi. Như vậy làm sao có thể gọi là sai được. Bà ngoại Hạnh Hân ngoài mặt thì tươi cười nhưng thực ra trong lòng lại rất khó chịu. Sắc mặt Vệ Uyển trở nên khó coi, nói, mẹ đừng nói nữa. Cô quay lưng bỏ đi, bà ngoại Hạnh Hân vội vàng đi theo. Sau khi đi xa, bà ngoại Hạnh Hân lại bắt đầu. Con xem, mẹ vừa mới nói người nhà bọn họ thiên vị, quả không sai mà. Đều là cháu, sao có thể không ngừng chỉ trích Hạnh Hân như thế? Hạnh Hân còn nhỏ như vậy, không biết có bao nhiêu oan ức. Họ không nói một lời nào chỉ trích Túc Bảo, vậy đó hoàn toàn là lỗi của nhà chúng ta sao? Nếu mọi việc cứ tiếp tục như vậy, có khi một thời gian nữa họ sẽ đuổi Hạnh Hân đi luôn ấy chứ. Vệ Uyển buồn bã, tức giận nói, mẹ đừng nói nữa, mẹ về đi. Bà ngoại Hạnh Hân lầm bầm bỏ đi. Vệ Uyển đi một mình, vừa đi vừa lau nước mắt trong sự bất bình. Cô ta vẫn cảm thấy mình đúng. Ông cụ Tô và những người khác đúng là quá thiên vị. Vệ Uyển đang kìm nén sự bất mãn của mình, nhưng vào lúc này, cô ta nhìn thấy có người đang gây rối ở cổng trang viên. Một bảo vệ gác cổng vội vàng đi tới, định tìm quản gia, nhưng Vệ Uyển lập tức ngăn lại. Chuyện gì xảy ra vậy? Bảo vệ nói, có hai người bên ngoài nói là cha mẹ của tiểu thư Túc Bảo. Tôi phải đi báo với quản gia. Vệ Uyển sửng sốt, cha ruột của Túc Bảo. Cô đã nghe nói về gia đình nhà họ Lâm ở Nam Thành, sau khi Túc Bảo khiến mẹ kế bị sảy thai, ba của Túc Bảo là Lâm Phong đã đánh chửi Túc Bảo thậm tệ, vậy nên nhà họ Tô đã trực tiếp khiến họ phá sản. Vệ Uyển cụp mắt xuống, ánh mắt khẽ lóe lên. Hạnh Hân của cô ta oan ức như vậy, buồn khổ như vậy, tại sao Túc Bảo lại có thể sống vui vẻ? Cô ta phải để người khác thấy Túc Bảo là đứa trẻ như thế nào? Phải để mọi người biết rằng Túc Bảo biết nhà ông bà ngoại giàu có. Lập tức theo các cậu rời đi, bỏ lại ông bà nội và bố ruột đang chật vật sống qua ngày. Đây chẳng phải là ghét nghèo yêu giàu sao? Vệ Uyển nói, cho bọn họ vào đi. Bảo vệ sửng sốt, nhị phu nhân, chuyện này, không cần báo lại với lão phu nhân sao? Vệ Uyển cau mày, lời của tôi nghe không hiểu à? Lâm Phong và Mục Thấm Tâm bước vào trang viên Tô gia như mong muốn. Nhà họ Tô huy hoàng và uy nghiêm, chỉ riêng bãi cỏ trước cổng đã có hai mẫu. Khi Lâm Phong và Mục Thấm Tâm ở Nam Thành, họ tự cho mình là người của giới thượng lưu, nhưng bây giờ đứng trước trang viên nhà họ Tô, họ cảm thấy suy nghĩ đó thật buồn cười. Cả hai bất giác nắm chặt bộ đồ nhăn nhúm trên người. Mục Thấm Tâm ấm áp nói, anh Phong, nhà ngoại Túc Bảo thật lớn a. Anh Phong là ba ruột Túc Bảo, bất kể thế nào, Túc Bảo cũng không thể quên người ba này được. Nếu như Tô gia nguyện ý giúp anh không cần phải trốn chui trốn nhũi nữa. Nói không chừng có thể cùng Túc Bảo chung sống tại đây đấy. Trong lòng Lâm Phong bừng bừng hưng phấn. Mục Thấm Tâm lại trầm giọng nói, nếu như Tô gia vô lý, chúng ta liền tranh giành quyền nuôi dưỡng Túc Bảo, bọn họ chỉ là nhà ngoại Túc Bảo, mà chúng ta là ba mẹ con bé a. Lâm Phong gật đầu lia lịa, đúng vậy, hôm nay anh ta nhất định phải bám lấy cọng dây cứu mạng này, bất luận thế nào cũng sẽ không rời đi. Tất cả những gì anh ta cần là một lời đảm bảo từ nhà họ Tô, thì mọi vấn đề của anh ta sẽ được giải quyết. Trao đổi quyền nuôi dưỡng Tô Bảo để anh ta lấy lại vinh quang cũng là phần thưởng nho nhỏ vì đã nuôi dạy Túc Bảo lâu như vậy. Sau trò hề vừa rồi, Túc Bảo thay quần áo và xuống chuẩn bị cắt bánh lần nữa. Bất kể sự việc như thế nào, mọi người xung quanh đều trưng ra khuôn mặt tươi cười và chúc Túc Bảo sinh nhật vui vẻ. Đây là lần đầu tiên có nhiều người chúc mừng sinh nhật bé như vậy. Túc Bảo không khỏi cảm thấy vui vẻ, chuyện không vui vừa rồi cũng nhanh chóng biến mất. Bà cụ Tô ân cần nói, Túc Bảo lại đây. Con hãy ước một điều ước đi. Túc Bảo chắp tay, nhắm mắt lại, trong lòng vô cùng thành kính. Bé hy vọng mẹ sẽ được hạnh phúc trên trời kia, và bé cũng hy vọng có thể gặp lại mẹ. Bé hy vọng bà ngày càng khỏe hơn, có thể đứng dậy và chạy thật nhanh như bé vậy. Hy vọng cậu cả làm ăn phát đạt, cậu hai, cậu ba. Bé đã ước tất cả những gì cho ông bà và các cậu nhưng bé lại quên mất bản thân. Tô Dịch Thần bế bé lên, cười nói. Thổi nến đi nào. Túc Bảo hít sâu một hơi, hai má phồng lên,
thổi phù ra một hơi. Thật không may, đứa trẻ quá nhỏ nên chỉ thổi tắt được một ngọn nến. Mọi người không nhịn được cười nhìn Túc Bảo, mấy ông cậu đi tới, đi theo bé thổi tắt ba cây nến còn lại. Mọi người đang muốn vỗ tay hoan hô, nhưng vào lúc này, một thanh âm cực kỳ đột ngột vang lên, Túc Bảo. Mục Thấm Tâm và Lâm Phong vừa chen vào, bọn họ nhìn thấy cảnh tượng vui vẻ này, không khỏi buồn bực. Bọn họ thì chật vật, đau khổ còn Túc Bảo lại vui vẻ ở đây cắt bánh sinh nhật. Nhưng dù buồn bực thế nào cả hai không quên kế hoạch của mình. Mục Thấm Tâm yếu ớt, hai mắt đỏ hoe nói, Túc Bảo. Sinh nhật vui vẻ, mẹ đến muộn. Lâm Phong cũng nói, ba và mẹ đã mang quà đến cho con quà. Túc Bảo vừa nhìn thấy hai người bọn họ, nụ cười trên khuôn mặt nhỏ nhắn liền biến mất, khóe miệng không khỏi sụt xuống. Bé quay mặt đi, không thèm nhìn hai người họ một cái. Ông cụ Tô sắc mặt khó coi, tức giận quát, ai cho các người bước vào đây? Cút ra ngoài. Không ngờ, Lâm Phong cùng Mục Thấm Tâm, bụp, một cái, đều quỳ xuống. Lâm Phong vẻ mặt áy náy, ba vợ, con sai rồi, con thừa nhận lúc Tô Bảo còn nhỏ là con quá bận rộn không quan tâm đến con bé. Đây là lỗi của con, đứa nhỏ trong bụng Thấm Tâm đã 6 tháng tuổi rồi, nhưng không ngờ đột nhiên mất, trong cơn tức giận không kiềm chế được đã đánh Túc Bảo hơi mạnh tay. Nước mắt của Mục Thấm Tâm lặng lẽ rơi xuống, với vẻ mặt đau khổ nhưng lại cố tỏ ra bao dung, Túc Bảo, là mẹ không tốt. Lúc con cần nhất, mẹ đã không ở bên cạnh con. Hai người anh một câu, em một câu, ai nấy đều nhanh chóng thay nhau nói. Hóa ra hai người này là ba và mẹ kế của Túc Bảo. Tô lão gia tức giận đến nhíu chặt mày lại định nói gì đó nhưng bị Tô Nhất Trần giơ tay ngăn cản, nháy mắt một cái. Thấy vậy, Lâm Phong và Mục Thấm Tâm vui mừng khôn xiết. Kế này thực sự hiệu quả. Lâm Phong tiếp tục thở dài, Túc Bảo. Trong quá trình con lớn lên, ba đã nợ con quá nhiều. Con có thể tha thứ cho ba không? Mục Thấm Tâm cũng nghẹn ngào nói, Túc Bảo, mẹ cũng đã suy nghĩ rõ ràng, từ nay về sau mẹ sẽ không quan tâm việc có con trai con gái gì nữa. Người một nhà chúng ta sống thật tốt, được không? Ông Tô lạnh lùng nhìn Vệ Uyển. Vừa rồi nhìn Hạnh Hân, trên mặt còn có chút dịu dàng, nhưng bây giờ thì không còn chút nào. Thằng hai, đem cô ta về đi, hai người nên tự ngẫm lại với nhau đi. Ông cụ Tô đã kiềm chế bản thân lắm rồi, ông đã cố để không chỉ trích Vệ Uyển trước mặt người ngoài. Người ngoài có thể không hiểu điều này có nghĩa là gì, nhưng Vệ Uyển và bà ngoại Hạnh Hân biết rất rõ rằng ông cụ Tô muốn bọn họ ly hôn. Bà ngoại Hạnh Hân lại bắt đầu xen vào, ông thông ra bình tĩnh, bình tĩnh. Tiểu Uyển cũng không phải cố ý, nó chỉ là quá yêu con gái mình mà thôi. Như vậy làm sao có thể gọi là sai được. Bà ngoại Hạnh Hân ngoài mặt thì tươi cười nhưng thực ra trong lòng lại rất khó chịu. Sắc mặt Vệ Uyển trở nên khó coi, nói, mẹ đừng nói nữa. Cô quay lưng bỏ đi, bà ngoại Hạnh. Hân vội vàng đi theo. Sau khi đi xa, bà ngoại Hạnh Hân lại bắt đầu. Con xem, mẹ vừa mới nói người nhà bọn họ thiên vị, quả không sai mà. Đều là cháu, sao có thể không ngừng chỉ trích Hạnh Hân như thế? Hạnh Hân còn nhỏ như vậy, không biết có bao nhiêu oan ức. Họ không nói một lời nào chỉ trích Túc Bảo, vậy đó hoàn toàn là lỗi của nhà chúng ta sao? Nếu mọi việc cứ tiếp tục như vậy, có khi một thời gian nữa họ sẽ đuổi Hạnh Hân đi luôn ấy chứ? Vệ Uyển buồn bã, tức giận nói, mẹ đừng nói nữa, mẹ về đi. Bà ngoại Hạnh Hân lầm bầm bỏ đi. Vệ Uyển đi một mình, vừa đi vừa lau nước mắt trong sự bất bình. Cô ta vẫn cảm thấy mình đúng, ông cụ Tô và những người khác đúng là quá thiên vị. Vệ Uyển đang kìm nén sự bất mãn của mình, nhưng vào lúc này, cô ta nhìn thấy có người đang gây rối ở cổng trang viên. Một bảo vệ gác cổng vội vàng đi tới, định tìm quản gia, nhưng Vệ Uyển lập tức ngăn lại. Chuyện gì xảy ra vậy? Bảo vệ nói. Có hai người bên ngoài nói là cha mẹ của tiểu thư Túc Bảo. Tôi phải đi báo với quản gia. Vệ Uyển sửng sốt, cha ruột của Túc Bảo. Cô đã nghe nói về gia đình nhà họ Lâm ở Nam Thành, sau khi Túc Bảo khiến mẹ kế bị sảy thai, ba của Túc Bảo là Lâm Phong đã đánh chửi Túc Bảo thậm tệ, vậy nên nhà họ Tô đã trực tiếp khiến họ phá sản. Vệ Uyển cụp mắt xuống, ánh mắt khẽ lóe lên. Hạnh Hân của cô ta oan ức như vậy, buồn khổ như vậy, tại sao Túc Bảo lại có thể sống vui vẻ? Cô ta phải để người khác thấy Túc Bảo là đứa trẻ như thế nào. Phải để mọi người biết rằng Túc Bảo biết nhà ông bà ngoại giàu có, lập tức theo các cậu rời đi, bỏ lại ông bà nội và bố ruột đang chật vật sống qua ngày. Đây chẳng phải là ghét nghèo yêu giàu sao?
Vệ Uyển nói, cho bọn họ vào đi. Bảo vệ sửng sốt, nhị phu nhân, chuyện này, không cần báo lại với lão phu nhân sao? Vệ Uyển cau mày, lời của tôi nghe không hiểu à? Lâm Phong và Mục Thấm Tâm bước vào trang viên Tô gia như mong muốn. Nhà họ Tô huy hoàng và uy nghiêm, chỉ riêng bãi cỏ trước cổng đã có hai mẫu, khi Lâm Phong và Mục Thấm Tâm ở Nam Thành, họ tự cho mình là người của giới thượng lưu, nhưng bây giờ đứng trước trang viên nhà họ Tô, họ cảm thấy suy nghĩ đó thật buồn cười. Cả hai bất giác nắm chặt bộ đồ nhăn nhúm trên người. Mục Thấm Tâm ấm áp nói, anh Phong, nhà ngoại Túc Bảo thật lớn a. Anh Phong là ba ruột Túc Bảo, bất kể thế nào, Túc Bảo cũng không thể quên người ba này được. Nếu như Tô gia nguyện ý giúp anh không cần phải trốn chui trốn nhũi nữa, nói không chừng có thể cùng Túc Bảo chung sống tại đây đấy. Trong lòng Lâm Phong bừng bừng hưng phấn. Mục Thấm Tâm lại trầm giọng nói, nếu như Tô gia vô lý, chúng ta liền tranh giành quyền nuôi dưỡng Túc Bảo, bọn họ chỉ là nhà ngoại Túc Bảo, mà chúng ta là ba mẹ con bé a. Lâm Phong gật đầu lia lịa, đúng vậy, hôm nay anh ta nhất định phải bám lấy cọng dây cứu mạng này, bất luận thế nào cũng sẽ không rời đi. Tất cả những gì anh ta cần là một lời đảm bảo từ nhà họ Tô, thì mọi vấn đề của anh ta sẽ được giải quyết. Trao đổi quyền nuôi dưỡng Tô Bảo để anh ta lấy lại vinh quang cũng là phần thưởng nho nhỏ vì đã nuôi dạy Túc Bảo lâu như vậy. Sau trò hề vừa rồi, Túc Bảo thay quần áo và xuống chuẩn bị cắt bánh lần nữa. Bất kể sự việc như thế nào, mọi người xung quanh đều trưng ra khuôn mặt tươi cười và chúc Túc Bảo sinh nhật vui vẻ. Đây là lần đầu tiên có nhiều người chúc mừng sinh nhật bé như vậy. Túc Bảo không khỏi cảm thấy vui vẻ, chuyện không vui vừa rồi cũng nhanh chóng biến mất. Bà cụ Tô ân cần nói, Túc Bảo lại đây. Con hãy ước một điều ước đi. Túc Bảo chắp tay, nhắm mắt lại, trong lòng vô cùng thành kính. Bé hy vọng mẹ sẽ được hạnh phúc trên trời kia, và bé cũng hy vọng có thể gặp lại mẹ. Bé hy vọng bà ngày càng khỏe hơn, có thể đứng dậy và chạy thật nhanh như bé vậy. Hy vọng cậu cả làm ăn phát đạt, cậu hai, cậu ba. Bé đã ước tất cả những gì cho ông bà và các cậu nhưng bé lại quên mất bản thân. Tô Dịch Thần bế bé lên, cười nói. Thổi nến đi nào. Túc Bảo hít sâu một hơi, hai má phồng lên, thổi phù ra một hơi. Thật không may, đứa trẻ quá nhỏ nên chỉ thổi tắt được một ngọn nến. Mọi người không nhịn được cười nhìn Túc Bảo, mấy ông cậu đi tới, đi theo bé thổi tắt ba cây nến còn lại. Mọi người đang muốn vỗ tay hoan hô, nhưng vào lúc này, một thanh âm cực kỳ đột ngột vang lên, Túc Bảo. Mục Thấm Tâm và Lâm Phong vừa chen vào, bọn họ nhìn thấy cảnh tượng vui vẻ này, không khỏi buồn bực. Bọn họ thì chật vật, đau khổ còn Túc Bảo lại vui vẻ ở đây cắt bánh sinh nhật. Nhưng dù buồn bực thế nào cả hai không quên kế hoạch của mình. Mục Thấm Tâm yếu ớt, hai mắt đỏ hoe nói, Túc Bảo. Sinh nhật vui vẻ, mẹ đến muộn. Lâm Phong cũng nói, ba và mẹ đã mang quà đến cho con quà. Túc Bảo vừa nhìn thấy hai người bọn họ, nụ cười trên khuôn mặt nhỏ nhắn liền biến mất, khóe miệng không khỏi sụ xuống. Bé quay mặt đi, không thèm nhìn hai người họ một cái. Ông cụ Tô sắc mặt khó coi, tức giận quát, ai cho các người bước vào đây? Cút ra ngoài. Không ngờ, Lâm Phong cùng Mục Thấm Tâm, bụp, một cái, đều quỳ xuống. Lâm Phong vẻ mặt áy náy, ba vợ, con sai rồi, con thừa nhận lúc Tô Bảo còn nhỏ là con quá bận rộn không quan tâm đến con bé. Đây là lỗi của con, đứa nhỏ trong bụng Thấm Tâm đã 6 tháng tuổi rồi, nhưng không ngờ đột nhiên mất, trong cơn tức giận không kiềm chế được đã đánh Túc Bảo hơi mạnh tay. Nước mắt của Mục Thấm Tâm lặng lẽ rơi xuống, với vẻ mặt đau khổ nhưng lại cố tỏ ra bao dung, Túc Bảo, là mẹ không tốt. Lúc con cần nhất, mẹ đã không ở bên cạnh con. Hai người anh một câu, em một câu, ai nấy đều nhanh chóng thay nhau nói. Hóa ra hai người này là ba và mẹ kế của Túc Bảo. Tô lão gia tức giận đến nhíu chặt mày lại định nói gì đó nhưng bị Tô Nhất Trần giơ tay ngăn cản, nháy mắt một cái. Thấy vậy, Lâm Phong và Mục Thấm Tâm vui mừng khôn xiết. Kế này thực sự hiệu quả. Lâm Phong tiếp tục thở dài, Túc Bảo, trong quá trình con lớn lên, ba đã nợ con quá nhiều. Con có thể tha thứ cho ba không? Mục Thấm Tâm cũng nghẹn ngào nói, Túc Bảo, mẹ cũng đã suy nghĩ rõ ràng, từ nay về sau mẹ sẽ không quan tâm việc có con trai con gái gì nữa. Người một nhà chúng ta sống thật tốt, được không? Lâm Phong sắp tức đến hộc máu rồi. Anh ta có phải là đã bị Mục Thấm Tâm lợi dụng rồi không? Nhớ lại khoảng thời gian sau khi phá sản, Lâm Phong dường như hiểu ra mọi chuyện. Hai mắt anh ta đỏ ngầu, nghiến răng nghiến lợi, Mục Thấm Tâm,
cô đã sớm muốn rời khỏi tôi rồi đúng không? Nếu đứa nhỏ sinh ra, cô sẽ không rời đi được, cho nên cô lợi dụng Túc Bảo để thủ tiêu đứa con trong bụng cô đúng không? Mục Thấm Tâm lúc này vẫn không chịu thừa nhận, vừa lắc đầu vừa lau nước mắt, dáng vẻ như người bị hại oan ức lắm. Không, thật sự không phải như vậy. Lâm Phong mặc dù trong lòng rất khó chịu, nhưng sau khi nghĩ lại, đây không phải là lúc để đôi co với cô ta. Vậy nên hắn giả vờ như hắn cũng bị cô ta lừa đến không biết gì, cô, cái người phụ nữ độc địa này. Cô đã lừa tôi lâu như vậy, cô khiến tôi hiểu lầm về Túc Bảo hết lần này đến lần khác. Túc Bảo, tất cả là lỗi của ba, là ba bị kẻ xấu che mắt, ba đã bị người mà ba tin tưởng nhất lừa dối. Tô Nhất Trần ngoác ngoác ngón tay. Bác Nhiếp lại lấy ra một vài tài liệu và chiếu chúng lên màn hình. Đầu tiên là giấy chứng tử của Tô Cẩm Ngọc và giấy chứng nhận kết hôn của Lâm Phong. Tô Cẩm Ngọc qua đời vào đầu tháng 3 mà Lâm Phong đã kết hôn với Mục Thấm Tâm vào cuối tháng 3. Thứ hai là tình cảnh sống còn của Túc Bảo ở bệnh viện, trong đó ghi rõ ngừng hô hấp đột ngột, sốc tinh thần, gãy xương sườn thứ 3, thứ 4, thứ 6 và thứ 7 của xương sườn trái, gãy xương cánh tay, gãy cánh tay phải, chân trái bẻ cong ra ngoài, trên mô tê cóng không hồi phục, đứt ngón út bàn chân trái. Sau đó còn có một bức ảnh, là bị người hàng xóm nào đó lén lút chụp, Túc Bảo mặc một bộ đồ ngủ quỳ trên tuyết, bị tuyết chôn vùi chỉ để lộ ra một tấm lưng gầy nhỏ. Lâm Phong trong lòng chợt phát lạnh. Tất cả mọi người không khỏi kinh ngạc che miệng lại. Chỉ trong vài chữ ngắn gọn, tất cả đều cho thấy Túc Bảo đã bị đánh đập dã man như thế nào vào thời điểm đó. Mọi người không khỏi tức giận nhìn Lâm Phong, đứa nhỏ bị thương nặng, hấp hối đưa vào bệnh viện cấp cứu, vậy mà hắn còn dám nói, ba ngoài ý muốn đánh mạnh một chút. Khi bà Tô nhìn thấy hồ sơ bệnh án, đã suýt ngất lịm vì đau lòng. Cái này mà được coi ngoài ý muốn hả, nói khó nghe một chút, chính là muốn lấy mạng con bé đấy. Trời đổ nhiều tuyết như vậy, lại để cho đứa nhỏ quỳ trong tuyết. Lạnh băng, tím tái, vừa rồi tôi, còn tưởng anh ta đáng thương. Đây có còn là người sao, là dã thú mới đúng. Anh ta còn dám mạnh miệng nói mình là ba con bé. Tô Nhất Trần cười lạnh, tiếp tục. Chú Nhiếp đưa ra một lệnh bắt giữ khác có đóng dấu chính thức, giải thích. Một năm trước tập đoàn Lâm Thị đã bị phát hiện ra các vụ án buôn lậu trái phép, làm ba người thiệt mạng. Trong năm nay, bên trên chưa từng từ bỏ cuộc điều tra, hiện tại họ đã xác định và thu được chứng cứ, kẻ tình nghi số 1, Lâm Phong, chính thức bị truy nã. Nói cách khác, Lâm Thị hoàn toàn không phải bị phá sản bởi sự trả thù của nhà họ Tô, mà là tự làm. Tự chịu. Lâm Phong cũng ngồi sụp xuống đất, biết rằng mọi thứ đã không còn cứu vãn được nữa. Đã hết, hết thật rồi. Mọi người đều sững sờ trước sự thật. Vợ vừa mất, người chồng vội cưới vợ mới. Vợ mới liên tục bạo hành con gái nhỏ nhưng anh ta lại mặc kệ, vợ mới vu oan cho con gái, anh ta lại. Đánh con đến gần như chỉ còn một hơi thở thoi thóp. Thậm chí, họ còn cố tình tung tin đồn thất thiệt, đổ hết lỗi cho Túc Bảo. Trên đời này sao lại có người cha độc ác như vậy chứ? Những người đã có con đồng cảm lên tiếng, loại người này không xứng sống trên đời. Đồ rác rưởi, gọi cảnh sát bắt hắn đi. Khi Lâm Phong nghe thấy có người gọi cảnh sát, anh ta lập tức hoảng sợ, lo lắng đến mức muốn xông lên bắt lấy Túc Bảo làm con tin. Nếu họ dám gọi cảnh sát và bắt hắn, anh ta sẽ giết Túc Bảo. Phải để Túc Bảo chết cùng anh ta, để họ phải hối hận khi làm vậy. Ai biết rằng trước khi Lâm Phong lao đến trước mặt Túc Bảo, Tô Nhất Trần đã nhấc chân, đạp anh ta ra xa một cách tàn nhẫn. Một số vệ sĩ mặc đồ đen lập tức tiến lên, túm lấy cổ áo của Lâm Phong và Mục Thấm Tâm, kéo họ ra ngoài. Mục Thấm Tâm không còn cách nào khác ngoài việc giả vờ bị oan ức rồi khóc lóc. Còn Lâm Phong thì sao? Anh ta tiếp tục hét lên. Dù sao Túc Bảo cũng là do tôi nuôi lớn. Không có tôi, nó có thể xuất hiện ở thế giới này sao? Cho dù hơn 3 năm qua tôi đối xử tệ bạc với nó, cũng không thể phủ nhận sự thật, nó mang dòng máu của tôi, là do tôi sinh ra. Nhà họ Tô các người là đồ vô ơn. Tô Nhất Trần cười khẩy, Túc Bảo thực sự không phải là con của anh. Lâm Phong sửng sốt, anh có ý gì? Tô Nhất Trần cao cao tại thượng, lạnh lùng nhìn Lâm Phong, kết quả kiểm tra DNA cho thấy anh không phải là cha ruột của Túc Bảo. Đầu óc Lâm Phong đột nhiên nổ tung. Anh ta biết rõ điều này nghĩa là gì, con đường còn lại duy nhất của anh ta đã bị chặn rồi. Anh ta, thật sự không phải cha ruột của Túc Bảo. Không thể nào, hoàn toàn không thể nào.
Lâm Phong đã quên rằng trước đây anh ta ước biết bao nhiêu lần rằng mình sẽ không có đứa con như Túc Bảo. Gạch nối. Suy cho cùng thì chỉ cần không động đến lợi ích của anh ta, thì anh ta có thể không cần có đứa con này cũng được, nhưng một khi liên quan đến lợi ích, thì anh ta phải là cha ruột của Túc Bảo. Lâm Phong tuyệt vọng mắng Tô Cẩm Ngọc, Túc Bảo và cả nhà họ Tô. Túc Bảo lặng lặng đứng ở trong đám người, bé vẫn trầm mặc, tựa hồ mọi chuyện đều không liên quan đến bé. Nhưng người nhà họ Tô lại cảm thấy rằng Túc Bảo chắc chắn đã rất buồn. Một vệ sĩ mặc đồ đen lập tức cởi tất nhét vào miệng Lâm Phong. Hừ, cuối cùng cũng yên lặng. Vệ sĩ đã làm việc cho Tô gia nhiều năm, nên đối với gia chủ ít nhiều cũng có tình cảm. Với sự phẫn nộ của bản thân, vệ sĩ đã đấm vào thẳng mũi Lâm Phong một cái. Lâm Phong gãy sống mũi hai lần, lại gãy lại theo vết cũ. Hiện trường trong nháy mắt yên tĩnh, chỉ có Lâm Phong không cam lòng miệng luôn chửi rủa nhà họ Tô, bên ngoài trang viên có mấy chiếc xe cảnh sát đang chờ anh ta. Ngay khi Lâm Phong bị ném ra ngoài, còng số 8 đã nhẹ nhàng đặt vào tay anh ta. Mục Thấm Tâm còn muốn chạy trốn, lại bị bắt đi vì tội danh cố ý tung tin đồn thất thiệt. Buôn lậu, giết hại ba mạng người, điều chờ đợi Lâm Phong là ít nhất là tù chung thân hoặc thậm chí là tử hình. Lâm Phong tuyệt vọng, anh ta không biết mình đã đi sai bước nào. Nếu như ngay từ đầu đối đãi tốt với Tô Cẩm Ngọc, bây giờ chẳng phải đã thành rể quý rồi sao? Hoặc là ngay từ đầu đối với Túc Bảo thật tốt thì hiện tại có thể ngồi mát ăn bát vàng. Nhưng trách sao được, anh ta lại không biết Tô Cẩm Ngọc là thiên kim kiều quý của nhà họ Tô. Nếu như anh ta sớm biết, sao có thể để xảy ra chuyện như vậy? Lâm Phong vừa nghĩ tới đây, hai mắt đỏ lên, đưa chân đạp lên ngực Mục Thấm Tâm. Đều là lỗi của cô, tiện nhân, tôi giết cô. Mục Thấm Tâm không kịp phản ứng, đầu đập mạnh vào khung xe, lập tức hét lên. Máu từ đầu cô ta chảy ra, ngã xuống ghế, bị Lâm Phong đạp đến chết tại chỗ. Linh hồn của Mục Thấm Tâm bay ra khỏi cơ thể, rất nhanh cô ta nhận ra rằng mình đã chết, lập tức hét toáng lên. Không, cô ta sao lại chết? Cô ta không thể chết. Cô ta còn trẻ đẹp, vừa rồi cô ta còn đang nghĩ đến việc sau khi ra tù sẽ đổi tên đổi họ, sau đó sẽ đi tìm một tên đại gia ngu ngốc nào đó. Trong nháy mắt bị Lâm Phong đạp chết, thật sự quá không cam lòng. Mục Thấm Tâm hét lên, lao về phía Lâm Phong. Trong trang viên, tất cả mọi người không ngừng thở dài, đều cảm thấy trong không khí có mùi khó chịu. Dù sao hổ dữ không ăn thịt con, Lâm Phong thật sự quá đê tiện. Tô lão phu nhân ôm lấy Túc Bảo, nghẹn ngào nói, Túc Bảo, chúng ta trở vào nhà nhé. Họ không còn tâm trạng để tổ chức bữa tiệc sinh nhật này nữa. Mọi người nhìn Túc Bảo đầy thương cảm, tất cả sự thật đều được sáng tỏ. Túc Bảo ở giữa sóng gió lại cười ngọt ngào, Túc Bảo có sao không? Không sao, bà ngoại, hiện tại Túc Bảo đã khỏe rồi. Cục sữa nhỏ cười một cách ngây thơ đơn thuần, bé là người bị tổn thương nhiều nhất, lại là người đầu tiên đến an ủi người khác. Đứa trẻ này cũng thật lương thiện. Đôi mắt bà cụ Tô đỏ hoe. Túc Bảo ôm con thỏ bông và con vẹt trên tay, còn một tay bé không ngừng vuốt vuốt đầu bà cụ Tô. Bà ngoại, đừng khóc. Nước mắt bà cụ Tô cuối cùng cũng không kìm được nữa, ào ào tuôn ra. Tô Dịch Thần và những người khác đẩy bà cụ Tô trở lại phòng, Tô Nhất Trần bế Túc Bảo lên, nhỏ giọng hỏi, Túc Bảo có buồn không? Ban đầu, anh cũng không muốn tiết lộ chuyện Lâm Phong không phải là cha ruột của Túc Bảo trong chính ngày sinh nhật của con bé. Nhưng có một số việc nhất định phải nhanh chóng xử lý triệt để, không thể để đem dài lắm mộng được. Điều duy nhất khiến Tô Nhất Trần do dự là phản ứng của Túc Bảo. Túc Bảo lại lắc đầu, con không buồn đâu. Lại không phải Túc Bảo làm sai mà. Ba làm sai, nên người buồn phải là ba. Tô Dịch Thần giật mình, cô bé này. Mặc dù cô bé còn rất nhỏ, nhưng bé dường như biết tất cả mọi thứ. Tô Dịch Thần trong lòng mềm nhũn, sờ sờ đầu nhỏ của Túc Bảo. Trong tương lai, anh sẽ không bao giờ để bé phải chịu bất kỳ tổn thương nào nữa. Còn người để Lâm Phong và Mục Thấm Tâm vào đây lúc nãy. Tô Dịch Thần ngẩng đầu cười lạnh một tiếng. Lúc này, Vệ Uyển đang lén lút quan sát tình hình bên ngoài qua cửa sổ. Nhìn thấy Lâm Phong và Mục Thấm Tâm bị đuổi đi, tất cả những hiểu lầm đã được giải quyết, mọi người nhìn Túc Bảo với vẻ mặt đau lòng. Dù biết đó là hiểu lầm, nhưng không biết vì sao, Vệ Uyển lại không vui chút nào. Lúc này, cô ta nhìn thấy Tô Dịch Thần từ xa cười lạnh, trong lòng run lên. Cô ta chỉ để Lâm Phong và Mục Thấm Tâm vào trong. Trước đó cô ta không biết sự thật, những người không biết đều vô tội,
vì vậy họ cũng không thể trách cô ta. Đôi mắt của Vệ Uyển đột nhiên đỏ lên, tôi càn quấy. Tại sao tôi lại làm vậy? Mọi việc tôi làm không phải là vì anh và con sao? Anh bây giờ lại trách tôi. Anh đã từng quan tâm đến Hạnh Hân chưa? Anh có biết con bé đáng thương như thế nào không? Anh là ba, vừa rồi sao không bảo vệ con gái mình? Vệ Uyển thay đổi chủ đề, lập tức đổ lỗi sang Tô Tử Lâm một cách hùng hồn. Nhưng Tô Tử Lâm lại không để ý, chỉ bỏ lại một câu, ly hôn đi. Anh đặt tờ đơn ly hôn lên bàn, dứt khoát bỏ đi không ngoảnh lại. Vệ Uyển sửng sốt, anh nói cái gì? Cô ta ném mạnh chiếc gối, hét lên, tôi không đồng ý ly hôn. Không bao giờ. Bà ngoại Hạnh Hân tình cờ đi vào, nhìn thấy cảnh này, bà bối rối nói, chuyện gì xảy ra vậy? Sao nghĩ cho con người ta được nhưng lại không nghĩ cho vợ con mình? Làm sao có thể có loại đàn ông như vậy? Thật là. Còn cái con nhỏ Túc Bảo kia, vừa mới trở về đã làm cho cậu hai mình ly hôn. Vệ Uyển hét lên, đừng nói nữa. Mẹ về đi, mẹ về nhà của mình đi. Mỗi lần bà ngoại Hạnh Hân đến trang viên của Tô gia, bà đều phải ở đó vài ngày, tận hưởng cảm giác cao quý khi được nhiều người hầu hạ. Bà ta mới ở đây chưa được bao lâu nên đương nhiên là không chịu rời đi. Này, Tiểu Uyển, bình tĩnh lại. Có chuyện gì thì từ từ nói với Tử Lâm. Không được, chúng ta phải tìm cách khác. Đôi mắt Vệ Uyển đỏ hoe trực tiếp đẩy mẹ mình ra ngoài, đóng sầm cửa lại. Bà ta lại gõ cửa, này, Tiểu Uyển, sao lại tức giận với mẹ chứ? Bà ta nói sai cái gì chứ? Đó là sự thật mà. Tiệc sinh nhật không tổ chức được nữa, Tô Nhạc Phi bưng ly rượu lên, khẽ mỉm cười, cảm ơn tấm lòng của các vị vì đã đến dự tiệc sinh nhật lần thứ tư của Túc Bảo nhà chúng tôi. Túc Bảo là con gái nhỏ của em gái chúng tôi Tô Cẩm Ngọc, mặc dù Ngọc Nhi đã mất, nhưng chúng tôi sẽ không bao giờ để Túc Bảo chịu bất kỳ ủy khuất nào. Hôm nay tôi cũng muốn nói cho mọi người biết, Túc Bảo họ Tô, Tô Tử Tô. Một lần nữa cảm ơn mọi người. Mọi người nhanh chóng nói vài câu khách sáo, sau đó lần lượt rời khỏi trang viên Tô gia. Khi họ bước ra ngoài, không thể không nhỏ giọng nói. Được vây quanh bởi ông bà ngoài và tám người cậu, tôi phải nói rằng, tôi hâm mộ Túc Bảo quá. Đúng đúng đúng, đây mới là tiểu công chúa thật sự. Tuyết Nhi nắm chặt lấy quần áo của mẹ cô, nghĩ đến sự xinh đẹp của Túc Bảo trong chiếc váy bầu trời đầy sao lấp lánh. Tuyết Nhi còn đố kỵ, ghen ghét hơn. Cô bé cũng muốn có nhiều người cậu mạnh mẽ và đẹp trai như vậy. Lúc này, mẹ của Tuyết Nhi phát hiện ra vẫn còn một số người trong phòng khách ở tầng 1 của nhà họ Tô. Thấy người quen xông vào, cô vội giữ lấy hỏi, anh Lý, có chuyện gì vậy? Người được gọi là anh Lý đáp, viện sĩ Lao đến rồi. Mẹ của Tuyết Nhi nghe thấy cái tên này đôi mắt lập tức sáng lên. Cha của Tuyết Nhi lập tức đưa cả nhà qua chào hỏi. Tuyết Nhi hít một hơi thật sâu, cẩn thận nói, mẹ, là lỗi của Tuyết Nhi, vừa rồi con quá sợ hãi, nhớ lầm. Mẹ Tuyết Nhi còn muốn nói cái gì đó, nhưng cuối cùng chỉ nói, mẹ không trách con. Làm sao con cô ta có thể sai được? Ghen tị là chuyện tốt. Chứng tỏ Tuyết Nhi là người có động lực phấn đấu. Người không biết đố kỵ sẽ không tiến bộ, mẹ Tuyết Nhi cho rằng chỉ cần cẩn thận che lại tâm tư nhỏ nhen của mình là được, Tuyết Nhi của cô ta đã làm rất tốt ở phương diện này. Đi thôi, mẹ dẫn con đi, con không phải thích tranh sơn dầu nhất sao? Lão viện sĩ tới rồi, đây là cơ hội của con. Bình thường muốn gặp viện sĩ Lao rất khó, huống chi là mời một đại nhân vật đến tham dự yến tiệc kiểu này. Nhưng nếu đã gặp ở đây mẹ Tuyết Nhi cảm thấy mình rất may mắn. Nếu như Tuyết Nhi của cô ta có thể được viện sĩ Lao thu nhận làm học trò, thì cô ta có thể ngẩng cao đầu đắc ý rồi. Hai mắt Tuyết Nhi sáng lên, vội vàng hỏi, có phải là người thừa kế di sản văn hóa phi vật thể có quyền lực nhất, có thẩm quyền nhất đã được cục chính vụ chứng nhận của viện sĩ hội họa truyền thống Trung Quốc. Tuyết Nhi vội vàng nói lên để chứng tỏ bản thân hiểu rất rõ những người trong giới hội họa. Mẹ Tuyết Nhi hài lòng gật đầu, đúng vậy, Tuyết Nhi lợi hại, sau này con nhất định phải biểu hiện thật tốt đấy nhé. Những bức tranh sơn dầu của Tuyết Nhi nhà cô đã từng được chọn để đánh giá bởi nhóm thanh thiếu niên của Học viện Hội họa Trung Quốc, điều đó cho thấy Tuyết Nhi nhà cô tài giỏi thế nào. Tuyết Nhi được mẹ khen ngợi, cảm thấy tràn đầy tự tin. Cô bé cảm thấy rằng trong số rất nhiều người trẻ tuổi, cô là đứa trẻ có năng khiếu hội họa nhất. Cô phải nhận được sự công nhận của viện sĩ Lao. Đến lúc đó Túc Bảo sẽ bị đem ra so sánh với mình. Anh Tử Chiến cũng sẽ nhìn cô bằng ánh mắt khác. Lúc này ở lầu 2 biệt thự Tô gia.
Tô lão gia vỗ vỗ bả vai nhỏ của Túc Bảo, ôn nhu nói, Túc Bảo lại đây, ông nội giới thiệu con với một người bạn cũ. Túc Bảo gật đầu, được à. Cục sữa nhỏ có khuôn mặt non nớt nhưng lại nghiêm túc gật đầu như một bà cụ non, khiến bà cụ Tô cười thích thú. Trong đại sảnh tầng 1, nơi nhà họ Tô chiêu đãi khách quý, những người từng học hội họa Trung Quốc quây quần xung quanh, mỉm cười trò chuyện cùng một ông lão. Thật khó gặp được viện sĩ Lao, thật vinh hạnh. Đúng đúng, lão viện sĩ rất ít khi ra khỏi núi. Lão viện sĩ có phải là giám khảo sẽ tham gia đại hội hội họa truyền thống Trung Quốc lần thứ 2 không? Ông lão mặc áo xanh cười lắc đầu nói, tôi già rồi, không thể làm giám khảo, lần này tôi ra ngoài là muốn tìm một mầm non tốt để nhận làm học trò. Tâm trạng của viện sĩ Lao đang rất tốt, sau khi nhìn thấy bức tranh mà ông cụ Tô gửi cho mình, ông đã phấn khích đến mức mất ngủ mấy ngày liền. Tranh của Túc Bảo rất có hồn, mấy chục năm rồi lão chưa từng thấy đứa trẻ nào có năng khiếu như. Vì vậy, khi lão già họ Tô kia hỏi ông rằng có muốn nhận Túc Bảo làm đồ đệ không? Ông ta đã không chần chừ mà trả lời ngay. Lời nói của lão viện sĩ tựa như kíp nổ, bùm, một cái, làm cho mọi người trợn mắt há mồm. Tuyết Nhi cúi đầu, ngoan ngoãn và yên lặng, xây dựng hình ảnh của mình như một tiểu thư cao quý. Nghĩ đến cảnh mình được viện sĩ Lao nhận làm học trò, cô không khỏi cảm thấy tự hào. Mẹ Tuyết Nhi giả vờ thản nhiên hỏi, viện sĩ Lao, vừa rồi mọi người nghe nói ngài muốn thu một học trò trẻ tuổi, tất cả mọi người ở đây đều rất tò mò. Đứa nhỏ nào lại may mắn được ngài đối xử đặc biệt như vậy? Viện sĩ Lao cười nói, đó là một đứa trẻ có màu sắc, có tâm hồn tươi sáng, trí tưởng tượng quái dị, đây là mầm non tốt nhất mà tôi từng thấy trong mấy chục năm qua. Mẹ của Tuyết Nhi lập tức ngây ngất khi nghe lời tán dương này. Đúng vậy, Tuyết Nhi của cô sử dụng màu sắc tươi sáng, hơn nữa cô ta còn cảm thấy trí tưởng tượng của Tuyết Nhi cũng rất phong phú. Tuyết Nhi thấy mẹ vui, cô cũng thấy rất tự hào. Tuyết Nhi hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm và bước tới trước mặt viện sĩ Lao. Xin chào viện sĩ Lao, con là Tuyết Nhi, con rất thích tranh của người. Người chính là thần tượng của con. Viện sĩ Lao lúc này mới ý thức được còn có một đứa trẻ ở đây, liền gật đầu nói, được, cảm ơn nhóc con. Viện sĩ Lao tách biệt với thế giới bên ngoài, không thích giao tiếp xã hội hay bất cứ điều gì, nhưng... ông ấy rất tốt và dễ gần. Tuyết Nhi rất vui. Nghĩ rằng viện sĩ Lao cũng thích cô. Cô còn muốn nói thêm gì đó, lúc này Thúc Bảo đã thay xong bộ đồ mới, từ trên lầu đi xuống. Trong lòng bé còn cầm mấy bức tranh, Tô Dịch Thần nắm lấy tay bé, thấp giọng giới thiệu, ông lão đằng kia là thầy của con đấy. Thúc Bảo gật đầu, đi tới trước mặt ông lão, ngẩng đầu lên lễ phép chào, thầy ơi. Lão viện sĩ sửng sốt sau đó cười nói, được, tiểu Thúc Bảo. Mấy đứa trẻ nhỏ thấy ông thường gọi ông là Gia Gia. Cục sữa nhỏ này lại dùng vẻ mặt nghiêm túc gọi ông là thầy. Viện sĩ Lao cảm thấy Túc Bảo đáng yêu nhưng cũng rất mạnh dạn không khỏi buồn cười. Ông ta giơ tay sờ sờ đầu Túc Bảo hỏi, con bao nhiêu tuổi rồi? Tiểu Túc Bảo lặng lẽ liếc nhìn lão bằng đôi mắt nhỏ của mình. Gia Gia này hình như đáng trí rồi. Hôm nay bé tổ chức sinh nhật lần thứ tư, tất nhiên là bé đã 4 tuổi rồi. Túc Bảo suy nghĩ một chút, sau đó ngoan ngoãn trả lời, thưa thầy. Hôm nay Túc Bảo tổ chức sinh nhật lần thứ tư, như vậy Túc Bảo đã 4 tuổi. Viện sĩ Lao, chuyện gì xảy ra vậy, lão già đầu thế này rồi còn bị một con nhóc coi thường. Lão không khỏi cười tâu toét, gật gật đầu nói, đúng đúng, con xem, thầy thật ngốc. Tiểu Túc Bảo cười híp mắt, vội vàng an ủi, không sao. Không sao, Túc Bảo có đôi khi cũng rất ngốc. Tuyết Nhi đứng ở một bên, cảm thấy Túc Bảo đã cướp đi hào quang của mình liền cảm thấy không vui. Mẹ của Tuyết Nhi cũng thầm nghĩ thật là xui xẻo. Nhìn thấy Thúc Bảo đang cầm vài cuốn tập trong tay, cô càng không nói nên lời. Thực là, ỷ vào mình được người nhà họ Tô thương yêu thì thích biểu hiện như vậy sao? Tưởng rằng người như viện sĩ Lao ai cũng thể bắt chuyện à? Ông cụ Tô cười rạng rỡ, nào, ông bạn cũ, lên lầu 2 ngồi chút chứ. Lão viện sĩ nóng lòng muốn xem những bức tranh khác của Thúc Bảo, vì vậy liên tục gật đầu, được. Tuyết Nhi sửng sốt. Ông ấy đi rồi, cô phải làm sao bây giờ? Ông ấy không muốn nhận cô làm học trò ư? Tuyết Nhi nắm chặt lấy ngón tay, lo lắng nói, lão Gia Gia, con thì sao? Lão viện sĩ kinh ngạc nhìn bé, hừ một tiếng, con cũng rất tốt, Gia Gia bận việc đi trước. Vì vậy, nhà họ Tô mời viện sĩ Lào, ôm Túc Bảo cùng nhau lên lầu. Mẹ của Tuyết Nhi chết lặng, Tuyết Nhi cũng trợn tròn mắt.
Mẹ Tuyết Nhi trong lòng rất tức giận, nhưng cho dù trong lòng có nổi mưa to gió lớn đi nữa cũng phải nhẫn nhịn. Vàng thật sẽ luôn tỏa sáng, nhà họ Tô đúng là rất giàu có, nhưng viện sĩ Lao là ai? Không phải giàu. Có là có thể thuê ông ấy làm thầy được đâu. Chỉ sợ rước nhục vào thân mà thôi. Mẹ Tuyết Nhi an ủi Tuyết Nhi ngoan, ngồi chờ một chút. Hai mẹ con hoàn toàn không ngờ, lần chờ đợi này, là chờ đến kiếp sau. Phòng làm việc trên tầng 2 của Tô gia. Túc Bảo ngồi thẳng ở trên sofa, lén lút nhìn ông lão trước mặt. Ông cụ Tô nói, Túc Bảo, đây là cao thủ mạnh nhất nước ta trong lĩnh vực hội họa, mau, mau gọi một tiếng thầy Lao đi. Túc Bảo lại ngoan ngoãn nói, thầy Lao. Tận đáy lòng ông lão rất thích đứa trẻ ngoan ngoãn này, hỏi, Túc Bảo, còn vẽ những bức này à? Túc Bảo gật đầu, đúng ạ. Túc Bảo có thể nói cho ông biết về những bức tranh này không? Nói đến tranh, mặt Tiểu Bảo Bảo lập tức như sáng bừng lên, nằm bò xuống bàn, bắt đầu rất nghiêm. Túc nói về thế giới mộng tưởng của mình. Lúc Tô Nhất Trần đi tới, nhìn thấy hai người một già một trẻ đang nằm trên bàn xem tranh. Cục sữa nhỏ nằm trên bàn, hai ông lão mê mẩn nhìn bé, thỉnh thoảng lại cười cười nói nói. Khuôn mặt của Tô Nhất Trần dịu lại. Một đứa trẻ nhỏ chỉ có thể làm bạn với hai ông già. Không hiểu sao làm cho lòng người chua xót. Mẹ con Tuyết Nhi vẫn còn ngồi đợi ở sảnh tầng 1, chờ đợi lại chờ đợi. Khi nhiếp quản gia đi xuống bảo mọi người về trước, viện sĩ Lào sẽ không xuống nữa. Hai người mới ra về trong thất vọng. Cả nhà Tuyết Nhi cũng không thể không đi, nếu không sẽ có vẻ rất thất lễ. Mẹ Tuyết Nhi không cam lòng, vốn tưởng rằng Tuyết Nhi sẽ được viện sĩ Lao thu làm tiểu đồ đệ, nhưng hiện tại xem ra không phải. Nhưng làm sao cô ta có thể chấp nhận sự thật này? Vì thế mang theo Tuyết Nhi, ở trên xe ngoài cửa lớn trang viên Tô ra tiếp tục khổ sở chờ đợi. Kết quả chợt nghe thấy hai người đi qua thấp giọng nghị luận. Mẹ con Tuyết Nhi còn ở bên trong chờ sao? Hừ! Cô ta cho rằng lão viện sĩ là tới nhận Tuyết Nhi làm học trò, nói thật, Tuyết Nhi căn bản không có tư cách. Mẹ của Tuyết Nhi ngồi trong xe nghe thấy những lời này rất tức giận, họ nói vậy là có ý gì, Tuyết Nhi nhà cô ta không có tư cách. Nhưng mà cô ta không khỏi lo lắng, viện sĩ đã ở trên lầu 2 lâu như vậy chưa xuống, chẳng lẽ Tô gia muốn tìm sư phụ cho Túc Bảo thật. Mặc dù Túc Bảo không có tài năng nhưng nó lại có 8 người cậu yêu thương nó hết mực. Nếu tiền thực sự có thể làm viện sĩ Lào nhận Túc Bảo làm đồ đệ của mình thì sao? Mẹ của Tuyết Nhi bắt đầu cảm thấy không công bằng. Đã hơn 11 giờ đêm, Túc Bảo rất vui vẻ tiễn viện sĩ Lào ra về. Bé dường như cũng đã tìm được cho mình một người bạn tốt, mặc dù có sự khác biệt lớn về tuổi tác. Túc Bảo phất phất tay nói, ông bạn già, ông đi thong thả nhé. Lão viện sĩ nhìn cục sữa nhỏ trước mặt. Không ngờ tới đây lại có thể thu nhận một tiểu đồ đệ hoạt bát như vậy, trong lòng rất phấn khởi. Vì vậy, lão nhân ra vẫy vẫy tay, nói, tạm biệt, cô bạn bé nhỏ. Một lớn một nhỏ có vẻ rất vui. Sau khi lên xe, viện sĩ lại lấy điện thoại ra nhìn lại những bức vẽ của Túc Bảo vừa rồi mình chụp. Khi mẹ của Tuyết Nhi thấy viện sĩ Lao đích thân xuống xe, lại càng cảm thấy Tuyết Nhi nhà mình có hy vọng. Cô ta vội vàng nói, lão viện sĩ, ngài còn nhớ chúng tôi không? Đây là Tuyết Nhi, trước đó con bé được giải nhất trong đội tranh thiếu nhi Trung Quốc, làm Tuyết Nhi. Nói như vậy chắc hẳn ông nhớ ra rồi phải không? Ai ngờ viện sĩ Lao mờ mịt hỏi lại, làm Tuyết Nhi là ai? Mẹ của Tuyết Nhi. Lão thậm chí không biết Tuyết Nhi nhà cô ta. Từ sau khi tác phẩm của Lam Tuyết Nhi được tuyển vào nhóm thiếu nhi quốc họa, mẹ Tuyết Nhi liền lấy điều này làm kiêu ngạo, thường xuyên lơ đãng nhắc tới trước mặt người ngoài. Cô ta cho rằng Tuyết Nhi nhà mình rất nổi danh, quốc họa viện cũng khẳng định nhớ rõ Tuyết Nhi. Trăm triệu lần không nghĩ tới, viện sĩ Lao một chút cũng không nhớ rõ. Mẹ Tuyết Nhi đỏ mặt, Tuyết Nhi dù sao cũng là trẻ con, thiếu kiên nhẫn hỏi, Lao ra ra, người không phải tới thu học sinh sao? Lao viện sĩ, à, đúng, làm sao vậy? Tuyết Nhi, vậy sao ngài còn chưa thu con? Lao viện sĩ, mẹ Tuyết Nhi nhất thời có chút xấu hổ. Lao viện sĩ uyển chuyển nói, thật ngại quá, nhóc con, ta đã thu học sinh rồi. Đáy lòng mẹ Tuyết Nhi lục bục một tiếng, mỉm cười nói, à, người ngài nhận là Túc Bảo tiểu thư phải không? Viện sĩ Lao gật đầu, nhắc đến Túc Bảo trên mặt cũng nhìn không được nở nụ cười, đúng, Túc Bảo là một đứa trẻ rất có thiên phú. Ông nói xong gật đầu với hai người, lên xe rời đi. Mẹ Tuyết Nhi không chấp nhận được sự thật,
nhịn không được oán giận, Tô gia quả nhiên đập tiền. Tuyết Nhi ngây ngẩn cả người. Danh ngạch của cô bé bị Túc Bảo cướp mất. Đột nhiên, Tuyết Nhi khóc lóc chạy đi. Tuyết Nhi chán ghét Túc Bảo, vốn Lao Gia Gia là tới thu cô bé làm học sinh, lại bị Túc Bảo cướp mất. Mẹ Tuyết Nhi vội vàng đuổi theo. Tiễn thầy đi xong, Túc Bảo trở lại phòng tắm rửa sạch sẽ thay áo ngủ. Áo ngủ màu hồng nhạt lông xù, trên mũ mang theo hai cái lỗ tai thỏ thật dài, đem cục sữa nhỏ lộ ra cực kỳ đáng yêu. Tô lão phu nhân hiền lành vuốt trán nàng, nói, muốn bà ngoại ngủ cùng Túc Bảo không? Túc Bảo cầm chăn lắc đầu, không cần đâu, Túc Bảo có thể tự ngủ. Tô lão phu nhân xoa xoa mái tóc mềm mại của Túc Bảo, đứa nhỏ này, hiểu chuyện khiến người ta đau lòng. Có chuyện gì thì gọi bà ngoại nha, ấn cái chuông này nhé. Túc Bảo gật đầu, chúc bà ngoại ngủ ngon, đưa mắt nhìn Tô lão phu nhân đi ra ngoài. Kỷ Trường dựa vào một bên, chậc chậc chậc. Nghĩ đến lão già vừa rồi trong thư phòng lại cướp đi tiểu đồ đệ của hắn. Làm sư phụ còn phải cạnh tranh khốc liệt như vậy sao? Cặp sách nhỏ, sư phụ dạy con pháp thuật nhé, pháp thuật con biết không? Chỉ cần suy suy một tiếng có thể ném ra một trái cầu lửa. Không thì dạy con bắt quỷ cũng được, nhưng mà trước tiên phải mở thiên nhãn cho con, mở thiên nhãn con mới có thể nhìn thấy ta. Túc Bảo quay đầu, con không học. Con muốn học vẽ với thầy Lao Cơ, đây mới là chuyện trẻ con nên làm. Kỷ Trường hừ một tiếng, trẻ nhỏ thì nên làm gì? Túc Bảo bẻ ngón tay, ăn cơm, ngủ, vẽ tranh chơi cùng Tiểu Ngũ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 1.